người đó chậm rãi quay đầu lại, Hứa Minh Tâm nhìn rõ mặt người đó xong lập tức ngây ngẩn. Tại sao lại là Cố Gia Huy? Đây là buổi tiệc của các ngôi sao cơ mà. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Cô còn chưa kịp phản ứng thì Cố Gia Huy đã nắm lấy tay cô, ký lên mình trong lòng bàn tay cô. Chữ ký của anh là có 102, chỉ dành cho đúng một người, em phải giữ cho thật kỹ đấy nhé. Lòng bàn tay cô nhột nhột, tim lại run lên. Lời anh nói, mang hơi hướm chiêu ghẹo. Anh, tại sao anh lại xuất hiện ở đây thế? Anh lấy danh nghĩa của ban tổ chức tới đây, chị Thanh Vân lấy được thiệp mời, biết anh không yên tâm về em nên mới đưa thiệp của tập đoàn cho anh. Nhà họ Ôn cũng tham gia vào ban tổ chức ư. Năm nay nhà họ Ôn đã có một cuộc cải cách rất lớn, được bên tổ chức đêm từ thiện liên hệ hợp tác đầu tư, trở thành công ty con, nắm giữ cổ phần công ty cũng như chia lợi nhuận. Thế, liệu nhà họ Ôn có chịu thiệt thòi gì không? Rõ ràng là công ty của mình tự làm chủ, bây giờ lại thành đi làm công cho người khác. Nếu như người bình thường nhìn vào sẽ thấy đây là một sự thiệt thòi, nhưng người trong nghề đều biết rằng một khi nhận được đầu tư từ bên họ thì giá trị lợi nhuận trong kinh doanh sẽ là con số không thể tính được. Nhà họ Ôn đã đi một bước rất dài, tìm kiếm một ngọn núi để dựa vào, có thể nhận được lợi nhuận và cũng có người gánh vác rủi ro trong kinh doanh. Hình như, hơi cao siêu, em không cần phải hiểu, em chỉ cần biết là anh kiếm tiền về cho em tiêu, thế là được rồi. Vậy thì anh đã gặp được người bên phía ban tổ chức chưa? Em có cảm giác đó là một gia tộc cực kỳ bí ẩn, anh có biết họ không? Thật ra anh cũng không rõ lắm. Bọn họ không có tập đoàn hay trụ sở cố định, nhưng tất cả những công ty lớn có máu mặt và kinh doanh phát triển ở London đều có đầu tư từ gia tộc đó. Hơn nữa họ còn nắm giữ một lượng lớn tỷ lệ cổ phần công ty. Nghe nói họ giữ tước vị công tước thời xa xưa được kế thừa đến ngày hôm nay của cải không thể đo đếm được. Trước mắt nhà họ Ôn đang là tập đoàn nhận được đầu tư lớn nhất từ bên kia nên cũng sẽ được che chở bao bọc nhiều hơn. Nghe có vẻ thật là lợi hại, Cố Gia Huy. Vài ngày trước em có quen biết một cô bé, nhà cô ấy giàu có lắm, ở trong một tòa lâu đài lớn thật lớn, có mấy cái sân golf cơ. Em cảm thấy anh có rất nhiều tiền rồi ấy, nhưng bây giờ em mới phát hiện ra là núi cao vẫn còn có núi cao hơn. Thật ra vẫn còn rất nhiều người quyền thế hơn anh. Cố Gia Huy nghe thế thì đầu đầy vạch đen, anh đang dần bị ghét bỏ đấy ư. Cố Gia Huy bất đắc dĩ nói, em đừng chạy lung tung trong thành phố này, ở đây có rất nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng đấy, em có biết không hả? Biết rồi, em sẽ không chạy loạn đâu mà. Hứa Minh Tâm lại chợt nghĩ tới Diên, chắc chắn nơi cô bé ở cũng cực kỳ nhiều nguy hiểm, cô bé sống ở đó cũng chẳng hề vui vẻ một tí nào. Khi cô đang bận suy nghĩ thì đã không để ý đến ánh mắt Cố Gia Huy trở nên tối tăm đi. Thật ra, anh biết rõ rốt cuộc gia tộc đó là ai và cũng biết bọn họ đáng sợ đến mức nào. Nhưng anh lại không muốn nói nhiều cho Hứa Minh Tâm nghe, sợ cô biết được những chuyện đó xong lại sợ hãi. London là chiến trường khốc liệt như địa ngục mà anh hận nhất. Vùng biển phía đông kia chính là nơi anh trai anh tan xương nát thịt. Anh lặng lẽ siết chặt nắm đấm và hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn nhiều. Lát nữa sẽ có khiêu vũ, anh có muốn nhảy cùng với em không? Không được, anh lấy thân phận nhân viên tới đây, anh sợ mình nổi bật quá, đến lúc đó mấy ngôi sao nữ ở đây lại không để cho anh đi, một đám nhào tới quấn quýt lấy anh thì cũng không tốt. Hứa Minh Tâm nghe thế thì đang định cười nhạo anh, nhưng khi nhìn thoáng qua bên kia đang có rất nhiều cô gái nháy mắt phóng điện với Hứa Minh Tâm thì chợt á khẩu không trả lời được. Cố Gia Huy đúng là tên lam nhan hỏa thủy, nam nữ ăn hết thì thôi đi, người da đen, da trắng hay da vàng gì anh cũng ăn tất. Anh nên tìm một cái góc nào đó lẳng lặng ngồi đấy đi, sau đó anh đội thêm một cái mũ vào, đừng để cho ai nhìn thấy. Hứa Minh Tâm tức giận nói. Được rồi, em cứ ở đây chơi đi. Đây là một buổi tiệc lớn đấy. Anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em nói, ngồi trong một góc chờ em. Cố Gia Huy cười nói. Hứa Minh Tâm gật đầu quay trở về chỗ Thẩm Thanh. Cố Gia Huy đứng một mình uống rượu, ánh mắt anh vẫn lượn lờ quanh quẩn chỗ Hứa Minh Tâm. Rồi lại, bất ngờ nhìn thoáng thấy một bóng người. Con người anh co rụt lại, nhìn thấy một cô gái ngồi đằng sau lan can trên lầu 2. Cô ta mặc chiếc váy dài màu đen. Nửa gương mặt bị che giấu dưới lớp mặt nạ trông có vẻ lạnh lùng nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp. Cô ta cầm ly rượu đỏ khẽ lắc lư, rượu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn. Cô ta xinh đẹp hơn người nên có rất nhiều người đàn ông đi tới mời cô ta làm bạn nhảy, nhưng ai cũng bị cô ta vô tình từ chối. Mấy người liên tục vấp phải thất bại.
ánh mắt cô ta trống rỗng không biết đang nhìn về nơi nào. Cố Gia Huy hoàn toàn không cách nào ngờ nổi mình sẽ nhìn thấy cô ta ở nơi này. Có lẽ ánh mắt anh quá nóng cháy nên người đẹp trên lầu cảm nhận được, cúi xuống nhìn, phát hiện dưới lầu có người đang đi vòng vòng nhưng chẳng thể thấy nổi người đã dùng ánh mắt đó nhìn mình. Chẳng lẽ đó là ảo giác của cô ta ư? Cô ta chuyển đôi mắt xanh sâu thẳm sang nơi khác, rút một điếu thuốc lá dành cho nữ ra và rít một hơi, nhả khói. Cô ta cũng điên rồi nên mới chạy tới đây tham gia vào buổi tiệc nhàm chán này. Anh cả cũng thật là, thế đời nào lại dạy cho cô ta cách để tổ chức buổi tiệc thế này? Cố Gia Huy chuyển tầm mắt đi, nắm đấm siết lại thật chặt khiến móng tay đâm sâu vào da thịt. Cô ta đã đến đây. Hứa Minh Tâm theo Thẩm Thanh đi chào hỏi mọi người xong bèn quay sang nhìn vào trong góc, không ngờ Cố Gia Huy lại biến mất rồi. Kỳ lạ, người đi đâu mất tiêu rồi. Hứa Minh Tâm nhìn quanh một vòng vẫn không thể tìm thấy nên cứ đứng ngồi không yên mãi cả buổi tối. Lúc bắt đầu khiêu vũ có người tới mời, cô ngượng ngùng không dám từ chối nên đành phải cùng người ta lên sàn nhảy. Thế nhưng lại bất cần dẫm lên chân người đó. May là người đó khá kịch thiệp, thế nhưng sau một điệu nhảy thì bạn nhảy của cô cũng bỏ trốn mất dạng. Được một nửa thì người dẫn chương trình bảo dừng lại, giới thiệu cô Lucia là người tổ chức, cảm ơn mọi người đã tham gia vào đêm từ thiện và đồng ý sẽ cho những vị khách nam ở đây một cơ hội được nhảy với cô ta một khúc nhạc. Tất cả các vị khách nam ở đây đều nóng lòng muốn thử. Tất cả các cô gái thì nhanh chóng lùi lại phía sau, vừa hâm mộ rồi lại ghen tị nhìn người phụ nữ đứng trên sân khấu được ánh đèn soi rọi. Cô ta lạnh lùng và hờ hững với tất cả mọi thứ nhưng lại có vẻ ngoài thật sự rất xinh đẹp. Cực kỳ xinh đẹp, gương mặt tinh xảo không tì vết, chiếc váy đen kiểu phục cổ xinh đẹp. Đôi môi tô son đỏ thẫm, cực kỳ tôn da. Khi nhìn thấy Thẩm Thanh thì cô đã nghĩ rằng chẳng còn một người phụ nữ nào trên đời quyến rũ được như bà ấy. Thế nhưng khi nhìn đến Lucia thì cô mới chợt nhận ra vẻ đẹp của một cô gái có thể được sử dụng để đạt tới một mức độ cao hơn rất nhiều. Cô ta là hoa hồng xinh đẹp khiến con người ta muốn chinh phục rồi lại làm họ chẳng dám tùy tiện chạm vào. Cô ta là hoa hồng, mà hoa hồng thì có gai, hơn nữa trên gai đó còn có độc. Cuối cùng Lucia chọn một người đàn ông châu Á. Người đàn ông đó cực kỳ hưng phấn đi tới quỳ một gối xuống và giơ tay ra. Anh ta tỏ thái độ lịch thiệp là thế nhưng Lucia vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới, hơi khinh bỉ nhìn lướt qua rồi mới tỏ thái độ gượng gạo đặt tay mình vào lòng bàn tay người đó, theo người đó ra sàn nhảy. Tiếng nhạc vang lên, bọn họ bắt đầu nhảy. Mẹ nuôi à, người đó là ai thế? Lucia de Kettering, là một quý tộc nổi tiếng của London. Nghe đồn rằng ngày xưa họ được kế thừa tước vị công tước. Sau đó tước vị lại bị hủy bỏ nhưng địa vị của gia tộc họ vẫn sừng sững đứng đó không cách nào lay động. Qua gần 100 năm họ mới xuất hiện một lần nữa rồi lại lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai để phát triển nhanh chóng ở London. Hơn nữa thủ đoạn của bọn họ cực kỳ quyết đoán và mạnh mẽ, nhanh chóng lũng đoạn tất cả các tập đoàn công ty lớn ở London, ăn vào rất sâu. Hứa Minh Tâm nghe thế lập tức hiểu ra, đây chính là gia tộc Cố Gia Huy vừa mới nhắc tới đây mà. Tại sao Thẩm Thanh lại biết mọi thứ rõ ràng như thế mà Cố Gia Huy lại không biết rõ đối phương là ai? Xem ra chỉ có Cố Gia Huy không biết chuyện mà thôi. Gia tộc Kettering này, cực kỳ đáng gờm phải không mẹ? Không có người nào biết rõ điều đó cả, con chỉ cần suy ngẫm lại cẩn thận xem đây là đêm từ thiện cả thế giới đều dõi mắt nhìn theo. Gia tộc họ chính là người đầu tư tổ chức thì có thể hiểu được sơ sơ về thân phận của bọn họ rồi. Mẹ có nghe ngóng được một vài thông tin. Chồng mẹ bảo rằng gia tộc Kettering và cổ. Thôi bỏ đi, đó đều là những tin đồn vô căn cứ, không có bằng chứng rõ ràng thôi mà. Thẩm Thanh nói được một nửa thì lại ấp úng thôi không nói nữa. Chuyện này quá ư là phức tạp, chỉ có Ngôn Dương biết được thông tin đó, tốt nhất là không nói cho Hứa Minh Tâm nghe để tránh cho cô cứ suy nghĩ miên man. Hứa Minh Tâm nghe chẳng hiểu gì nên cũng không quan tâm tới nữa. Cô ấy đẹp thật đó. Có cô ấy ở đây khiến con có cảm giác tất cả mọi người đều trở nên phai mờ. Không biết người đàn ông thế nào mới có thể đứng sánh vai bên cạnh cô ấy. Con không ngờ ở nước ngoài có nhiều cô gái xinh đẹp như thế. Hình như con bị sốc tâm lý khá nhiều đấy. Xinh đẹp không phải là vốn liếng lớn nhất của phụ nữ. Có những người xinh đẹp thật đấy nhưng lại có lòng dạ rắn rết. Vẻ ngoài xinh đẹp thì cũng có tác dụng gì đâu. Thẩm Thanh thản nhiên nói. Hứa Minh Tâm nghe thế thì cảm thấy rất có lý. Khúc nhạc còn chưa kết thúc thì Lucia đã bảo dừng lại, khó chịu rụt tay về, nói, dừng lại ở đây đi.
Nói xong lập tức xoay người bỏ đi, có thể nói là thái độ cực kỳ tệ với người đàn ông nhảy cùng. Thế nhưng người đàn ông đó chẳng thèm để ý đến chuyện đó, tim vẫn xúc động đập thật nhanh như mất phanh. Sau khi rời khỏi sàn nhảy, thấy được người nào lại đứng khoe là mình vừa mới được nhảy với cô Lucia một khúc nhạc. Lucia xoay người bỏ đi và nói với người bên cạnh mình với giọng lạnh lùng, người đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, tối nay xử lý luôn đi, sau này tôi không muốn thấy người đó xuất hiện trước mặt lần nào nữa. Dạ thưa cô ba, người bên cạnh cung kính nói. Bữa tiệc kết thúc, Thẩm Thanh dẫn Hứa Minh Tâm ra về, thế nhưng cô vẫn không tìm được Cố Gia Huy. Gọi điện thoại cũng tắt máy. Hứa Minh Tâm nói Thẩm Thanh về khách sạn trước còn cô thì lát nữa tự bắt xe về sau. Cô ngồi chờ ngay ngoài cổng. Đêm London cực kỳ lạnh, mấy ngày trước vừa có bão tuyết lớn vừa có mưa đá, đến tận hôm nay vẫn chưa tan hoàn toàn nên đêm tối là thời điểm lạnh nhất. Hứa Minh Tâm quấn chiếc áo bành tô đông lạnh run rẩy, ngồi trên cầu thang cuộn mình thành một cục nhưng vẫn không thể ngăn nổi cái lạnh thấm vào người. Cô gửi tin nhắn cho Cố Gia Huy, mong là khi anh khởi động máy lại có thể nhìn thấy tin nhắn của cô. Rốt cuộc anh đã đi đâu thế không biết, anh có còn ở bên trong không, có phải là do nhân viên có việc khác phải làm nên mới bị vướng lại. Hứa Minh Tâm chờ rất lâu vẫn không nhìn thấy Cố Gia Huy. Bấy giờ, cổng lớn mở ra, Lucia được mọi người vây quanh bước ra ngoài. Xung quanh cô ta chính là vệ sĩ mặc quần áo đen tuyền, trông cực kỳ đáng sợ. Hứa Minh Tâm vội vàng đứng dậy, đứng dịch sang bên cạnh. Lucia thản nhiên liếc nhìn Hứa Minh Tâm và hơi khinh thường. Đuổi con bé ăn mày này đi đi, không biết nhìn lại xem đây là nơi nào à mà ngồi đây. Sau đó cô ta đi tới ngồi vào xe. Đó là một đoàn xe xếp dài thật dài, Lucia ngồi trong chiếc xe ở giữa, trước và sau có khoảng 5 chiếc xe khác bảo vệ. Cô ta vừa mới đi thì một đám người đi tới đuổi cô đi. Hứa Minh Tâm chỉ có thể đứng bên vệ đường chờ. Cả người cô lạnh run, cảm thấy cả người đã cứng ngắc rồi. Đúng lúc này, trên người đột nhiên có thêm một chiếc áo khoác. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc đó. Hai mắt Hứa Minh Tâm nhanh chóng ngấn ngấn nước mắt, xoay người nhào vào lòng ngực anh, uất ức nói, anh đi đâu thế? Anh có biết là em không nhìn thấy anh nên lo lắng lắm không? Điện thoại anh cũng tắt nguồn nốt, rốt cuộc anh đã đi đâu thế? Cố Gia Huy luôn trốn trong góc tối nhìn thấy Hứa Minh Tâm đang chờ đợi mình nhưng Lucia vẫn chưa đi nên anh không dám tùy tiện xuất hiện. Giữa anh và Lucia có rất nhiều quan hệ giải thích không rõ ràng, tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ gặp lại nữa. Anh ôm chặt Hứa Minh Tâm, biết cô chịu uất ức. Anh cũng không ngờ rằng cô gái này lại ở đây ngây ngốc chờ đợi mình và không theo Thẩm Thanh về. Anh đứng trong một góc bí mật nhìn thấy lòng đau như cắt, nhiều lần kiềm lòng không đặng muốn lao tới ôm cô vào lòng thật chặt. Lần sau không tìm thấy anh thì em cứ về trước đi, biết không? Hai mắt Hứa Minh Tâm đỏ ửng, lắc đầu. Cô nắm chặt lấy ống tay áo anh, nói, em không tìm thấy anh thì sẽ tiếp tục đứng đó chờ đến khi nào thấy thì thôi. Tại sao thế? Em sợ em đi linh tinh rồi anh sẽ quay trở lại chỗ cũ tìm em. Em không muốn chơi trò mèo bắt chuột với anh, sau này em nhỡ lạc mất anh ở một nơi nào đó thì chắc chắn em sẽ đứng yên tại chỗ chờ anh. Em sẽ chờ mãi, anh cũng không cần phải chạy khắp cả thế giới tìm kiếm em, anh chỉ cần quay trở lại chỗ cũ là được rồi. Hứa Minh Tâm hơi bướng bỉnh nói. Cố Gia Huy nghe cô nói thế thì tìm lập tức mềm nhũn. Rốt cuộc cô bé này đang cố chấp hay là ngốc nghếch đây? Em không sợ là em đứng yên đó sẽ không chờ được anh ư? Nhỡ đâu anh không quay lại đó thì phải làm sao bây giờ? Thế thì em sẽ ở đó chờ cả đêm, em tin chắc chắn anh sẽ quay trở lại mà đúng không? Hứa Minh Tâm trẻ con nắm lấy tay anh và cứng đầu nói. Được, anh biết rồi. Sau này chúng ta mà bất cần lạc nhất nhau thì anh sẽ quay trở về chỗ cũ. Lần này rốt cuộc anh đã đi đâu làm gì thế? Sao bảo anh sẽ đứng trong góc ngoan ngoãn chờ em cơ mà? Tại sao mới chớp mắt một cái thì đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi thế? Xử lý một chuyện đột xuất ấy mà, điện thoại hết pin nên mới tắt nguồn. Chờ đến khi anh xử lý công việc xong thì bữa tiệc cũng đã kết thúc rồi. Thế thì anh có thể nói cho em biết trước một tiếng mà. Hứa Minh Tâm hơi tức giận. Thật lòng xin lỗi, lẽ ra anh có thể kết thúc sớm. Nhưng mà không ngờ là... Thôi bỏ đi, lần sau anh không được lấy cái cớ này nữa đâu nhá. Được, Cố Gia Huy nắm chặt tay nhỏ và kéo cô lên xe, sau đó bọn họ cùng rời đi.
Anh đưa Hứa Minh Tâm về xong thì nhanh chóng quay về nhà Ôn Thanh Vân. Ôn Thanh Vân đã chờ anh từ rất sớm. Cô ấy thấy Cố Gia Huy về thì lập tức đi tới và lo lắng hỏi, chị nghe nói Lucia cũng đến bữa tiệc đó đúng chứ? Năm ngoái anh cả của cô ấy tới cơ mà. Tại sao lần này người tới đó lại là cô ấy, chị tính sai rồi. Cậu với cô ta. Không gặp mặt nhau, em tránh đi đúng lúc. Cố Gia Huy hơi đau đầu, giơ ngón trỏ vuốt huyệt thái dương, vẻ mặt cực kỳ mỏi mệt. Lần trước chị muốn nói cho cậu biết nhưng cậu lại không muốn nghe, thế nhưng lần này hai người suýt tí nữa là chạm mặt nhau rồi, chị nghĩ mình nên nhắc nhở cậu một tiếng. Lucia không biết cậu là cậu ba nhà họ Cố, chỉ biết cậu tên là Henry. Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian đó cậu cũng chỉ điều tra được huy hiệu của gia tộc Kettering nên mới nghi ngờ Kettering tham gia vào vụ việc đó. Năm đó sau khi cậu mất tích, Lucia như phát điên vậy, cô ấy hận không thể lật 3 mét đất London lên để tìm kiếm cậu. Thế nhưng cậu cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Từ đó về sau tính tình Lucia hoàn toàn thay đổi, cô ấy trở nên độc ác và tàn nhẫn. Tất cả những vụ làm ăn được truyền vào tay cô ta thì tất cả các đối thủ cạnh tranh đều không có một kết cục tốt. Cả gia tộc Kettering đó chỉ có cô ta là người kiêu căng ngạo mạn nhất, ai cũng dám đụng tới. Em hiểu rất rõ tình tình của người phụ nữ đó, cô ấy ngang ngược và độc đoán từ trước rồi, nhưng khi đó mọi thứ vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó. Không ngờ chỉ mới 4 năm ngắn ngủi trôi qua, cả tôi và cô ấy đều thay đổi. Cố Gia Huy cong môi cười lạnh lẽo, cô ấy đang tìm cái gì? Tìm lại Henry năm đó ư, đám người đó là do cô ấy cử đi cơ mà. Cô ấy là người đã tự tay giết chết Henry, bây giờ tôi là Cố Gia Huy, chẳng còn gì liên quan tới cô ấy nữa. Nếu như cô ấy biết được Cố Gia Huy chính là Henry thì chắc chắn cô ấy sẽ không ra tay. Cậu ba à, nếu như cậu xem chị là chị dâu cậu thì nghe chị khuyên một câu, đừng đụng đến gia tộc Kettering, gia tộc đó có bối cảnh sau lưng quá mạnh mẽ, cả các ông lớn cũng không dám đụng tới nữa là. Chị không muốn thấy cậu cũng xảy ra chuyện, chị đã chấp nhận buông bỏ chuyện anh hai cậu rồi. Tại sao cậu vẫn còn canh cánh trong lòng như thế? Ôn Thanh Vân đau lòng nói, người không thể bước ra khỏi nỗi ám ảnh và bóng tối đó không phải là cô ấy mà là Cố Gia Huy. Nó giúp anh gắng gượng sống sót để báo thù cho Cố Thiệu Linh, khiến tất cả những người đó đều phải trả một cái giá thật đắt. Không bao giờ có chuyện đó đâu, Cố Gia Huy lạnh lùng nói, mỗi một chữ đều được gắn thật mạnh, kiên quyết như thế. Anh hai cậu đã qua đời 4 năm rồi. Chị cầu xin cậu buông bỏ nó đi được không? Chị thật sự rất sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Cố Gia Huy nghe thế thì lại chìm vào im lặng. Anh sống chết siết chặt nắm đấm, gắn từng chữ một, mối thù của anh hai tôi nhất định phải báo, tôi không thể để cho anh ấy chết một cách vô ích như thế được. Thế Hứa Minh Tâm thì sao? Cậu vì anh hai cậu, còn người yêu cậu thì sao? Cậu có nghĩ tới con bé không? Gánh nặng vẫn còn đó, con đường phía trước của con bé đã được trải sẵn chưa? Cậu có thể chịu đựng được tất cả những điều thị phi đó nhưng con bé có thể làm được không? Tôi sống vì anh hai và cũng sống vì bản thân mình. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, dù rằng có phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai trong đám người đó, không một người nào cài. Cố Gia Huy chợt châm giọng gắt lên, ánh mắt anh là sự khát máu điên cuồng. Anh có thể sống được đến bây giờ đều là do mối thù đó, sự chấp nhất đó. Dù bây giờ anh đã tìm thấy ý nghĩa để tiếp tục sống thì cũng sẽ không bỏ qua những điều đó. Anh hai đã chết rất thảm, phải có người đòi lại công lý cho anh ấy. Bọn họ muốn tránh né những đấu tranh không đáng nên mới sang London, không muốn tranh giành với bất kỳ ai. Thế nhưng tai vạ vẫn đua nhau đến. Anh cả sợ anh em họ bắt tay với nhà họ Ôn để trở về chắn đường mình nên đã ra tay độc ác. Anh có thể hiểu được điều đó. Thế nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ nổi những thứ anh điều tra được lại không đơn giản như thế. Đúng là anh cả đã ra tay nhưng vẫn còn một đám người khác đến từ Kettering. Anh ở dưới đáy nước nhìn thấy rõ rành rành người đứng trên bong thuyền xa xa đó chính là Lucia. Trước mắt anh vẫn không biết bọn họ có mối liên hệ gì, thế nhưng chắc chắn cái chết của Cố Thiệu Linh có dính dáng đến bọn họ. Một người là anh em ruột thịt, một người là cô gái anh từng yêu. Bây giờ... tất cả đều là kẻ địch. Chị dâu, chị không cần phải khuyên tôi nữa, tôi biết bản thân mình đang làm gì. Tôi có thể bảo đảm với chị là khi chưa có kế sách vẹn toàn thì tôi sẽ không tùy tiện ra tay. Thứ tôi có chính là sự kiên nhẫn, thong thả chơi với bọn họ. Cố Gia Huy cong môi cười đầy tàn nhẫn, nụ cười đáng sợ như tu la đến từ địa ngục.
hơi thở chết chóc và tàn bạo đó khiến con người ta lạnh cả sống lưng. Ôn Thanh Vân muốn há miệng nói thêm gì đó nhưng lời lên đến miệng rồi lại không thốt ra được lấy một lời. Chẳng người nào có thể khuyên nổi Cố Gia Huy. Tình nghĩa anh em Cố Gia Huy cũng muốn, tình yêu thắm thiết anh cũng muốn. Dù anh có phải hy sinh chính bản thân mình cũng sẽ không bỏ rơi bọn họ. Thế nhưng, điều tất cả mọi người muốn chỉ là anh bình yên mà thôi. Linh còn sống thì cũng sẽ khuyên anh hãy buông bỏ thù hận, sống cuộc đời của bản thân mình. Nếu Hứa Minh Tâm biết được chuyện này cũng sẽ khuyên anh đừng để bản thân mình bị tra tấn bởi thù hận. Cố Gia Huy chưa từng mất đi người mình yêu tha thiết thì không thể nào hiểu được, gãy tay gãy chân thì làm sao so sánh được với trái tim băng giá. Cố Gia Huy mất đi anh trai nhưng cô ấy lại mãi mãi đánh mất khả năng yêu một người. Cậu tính khi nào quay trở về? Mai, tôi sẽ đi cùng với Hứa Minh Tâm. Được, chị sẽ chuẩn bị hành lý cho cậu. Ôn Thanh Vân chuyển chủ đề, không nhắc gì về chuyện đó thêm nữa. Cố Gia Huy nhìn theo bóng lưng Ôn Thanh Vân rời đi, tim anh khẽ đau nhói. Người anh có lỗi nhất chính là Ôn Thanh Vân và Cố Cố. Lẽ ra bọn họ nên có được một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc nhưng lại bị anh phá hủy đi trong giây lát. Anh cả có thể đi nhưng vì kéo dài thời gian nên anh đã ở lại. Đầu Cố Gia Huy đau đớn không thể tả nổi, cả đêm anh cứ mơ đi mơ lại cơn ác mộng đó, nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh và sau lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Trong căn phòng tối đen nhưng mực là bầu sự trống rỗng khiến con người ta sợ hãi. Hứa Minh Tâm đang ngủ rất say thì đột nhiên cảm thấy trong ổ chăn có một thứ gì đó lạnh như băng chui vào, cái lạnh của thứ đó khiến cô phải rùng mình. Cô quên không mở điều hòa hay là quên chỉnh độ ấm của giường thề nhỉ. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy được Cố Gia Huy bên cạnh, cô không giật mình hoảng sợ mà ngược lại đã tập mãi thành thói quen. Anh luôn xuất hiện bất ngờ như thế, khi đến cũng chẳng nói chẳng rằng. Hứa Minh Tâm vội ôm lấy anh, nỉ non. Tại sao anh lại lạnh thế này? Sao anh không mặc thêm quần áo vào, em ủ ấm cho anh nhé? Nói xong thì cơ thể nhỏ bé của cô đã dán sát vào lồng ngực rộng lớn của Cố Gia Huy. Cô bị đông lạnh run run nhưng vẫn không nỡ buông ra, sợ anh bị lạnh chịu không nổi. Con tim lạnh như băng của Cố Gia Huy dần tan ra, nhẹ nhàng ôm lấy cơ vào lòng. Sau khi tỉnh lại thì anh không ngủ được nữa, nghĩ nghĩ thế nào lại vội vàng chạy tới đây. Anh rất muốn nhìn thấy cô, anh biết khi có cô ở bên cạnh thì trái tim anh sẽ trở nên bình yên hơn rất nhiều. Không còn hoảng sợ lo lắng, cũng không còn bất an. Cô là một loại thuốc thần có thể chữa trị được căn bệnh trong lòng anh. Anh tỉnh táo lại, nghĩ tới bản thân mình khi đứng tranh cãi cùng với Ôn Thanh Vân, như ma quỷ đang ám lấy anh vậy. Minh Tâm, nếu như có một ngày nào đó trở nên cực kỳ đáng sợ và xa lạ thì em sẽ làm thế nào? Tất nhiên sẽ giữ và ôm anh thật chặt. Sau đó hôn anh. Chắc chắn anh sẽ không làm tổn thương đến em đâu đúng không? Hứa Minh Tâm híp mắt, cực kỳ tự tin nói. Cổ họng Cố Gia Huy hơi nghẹn, cô đúng là một đứa trẻ chưa lớn, cô nghĩ tất cả mọi người đều dễ dụ như vậy ư? Nếu làm thế rồi vẫn không được thì sao? Thế thì em sẽ tát cho anh một cái để đánh cho anh tỉnh táo lại. Vẫn không được nữa thì sao? Vẫn không được ư, không thể bắt em phải bỏ anh được chứ nhỉ? Em không nỡ đâu. Hứa Minh Tâm nói xong lại vùi vào lòng ngực anh, bây giờ cơ thể anh đã ấm lên nhiều, ôm ngủ cực kỳ thoải mái. Hứa Minh Tâm, tạm thời em đừng ngủ, trò chuyện với anh một lát đi. Hứa Minh Tâm đẩy đẩy cánh tay cô, Hứa Minh Tâm cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Chắc là anh đã gặp phải chuyện gì đó rồi, tối nay thấy cứ lạ lạ. Hứa Minh Tâm mở đèn lên, dịu đôi mắt đang díu lại vì buồn ngủ, mơ màng nhìn anh. Anh làm sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì đó không vui rồi không? Anh không vui thì cứ nói cho em biết, suy cho cùng thì ngoài nghe ra. Em cũng không thể giúp được gì. Em an ủi người ta như thế đấy hả? Thì đúng là vậy mà, em chẳng giúp được gì thật, chắc chắn anh đang buồn rầu chuyện làm ăn rồi. Anh muốn báo thù cho anh hai nhưng anh sợ rằng sau này chuyện đó sẽ làm hại đến em. Anh không muốn buông bỏ em nhưng cũng không muốn bỏ qua chuyện của anh hai. Cái chết của anh hai có rất nhiều người liên quan trong đó, anh sợ anh sẽ không thể bảo vệ được em. Hứa Minh Tâm, anh thật sự không biết phải làm cái gì bây giờ nữa, nếu có thể thì anh thà người chìm xuống lòng biển sâu vào 4 năm trước là anh chứ không phải là anh hai. Anh thà mình chưa từng gặp được em, nếu thế thì anh đã không phải khó khăn trong việc lựa chọn như thế. Giọng Cố Gia Huy khàn khàn, nó mang theo cái lạnh của màn đêm nặng nề lọt vào tai.
Tim Hứa Minh Tâm khẽ run lên, thì ra anh đang lo lắng cho cô nên mới không biết nên lựa chọn thế nào, nên mới khó khăn như thế. Cố Gia Huy cô nhìn thấy luôn là người đầy sức sống. Dù vào khoảnh khắc đó, mạng cô như chỉ mảnh treo chuông khiến anh lo lắng sợ hãi nhưng cũng không hề suy sụp buồn bã, chẳng biết phải làm thế nào như bây giờ. Khi Cố Gia Huy cụp mắt xuống với vẻ nặng nề thì không ngờ Hứa Minh Tâm lại chẳng nói chẳng rằng. Hai tay cô quấn quanh cổ anh, cánh môi mềm mại được đưa đến gần và bắt chước cách Cố Gia Huy từng làm, chậm rãi hôn lên môi anh. Cả người anh chợt cứng đờ nhìn Hứa Minh Tâm bằng xương bằng thịt đang nhắm mắt lại trước mặt mình. Cô là người nắm quyền chủ động trước nhưng sau đó Cố Gia Huy lại đảo ngược vị trí, đáp trả lại như bão táp, công thành chiếm đất. Cuối cùng, hai người đều thở hồng hộc. Bấy giờ, móng vuốt sói của Cố Gia Huy đã mò vào trong quần áo cô và chạm vào áo trong. Thế nhưng trong khoảnh khắc quyết định ấy thì lý trí anh lại quay trở về, đẩy Hứa Minh Tâm ra. Hứa Minh Tâm hơi xúc động rồi lại hơi sợ hãi. Cô đoán anh không đẩy ra thì chắc cô đã tiện đà. Nghĩ lại đã thấy thật là xấu hổ. Đàn ông và phụ nữ, cởi hết quần áo ra rồi còn làm gì được nữa? Đó là một câu hỏi sâu xa đáng để suy ngẫm. Cô cũng hơi ngượng ngùng, đỏ mặt. Con sâu ngủ đã biến mất tăm, đôi mắt tối đen như mực đảo quanh. Tim cô cứ nhảy lên thình thịch như mất phanh. Có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của hai người trong không khí, suýt tí nữa là lau súng cướp cò rồi. À này, Hứa Minh Tâm là người phá bỏ bầu không khí yên lặng trước. Em không có quyến rũ anh đâu đấy nhé, em chỉ muốn nói cho anh hiểu một vài điều thôi. Trước anh em bị Trịnh Hoa tra tấn đến mức suýt chút nữa là về chầu trời. Khi đó em tỉnh lại, tại sao anh không nói cho em biết rằng anh muốn buông bỏ? Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Thế bây giờ anh không thể bảo đảm được điều đó ư? Ừm, kẻ địch lần này cực kỳ mạnh mẽ, cả anh cũng không thể nắm chắc được phần thắng. Thật ra thì cùng lắm là chết đi thôi mà, tuy là em rất sợ chết, tục ngữ chết vinh còn hơn sống nhục nhưng sống vẫn tốt hơn đúng không? Em sợ chết như thế, tại sao sau khi xảy ra chuyện của Trịnh Hoa em vẫn sẵn sàng đi cùng anh? Bởi vì em thích anh đấy, em không muốn phải xa anh. Em biết anh gặp nguy hiểm thì em cũng sẽ rước lấy tai họa từ trên trời ập xuống nhưng thế thì có sao đâu. Em biết rằng dù em có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cậu ba nhà họ Cố của em cũng sẽ chạy tới để cứu em, cũng như anh hùng nhất định sẽ tới cứu lấy mỹ nhân của mình vậy, tuy có lẽ sẽ không thể cứu được nhưng mỹ nhân cũng cực kỳ vui vẻ, khi mình khoác lên chiếc áo cô dâu có thể nhìn thấy được người mình yêu, em biết anh sẽ đến cứu em mà, dù anh có đến trễ em cũng không trách anh. Bởi vì em biết chắc chắn anh sẽ không buông bỏ, anh sẽ cố gắng hết sức mình. Anh cũng không cần phải nghĩ rằng anh đang làm liên lụy đến em, nếu em không thể gả cho anh thì có lẽ bố sẽ dùng em để lấy được một mối quan hệ hợp tác kinh doanh nào đó, dù em gả cho người thế nào ông ta cũng không quan tâm. Em giống như là người hầu thời xưa vậy đấy, cậu chủ cứu em nên em sẽ lấy thân báo đáp. Hứa Minh Tâm cười tủm tỉm nói, cô nói chuyện sống chết cực kỳ nhẹ nhàng. Không phải là cô không sợ chết. Mà là có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cuối cùng cô có thể thoát khỏi nhà họ Hứa và nắm trong tay cuộc sống của chính bản thân mình. Hơn nữa Cố Gia Huy tốt với cô như thế thì làm sao cô nỡ rời khỏi anh cơ chứ? Không có Cố Gia Huy thì cũng không có Hứa Minh Tâm sống thoải mái vui vẻ ngày hôm nay. Cô thà chết vì anh cũng không muốn quay trở lại nhà họ Hứa, sống những ngày tháng dư thừa đó. Nếu bây giờ em rời khỏi anh và vẫn không bị nhà họ Hứa khống chế thì sao? Bây giờ em là một nửa người của nhà họ Ngôn, em không cần phải e dè gì Hứa Văn Mạnh nữa. Anh đã người đã giúp em có được ngày hôm nay, rời khỏi anh rồi em sẽ không còn là Hứa Minh Tâm. Anh là người đã chạy em cách phải siết chặt nắm đấm và phản kháng, anh là người đã cho em biết mình có thể làm những điều mình thích, anh đã người cho em biết thế nào là phá sản, anh là người đã dạy cho em cách để trưởng thành. Em muốn anh có thể dạy em suốt cả một đời. Nói xong thì hai mắt Hứa Minh Tâm đã ngân ngấn lệ. Sau đó cô vùi đầu vào lòng ngực anh, nghẹn ngào nức nở thành tiếng. Em không sợ chết, nhưng mà em thật sự rất sợ mình phải sống không có anh. Cố Gia Huy, em sợ em đã dán nhãn thuộc về anh rồi, rời khỏi anh em sẽ không thể sống cuộc sống độc lập. Nhưng bây giờ em hoàn toàn không muốn có một cuộc sống độc lập, em chỉ muốn ở cùng với anh. Anh phải chờ đến khi em 20 tuổi, anh không được nói rồi nuốt lời, em còn phải trở thành cô dâu của anh. Mặc chiếc áo cưới xinh đẹp đi về phía anh cơ mà. Cố Gia Huy nghe thế thì muốn nói gì đó nhưng rồi lại cảm thấy tất cả mọi ngôn từ trên đời đều quá ít ỏi,
thiếu thốn đến mức đáng thương. Anh không thể kiềm lòng được nữa, kéo cô vào vòng tay mình, đôi môi mỏng nhanh chóng dán lên, quấn quýt lưu luyến. Tất cả mọi lời nói đều được hòa vào trong nụ hôn này. Cố Gia Huy có thể kiềm chế bản thân mình cực kỳ tốt, anh đã nói là sẽ chờ đến khi cô 20 tuổi thì chắc chắn sẽ chờ đến giây phút cuối cùng. Anh sẽ không vượt qua giới hạn đó dù rằng bản thân mình phải khó khăn đến mức nào. Anh ôm Hứa Minh Tâm, nhìn cô bình yên chìm vào giấc ngủ rồi lại cong môi lên cười khẽ. Dường như cả thế giới đều đã nằm trong lòng bàn tay anh, đó là cảm giác hạnh phúc không thể nói thành lời. Cực kỳ mạnh mẽ. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh nhìn thấy Cố Gia Huy ngồi trên bàn ăn thì chợt nhíu mày. Thằng nhóc này, tại sao cậu lại đến đây? Tôi tới đón Minh Tâm về nhà. Anh mỉm cười nhìn Hứa Minh Tâm. Thẩm Thanh cứ tưởng là anh vừa mới tới đây thôi, bà ấy nào biết rằng anh đã có mặt ở nơi này từ tận tối hôm qua, hơn nữa anh còn đến đây không chỉ một lần, anh đi tới nơi này như ngựa quen đường cũ. Bà Thẩm Thanh khá là vất vả rồi, chắc là Minh Tâm đã gây ra cho bà khá nhiều phiền toái. Lần này để tôi đến đưa mọi người trở về, thế thì chắc anh cả cũng sẽ yên tâm hơn một chút. Tôi chăm sóc con bé vì chồng và con trai tôi thôi nên cậu không cần phải khách sáo làm gì, hợp tác với nhau nên bánh ít đi thì bánh quy lại, cậu khách sáo quá rồi. Dù thế nào thì bà cũng đã dạy dỗ hướng dẫn cho Minh Tâm rất tốt. Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa, đó là một phần cố gắng của chính con bé. Minh Tâm làm bữa sáng rất ngon, nếu đã đến đây rồi thì ở lại ăn một chút đi. Thẩm Thanh cũng không thể đuổi anh đi nên chủ động mời anh ở lại. Có lẽ bà ấy không nói thì Cố Gia Huy cũng sẽ mặt dày mày dạn ở lại mà thôi. Hứa Minh Tâm bưng bữa sáng kiểu Tây nóng hôi hổi từ trong nhà bếp ra. Cô chuẩn bị cho Thẩm Thanh rất nhiều món tốt cho việc giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp, không cần Thẩm Thanh phải nhắn trước. Có thể thấy con bé này là một người biết cách quan sát, biết đâu mới là thứ thích hợp. Mọi người ăn sáng xong thì chuẩn bị về nước. Thế nhưng trên đường ra sân bay Thẩm Thanh cứ có cảm giác có người nào đó đứng sau lưng nhìn mình. Lại là ánh mắt kỳ quái đó, như kim chích vào lưng khiến bà ấy cực kỳ khó chịu. Bà ấy ngoái đầu nhìn lại theo bản năng và trông thấy một người đội mũ đen quần áo đen đứng lẫn trong đám người và vội vàng xoay người bỏ đo. Dáng người này, tim bà lại run lên, mặt cắt không còn một hột máu. Bà ấy muốn đuổi theo nhưng xoay đầu nhấc chân đi được vài bước thì đã đứng sững lại. Cung Tuyền đi tới khó hiểu hỏi, chuyện gì thế? Không, không có gì, có lẽ là do tôi bị hoa mắt. Thẩm Thanh xoa huyệt thái dương, có lẽ mấy ngày nay bận rộn chuyện tham gia đêm từ thiện nên thần kinh bà đã căng thẳng quá mức nên mới xuất hiện ảo giác thế này. Người đó đã chết từ lâu rồi, tự làm tự chịu, làm sao có chuyện người đó còn sống được. CBA người lên máy bay quay về nhà, vừa ra khỏi sân bay thì đã trông thấy Ngôn Dương đến rước. Ông ấy đứng xen lẫn trong nhóm người hâm mộ, giơ tấm bảng đèn sáng chói lóa, nhìn thấy Thẩm Thanh bước ra lập tức gọi to. Thẩm Thanh. Thẩm Thanh, em là đẹp nhất, là người đáng yêu nhất hệ mặt trời. Thẩm Thanh, em là đẹp nhất, là người đáng yêu nhất hệ mặt trời. Thẩm Thanh trông thấy cảnh đó thì lập tức đỏ mặt lên. Hơn 40 tuổi đầu rồi còn được người ta khen là đáng yêu, xinh đẹp, đúng là mất mặt chết đi được. Bà ấy vội vàng đi tới, nhân viên bảo vệ cản người hâm mộ lại, sợ bọn họ làm gì tổn thương đến Thẩm Thanh. Ngôn Dương vẫy tay nói. Mọi người không được đứng quá gần, nhất là cậu, cậu là người hâm mộ nam nên lại càng không được tới gần. Cô ấy là vợ tôi, mấy người làm thế tôi sẽ ghen đấy. Nhóm người hâm mộ nghe thế lập tức cười ồ lên. Trong giới giải trí chỉ có đôi này không hề mất đi một lượng người hâm mộ nào từ khi công khai đến nay. Tất cả các ngôi sao khác vừa mới công khai chuyện tình cảm thì đã tạo ra một làn sóng chiến tranh cực lớn trong đám người hâm mộ. Thế nhưng khi Thẩm Thanh lớn tiếng công khai chuyện tình cảm của mình thì mọi người lại giơ hai tay hai chân đồng ý. Ngôn Dương theo đuổi bà ấy là chuyện mà tất cả mọi người trong giới hay ngoài giới gì cũng biết. Ngôn Dương chân thành theo đuổi vợ cưng chiều vợ đã khiến tất cả người hâm mộ cảm động. Dù là ở những nơi công cộng hay bí mật thì Ngôn Dương vẫn yêu thương cưng chiều vợ mình. Người hâm mộ cũng dần dần thích cả Ngôn Dương, luôn ríu rít nhắc tới tên ông ấy. Mấy người có thể mắng tôi nhưng không được mắng vợ tôi. Nếu các người mắng vợ tôi thì tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là lễ hội. Dù rằng bây giờ Thẩm Thanh đã 40 tuổi nhưng vẫn có rất nhiều người hâm mộ nhỏ tuổi hơn. Trong mắt người hâm mộ, đây là cuộc hôn nhân của tình yêu. Hứa Minh Tâm đi sau cùng, vì Cố Gia Huy nên không đi tới. Cô nói,
bố mẹ nuôi yêu thương nhau thật đấy. Sau này cũng ta cũng sẽ như thế, có lẽ anh sẽ không công khai nói ra tình cảm của mình với mọi người như Ngôn Dương, nhưng chắc chắn anh cũng sẽ không giấu kín mọi thứ trong lòng. Anh nhớ em thì sẽ nói cho em biết, thương em cũng sẽ nói cho em biết, lo lắng cho em cũng sẽ nói cho em biết. Ai bắt nạt em thì chắc chắn anh cũng sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp trăm lần. Tiếc là em không xuất sắc và tài giỏi như mẹ nuôi. Dù rằng Thẩm Thanh chẳng có gì xuất sắc thì thích một người chính là thích, không có nhiều lý do như thế, anh nghĩ Ngôn Dương cũng sẽ không tiếc tình yêu dành cho Thẩm Thanh đâu. Và lại trong mắt anh em là cô gái tuyệt vời như thế, làm gì có chuyện không xuất sắc như người ta. Chỉ là bọn họ không phát hiện ra mà thôi, em cứ cho mọi người thời gian. Em đã cho tận 18 năm ấy. Hứa Minh Tâm yếu ớt nói. Tài năng gì mà tận 18 năm vẫn không có ai phát hiện ra cơ chứ? Cố Gia Huy nghe cô nói thế lại cười cười. Em vẫn còn nhỏ mà, cứ từ từ thôi. Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Có cần nói cho bố mẹ nuôi một tiếng không? Em nhìn bọn họ bây giờ kìa, còn rảnh để ý tới chúng ta không? Đi thôi, bay cả đường dài mệt mỏi rồi. Muốn về ngủ với em. Hừ, mấy lời đó nghe chẳng có tí quyến rũ nào cả. Hứa Minh Tâm bĩu môi nói. Đó không phải là giấc ngủ với người đàn ông mà cô tưởng tượng ra trong đầu. Ngủ với Cố Gia Huy thì chính xác là chỉ có ngủ. Về đến nhà, cô Yên đã chờ để chào đón bọn họ từ rất sớm. Thấy Hứa Minh Tâm về tới lập tức nhào tới ôm cô thật chặt. Cô gái đáng yêu à, cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Tôi nhớ cậu sắp chết đến nơi rồi ấy. Cậu có biết là tôi ở nhà sắp chán đến chết rồi không hả? Anh, em muốn muộn vợ chưa cưới của anh đi một chút, mau theo tôi đi dạo phố ăn cơm đi, đi chơi một vòng cho đã xem nào. Đây là cô gái của anh, chồng chưa cưới của em đâu. Em với cậu ta sắp đính hôn với nhau rồi cơ mà. Không có đính với cả hôn gì nữa đâu, đính hôn phiền phức lắm, bọn em quyết định năm sau kết hôn luôn cho nhanh. Bố đã bắt đầu gửi thiệp mời rồi, em muốn dẫn bé yêu đi cùng chọn mâm lễ, tuy là lễ cưới của em được chuẩn bị hơi vội vàng nhưng nhất quyết không thể qua loa cho xong được. Được rồi, nếu như không nể tình em sắp kết hôn thì anh cũng không cho em mượn đầu đấy nhé. Đi sớm về sớm, đừng chiếm người con gái của anh làm của riêng lâu quá. Cố Yên gật đầu như dã tỏi, vội vàng kéo Hứa Minh Tâm đến trung tâm mua sắm. Cậu kết hôn với bác sĩ Lệ Nghiêm thật ư? Tất nhiên rồi. Làm trong năm nay thì thời gian quá ngắn, chỉ có thể chuyển ngày sang năm sau thôi. Năm sau tổ chức lễ kết hôn, báo cáo lên quân đội thì có thể nhờ thượng tướng chứng hôn cho bọn tôi một lần nữa. Chúng tôi kết hôn thế này là quân hôn, không thể tùy tiện ly hôn được, tốt biết là bao nhiêu. Thế cậu tính tặng cái gì? Nước hoa, sô-cô-la, hoặc là búp bê gì đó. Tôi cũng không biết nữa nên cho cậu chọn một món đấy. Đi xem thế nào đã. Tôi vẫn chưa có ý tưởng gì. Hai người vào trung tâm mua sắm, Cố Yên nhìn quanh. Gần đây Thư Hàn có liên lạc với cậu không vậy? Không có, cậu ấy vẫn chưa biết tin hai người kết hôn với nhau đâu nhỉ. Điện thoại cũng không chịu nghe, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời. Tài khoản mạng xã hội thì lâu thật lâu mới có hoạt động mới. Có lẽ cậu ấy đã chặn hết các thông tin từ bên ngoài rồi, không nhìn thấy tin nhắn của tôi. Cậu ấy không đến tham gia lễ cưới của anh trai mình chắc sẽ tiếc nuối lắm. Không đâu, suy cho cùng thì cô ấy cũng không thích Lệ Nghiêm mà. Cô ấy ghét người anh trai này như thế thì chắc hoàn toàn không muốn đến tí nào. Cố Yên nói chuyện cứ ấp a ấp úng, ánh mắt lóe lên. Không có đâu, Thư Hàn cực kỳ quan tâm đến bác sĩ Lệ Nghiêm. Tôi quen biết với cậu ấy 3 năm nay, trông cô ấy không tim không phổi, không thể giấu được bất kỳ chuyện gì là thế nhưng trên thực tế cậu ấy chỉ là người không biết cách để thể hiện suy nghĩ trong lòng mình nên mới thường xuyên giấu những chuyện đó đi. Người ngoài có hỏi cũng không được. Thư Hàn cực kỳ quan tâm đến bác sĩ Doanh nhưng cậu ấy lại sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương đến anh ấy nên mới đẩy anh ấy ra thật xa, giả vờ như thể mình cực kỳ ghét anh ấy. Thật ra Thư Hàn không để ý đến các tin tức bên lề nhưng cậu ấy lại thường xem tin tức quân sự. Khi đó tôi vẫn còn không hiểu nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra rồi, cậu ấy luôn dõi mắt theo bác sĩ Lệ Nghiêm má. Cố Yên nghe nói thế thì sắc mặt trở nên cứng đờ. Yêu một người không thể kìm lòng nổi, thật sự rất khó kiểm soát bản thân mình. Nếu như cô ấy biến thành Bạch Thư Hân thì cũng không thể nào cắt đứt đoạn tình cảm của mình một cách dứt khoát hiên ngang lẫm liệt như thế. Trong chuyện tình cảm thế này, con người ta thường ích kỷ. Nhưng, cô ấy không phải Bạch Thư Hân, cô là Cố Yên. Cô cũng yêu Lệ Nghiêm sâu sắc,
dù rằng bọn họ không phải là anh em ruột thì cô ấy cũng sẽ không để Bạch Thư Hân cướp Lệ Nghiêm đi. Minh Tâm, nếu như tôi thích anh trai tôi, anh tôi lại cực kỳ yêu thương cô em gái là tôi muốn giành cùng một người đàn ông với cô thì cô sẽ làm thế nào? Tôi, chắc chắn tôi không thể tranh lại cậu rồi. Hứa Minh Tâm yếu ớt nói. Nếu như cậu là người có tính cách không sợ trời không sợ đất giống như Bạch Thư Hân thì sao? Thế thì tôi nhất định phải liều mạng với cậu, không đến đường cùng thì chắc chắn Thư Hàn sẽ không buông tay. Cố Yên nghe cô nói thế lại thở phào nhẹ nhõm. May quá, Bạch Thư Hân đã bị dồn vào đường cùng. Bọn họ là anh em với nhau, chắc chắn không thể nào đến với nhau được. Cố Yên cực kỳ xem trọng lễ cưới này, có thể nhận ra được điều đó từ cách cô ấy chọn lựa các món đồ. Tất cả các cô gái trên đời này đều như thế, họ đều mong rằng lễ cưới của mình là thứ có một không hai, cả đời không thể quên được. Cô không thể tưởng tượng nổi mình và Cố Gia Huy kết hôn thì cả hai sẽ trông thế nào nữa. Bọn họ tốn khá nhiều thời gian để chọn lựa những thứ cho hôn lễ, bây giờ đã là 5 giờ. Trời tháng 10 chưa cười đã tối nên mới 5 giờ chiều trời đã tối om om, gió lạnh ập tới khiến bọn họ phải rùng mình. Bọn họ đang muốn về thì không ngờ Cố Yên lại nhận được cuộc điện thoại báo áo cưới được đặt thiết kế đã hoàn thành, hỏi xem khi nào cô ấy có thời gian rảnh thì đến xem áo cưới, coi có hài lòng không. Cố Yên nghe thế thì hai mắt lập tức phát sáng. Cô ấy vội vàng kéo theo Hứa Minh Tâm chạy tới cửa hàng áo cưới. Cô ấy chọn nhà thiết kế và bàn bạc với họ về chiếc áo cưới mình mong muốn và chờ nhà thiết kế làm theo yêu cầu của mình. Cô Yên, bây giờ cô muốn thử áo cưới luôn không? Cố Yên xúc động gật đầu thật mạnh vội vàng chạy vào phòng thử quần áo. Hứa Minh Tâm nhìn quanh cửa hàng áo cưới kiềm lòng không đặng đi tới chỗ trưng bày hình ảnh quảng cáo. Áo cưới đẹp quá. Váy cưới và voan trùm đầu trắng tinh, ma nơ canh đặt hai tay trước ngực, ngón áp út có một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ lớn. Cô dâu cúi đầu xuống, trên môi là nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Kết hôn, có lẽ kết hôn chính là khoảnh khắc đẹp nhất của tất cả các cô gái. Cô không thích Hứa An Kỳ nhưng vẫn cảm thấy chị ta mặc áo cưới vào trông thật là xinh đẹp động lòng người. Cô kìm lòng không đặng giơ tay lên sờ bức ảnh quảng cáo, nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi tới và cười nói, chào cô, cho hỏi cô có muốn xem thử chiếc áo trong bức ảnh này không? Đây là mẫu áo cưới mới cửa hàng chúng tôi mới tung ra, nó là chiếc váy có 102 trên đời đấy. Sản phẩm đang ở ngay đây, cô có thể thử. Hứa Minh Tâm được dẫn tới chỗ trưng bày sản phẩm. Cô lại kiềm lòng không đậu giơ tay lên sờ thử. Dường như khoảnh khắc đó cô đã chạm đến được hạnh phúc. Cô có muốn thử không? Hứa Minh Tâm nghe thế bèn lắc đầu, tôi, vẫn chưa đến lúc tôi kết hôn. Thế cô đã có bạn trai chưa? Có. Thế thì sớm hay muộn gì cũng sẽ kết hôn thôi mà, cô có thể thử, không sao cả. Hứa Minh Tâm nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy, đúng lúc đó thì Cố Yên nhấc váy bước ra. Minh Tâm, tôi có đẹp không? Cô ấy đứng đó xoay tròn, tà váy cưới bay bay trông thật đẹp. Hứa Minh Tâm liều mạng gật đầu, rất đẹp luôn ấy. Chắc chắn bác sĩ Doanh nhìn thấy cậu mặc chiếc váy này sẽ yêu cậu đến chết mất. Thế ư, khóe môi Cố Yên cong cong, cười thật là ngọt ngào, dường như cô ấy đã nhìn thấy cảnh hôn lễ đang diễn ra. Cô ấy được Cố Gia Bảo nắm tay bước trên thảm đỏ, trên đầu là những cánh hoa hồng bay bay. Cô ấy chậm chậm bước tới chỗ Lệ Nghiêm, anh ấy sẽ vươn tay ra. Cầm lấy tay cô ấy từ tay bố và nắm lấy nó cả đời. Mục sư sẽ đọc lời tuyên thệ, sau đó bọn họ sẽ trao nhẫn cho nhau và ôm hôn trước mặt tất cả mọi người. Nghĩ tới đó cô ấy lại thấy vui vẻ. Tôi có thể chụp ảnh được không? Được chứ, chiếc váy này là của cô rồi. Cố Yên gật đầu chuẩn bị chụp hình, cô ấy nhìn Hứa Minh Tâm, cậu cũng thay một chiếc váy rồi chụp cùng tôi đi. Tôi đâu có kết hôn. Chưa kết hôn thì có làm sao? Chưa kết hôn thì không được thử áo cưới chắc, cậu vừa mới để ý đến chiếc váy cưới này ư, cũng khá đẹp đấy, trông có vẻ cũng khá hợp với dáng người cậu, mau đi thử xem sao. Nhưng mà, Hứa Minh Tâm vẫn muốn từ chối nhưng cô lại bị Cố Yên đẩy vào trong phòng thay đồ. Sau đó chiếc váy cưới được đưa vào, cô thoáng do dự rồi cuối cùng vẫn nhận lấy. Chẳng có một cô gái nào có thể chống lại sự hấp dẫn của váy cưới, dù rằng bây giờ cô vẫn chưa kết hôn. Hai mắt Cố Yên sáng rỡ lên, cô ấy cứ tưởng là dáng người Hứa Minh Tâm quá gầy yếu không thể mặc nổi chiếc áo cưới đó nhưng bây giờ có vẻ cô ấy lo hơi thừa. Lấy cho cô ấy một đôi giày cao gót. Nhân viên cửa hàng làm theo. Hứa Minh Tâm mang đôi giày cao gót vào,
Cô cao hơn 1m6 nên khi mang giày vào lại có cảm giác khí thế hơn nhiều. Cô cực kỳ gầy, trên người chẳng hề có một vết sẹo nào nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng không phải là kiểu mình hạc xương mai, gầy như que củi. Trông cô có da có thịt hơn nhiều, mềm mại sờ rất đã. Trông thì gầy tong gầy teo nhưng sờ vào có thịt là câu để tả về Hứa Minh Tâm. Chiếc váy cưới cúc ngực để lộ bờ vai nhỏ nhắn. Ôm sát vào cũng có độ cong nhất định, trông to tròn hơn nhiều. Cố Yên đi tới trước gương nói, xem, nếu như trang điểm tạo hình thật cẩn thận sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều. Ánh mắt của anh tôi không tệ tí nào, tìm được một cô gái nhỏ xinh đẹp thế này, chắc chắn sau này con hai người sẽ là một tổ hợp gen rất tuyệt. Thế ư, cậu có đang đùa tôi không đấy? Ngày nào cậu cũng nhìn bản thân mình nên tất nhiên là không nhận ra được. Cậu còn đẹp hơn Hứa An Kỳ nhiều, không biết mắt mũi Hứa Văn Mạnh mù lòa kiểu nào nữa, ông ta muốn làm giàu bằng Hứa An Kỳ rồi lại vô tình quên mất một đứa con gái đáng tiền hơn rất nhiều. Kiếp trước cậu có thiếu tiền anh trai tôi không mà kiếp này lại xui xẻo gặp phải anh ấy thế. Anh cậu nghe cậu nói thế chắc chắn sẽ tét mông cậu đấy. Xuyệt, cậu đừng nói cho anh ấy biết chuyện này nhé, đây là bí mật của chúng ta đấy. Cố Yên căng thẳng nói, đúng rồi, chúng ta mau chụp hình đi. Không mua thì không được chụp đâu, đây là nguyên tắc. Tôi mua rồi. Khi nào thế? Ngay bây giờ, Cố Yên hành động nhanh đến nỗi đáng sợ, nhanh chóng quẹt thẻ trả tiền, Hứa Minh Tâm còn chưa kịp ngăn cản. Cố Yên và cô chụp hai tấm hình gửi cho Cố Gia Huy, gửi xong lập tức tắt máy và tiện thể tắt luôn cả điện thoại của Hứa Minh Tâm. Cậu làm cái gì thế? Chờ người nào đó mời chúng ta ăn cơm. Cố Yên ngồi trên sofa bàn bạc xem mình nên mua chiếc nhẫn kim cương nào, còn phải kiểm tra giá. Mua cả hai chiếc luôn là được, đeo hết cả hai ngón áp út luôn. Thông minh. Lát nữa về phải kéo Lệ Nghiêm đi xem nhẫn, tôi muốn dùng thứ này để giam anh ấy lại cả đời. Cậu với bác sĩ Doanh đi mua nhẫn thì tôi không phản đối nhưng khi nào thì tôi mới được cởi chiếc váy cưới này ra. Chúng ta mua xong hết rồi cơ mà. Chờ một chút đã, không biết gì hết trơn. Cố Yên cưới bí ẩn. Một lát sau, bên ngoài có tiếng động cơ ô tô. Cố Yên nhìn lướt ra ngoài và chọc tay Hứa Minh Tâm, nhìn kia, chú rể của cậu đến đây rồi. Hứa Minh Tâm nghe thế thì hơi khó hiểu quay đầu lại nhìn thì trông thấy Cố Gia Huy vội vàng đi tới. Anh vừa vào tới đã trông thấy Hứa Minh Tâm đang mặc váy cưới, tim anh chợt đánh mất đi một nhịp. Đây là cô vợ chưa cưới còn chưa kịp lớn của anh đây ư. Anh cứ tưởng rằng Hứa Minh Tâm vẫn chưa trưởng thành hết. Tạm thời anh vẫn chưa phải nhịn vất vả lắm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào cô đã trổ mã và trưởng thành xinh đẹp như thế. Cô như một nụ hoa đang chờ đến ngày nở rộ và bây giờ đã nở thành một đóa hoa rành rành. Vẻ đẹp của cô không thích hợp với những loài hoa quá đỗi rực rỡ, cô thanh lịch tao nhã hơn nhiều, cô sẽ không hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhưng con người ta cũng không thể phớt lờ cô như người vô hình. Vẻ đẹp của cô có thể đánh bại mọi tiêu chuẩn đánh giá. Hứa Minh Tâm thấy anh đến đây thì cực kỳ ngạc nhiên, Cố Yên chắc chắn rằng khi anh nhìn thấy bức ảnh thì sẽ vội vàng chạy tới đây như thế ư. Anh cũng khá là chờ mong nhỉ. Tim cô bắt đầu đập thật nhanh như chú nai con đang nhảy loạn. Sao anh lại tới đây thế? Cố Gia Huy không trả lời mà chỉ đi thẳng về phía cô. Ánh mắt anh nóng rực như lửa dán chặt vào người cô khiến Hứa Minh Tâm cảm thấy hơi ngượng ngùng. Em, mặc thế này có kỳ lắm không? Em biết mà, em đi thay ra ngay. Hứa Minh Tâm xoay người định vào trong phòng thay quần áo, không ngờ cô vừa mới xoay người thì Cố Gia Huy đã giữ chặt tay cô lại và kéo lấy cô. Cô ngã vào lồng ngực anh và đôi tay ấy đã ôm ghì lấy cả người cô. Không kỳ lạ một tí nào, đẹp lắm, chỉ là anh chưa kịp hoàn hồn lại thôi. Hì hì, anh tôi đã hạnh phúc đến nỗi đầu óc choáng váng ngất ngây rồi. Hai người thong thả tâm sự quấn quýt với nhau nhé, em đi thay quần áo và chờ hai người trên xe. Tôi nhất định phải ăn một bữa thật thịnh soạn, đây chính là công lao của tôi cơ mà. Nếu không ấy hả, anh ấy phải đáng thương chờ đợi thêm 1 năm rưỡi nữa mới được nhìn thấy cậu mặc áo cưới. Cố Yên cực kỳ hiểu chuyện ra ngoài trước và cũng kéo theo cả nhân viên của cửa hàng, để lại cho bọn họ một không gian riêng tư nhất. Hứa Minh Tâm được anh ôm vào lòng nên hơi ngượng ngùng nói. Em cũng đi thay quần áo, em nào có kết hôn đâu mà. Anh vẫn còn chưa ngắm xong, tạm thời khoan hằng thay ra đã. Cố Gia Huy xoay người cô lại và quan sát thật cẩn thận. Anh không còn tự lừa mình dối người nói cô bé này vẫn còn chưa lớn được nữa, có lẽ những người khác vẫn chưa phát hiện ra vẻ đẹp của cô.
Rõ ràng trong nụ cười của cô có ánh nắng mặt trời. Có đẹp không? Hứa Minh Tâm hơi căng thẳng hỏi. Đẹp lắm, em là cô dâu đẹp nhất và thuộc về anh. Cố Gia Huy cong môi cười nói, anh nắm chặt lấy tay cô. Để em đi thay ra đi, chờ em gả cho anh rồi lại mặc cho anh xem được không? Bây giờ thì đành vậy. Hứa Minh Tâm nhấc làn váy lên xoay người đi vài bước, nghĩ gì đó lại quay ngược trở về. Cô khởi động máy, nghiêng người tới chụp một tấm với Cố Gia Huy. Cô cười nói, anh xem, đây chính là tấm hình cưới đầu tiên của chúng ta đấy, thật là xứng đôi. Đẹp lắm. Cố Gia Huy cong môi lên, vẻ hạnh phúc trên mặt anh là thứ không cách nào che giấu. Trên gương mặt ấy là sự yêu thương và cưng chiều. Bấy giờ Hứa Minh Tâm mới thấy thỏa mãn đi thay quần áo, nhưng vấn đề ở đây là cô kéo dây kéo được một nửa thì lại mắc kẹt. Cô ló đầu ra ngoài, định gọi nhân viên cửa hàng vào giúp mình kéo nhưng mọi người vừa mới bị Cố Yên lôi đi đâu hết rồi. Sao thế? Cố Gia Huy đi tới. Dây kéo của em bị kẹt rồi, anh kéo xuống giúp em với, em không tìm thấy người nào cả. Sau đó cô kéo Cố Gia Huy vào phòng thay quần áo. Không gian phòng thay quần áo khá rộng rãi nhưng Cố Gia Huy đột nhiên xuất hiện thêm vào khiến không gian ấy trở nên chật hẹp hơn nhiều. Bản thân anh có một sức hút kỳ lạ và hơi thở xâm lược mạnh mẽ khiến cô cảm thấy không khí xung quanh không đủ thở. Cô kìm lòng không đậu nghĩ tới một câu nói đùa, này chú ba Cố, không khí trên đó có trong lành hơn không? Cố Gia Huy cười cười dứt khoát ôm cô lên rồi ngẩng đầu nhìn cô hỏi, có trong lành hơn không? Cao thế này, đúng là trong lành hơn nhiều. Hứa Minh Tâm cười nói, có một người chiều theo tính tình trẻ con của cô thật là tốt. Cô ngoan ngoãn xoay người đi để Cố Gia Huy giúp mình kéo dây kéo. Bàn tay to lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp của Hứa Minh Tâm khiến anh cảm nhận được cơ thể nhỏ bé ấy đang run lên, lạnh rụt cổ lại. Anh mím môi cười, chẳng mấy chốc đã kéo hết dây kéo xuống. Dây kéo được kéo xuống đến cuối thì tấm lưng xinh đẹp ấy hoàn toàn hiện ra trước mặt anh. Hai mắt anh nóng lên. Yết hầu cũng phải di chuyển lên xuống. Anh cảm thấy ngọn lửa bên dưới sắp bùng lên và thiêu đốt lý trí anh. Hứa Minh Tâm cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực đó, cô bỗng hoảng sợ vội vàng xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên im lặng hơn vài phần. Hứa Minh Tâm chợt bật cười, nói, chú ba Cố, liệu chú có nghẹn không đây? Cố Gia Huy đang cố gắng đè nén ham muốn đang bừng bừng bốc lên thì nghe được lời cô nói. Bỗng chốc mọi thứ tan thành mây khói. Cũng không đến nỗi nghẹn hỏng đâu nhưng anh cứ chịu đựng thế thì hại sức khỏe lắm. Cảm giác không hề thoải mái tí nào, cũng hết cách rồi. Anh biết chắc chắn mình không thể kiểm soát bản thân khi ở cùng với em nhưng vấn đề là anh không nỡ xa em dù chỉ là một chút. Thế nên anh đành phải tìm niềm vui trong cảnh khổ thôi. Thế, em hỏi anh một câu hơi riêng tư một chút, anh không được gạt em đâu đấy nhé. Vẻ mặt cô cực kỳ nghiêm trọng. Hỏi cũng khá là nghiêm túc. Cố Gia Huy gật đầu chờ nghe câu hỏi từ cô. Hứa Minh Tâm hơi ngượng ngùng, mặt đỏ lên, ấp úng nửa ngày mới lên tiếng, cái này. Khi anh chịu đựng khó khăn quá thì liệu anh có lén giải quyết riêng không vậy? Ngày nào anh cũng ở cùng với em thì anh giải quyết nó vào lúc nào thế? Sao em không phát hiện ra lần nào thế? Yên nói cho em biết trong phòng có giấy vệ sinh trông có vẻ đáng ngờ thì đó chính là bằng chứng. Tại sao em ở nhà tìm mãi vẫn không thấy nó đâu thế? Cố Gia Huy, anh đã làm thế nào vậy? Khụ, Cố Gia Huy đỏ mặt lên, tự dưng sặc nước miếng nên ho khan mãi không ngừng. Cô, câu hỏi của cô hơi sắc bén quá rồi đó. Cái này thì bảo anh phải mở miệng ra thế nào đây? Hứa Minh Tâm thấy anh ho thế bèn vội vàng vỗ lưng cho anh và nói, anh sao rồi? Anh không sao chứ, chắc là câu hỏi này không đến nỗi khó đâu ha. Chúng ta đã thân thiết với nhau như thế rồi cơ mà, anh cứ nói cho em nghe đi, em đâu có cười chế anh đâu. Ngược lại em còn rất hiểu anh nhé. Yên nói đó chỉ là những việc cực kỳ bình thường, đàn ông cần phải bắn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ là em muốn biết anh làm nó khi nào và anh đã dùng cách nào để. Em cứ thay quần áo xong đã rồi chờ anh nhé, anh ra ngoài đánh Cố Yên một trận. Mấy cái hay ho thì không dạy, chỉ biết dạy cho cô mấy thứ vớ vẩn này. Ấy. Tại sao anh lại muốn đánh Yên? Hứa Minh Tâm cũng muốn theo anh ra ngoài nhưng cô vẫn chưa thay quần áo xong, sau lưng vẫn còn một mảng lưng lớn lộ ra đây này. Cô đành phải vội vàng thay quần áo. Cố Yên đang ngồi trên xe cực kỳ thoải mái và nhàn nhã nghe nhạc, thỉnh thoảng lại ngâm nga theo nghe chiều thích ý lắm.
thấy Cố Gia Huy ra ngoài nhưng không thấy Hứa Minh Tâm đâu thì khó hiểu hỏi, ấy. Bé đáng yêu đâu rồi, anh ra đây rồi cậu ấy đâu? Yên, anh quyết định mình phải quan tâm tuổi 26 của em một chút, nếu không tuổi 28 của anh sẽ cực kỳ khó sống. Hả, Cố Yên nghe anh nói thế lập tức tỉnh táo hẳn. Cố Gia Huy nhanh chóng kéo cô ấy ra khỏi xe và lấy điện thoại di động ra vỗ thật mạnh vào mông Cố Yên. Chiếc điện thoại Plus đó đánh vào mông có diện tích tiếp xúc lớn. Cố Yên đau đến nỗi giơ chân lên. Anh, chờ đã, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì mà anh lại đối xử với em như thế hả? Giết người cũng phải cho người ta biết tại sao chết chứ, anh làm thế này thì hơi ác rồi đó. Anh không thể dùng tay đánh được hả? Đánh bằng điện thoại đau biết là bao nhiêu? Lực có phản lực, anh hiểu được nguyên lý đó nhé. Độc ác quá rồi đó, rốt cuộc em đã làm gì sai? Em cứ huyện thuyên cái gì với Minh Tâm thế? Cái gì mà đàn ông cần phải giải phóng trong một thời gian nhất định? Đó là những lời một cô gái như em nên nói ư? Đó là những điều em nên dạy cho Minh Tâm hả? Em là bác sĩ mà, em đang phân tích từ góc độ của một nhân viên y tế thôi. Em chỉ đang cố gắng giải thích để cô bé hiểu anh thôi mà, cũng như em hiểu Lệ Nghiêm vậy ấy. Anh, em đang thúc đẩy tình cảm của vợ chồng hai người đấy chứ, em đã tốn bao nhiêu công sức thế mà chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó ư? Nhận ra chứ, thế nên anh mới quan tâm em đây này. Cố Gia Huy híp mắt, tức giận nói. Đánh xong thì anh cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đã nhớ chưa? Nhớ rồi, em không bao giờ nói linh tinh thế nữa. Cố Yên khóc không ra nước mắt nói. Anh sẽ nói cho Lệ Nghiêm. Ấy đừng thế chứ, anh đúng là, không phải người mà. Anh lại còn tìm thêm đồng minh hỗ trợ. Cố Gia Huy xoay người quay về cửa hàng áo cưới thì Hứa Minh Tâm đã thay quần áo xong xuôi. Nhân viên cửa hàng cũng xuất hiện lại từ bao giờ, đóng gói tất cả mọi thứ lại. V. Hộp đựng cực kỳ đẹp. Cố Gia Huy, anh vẫn còn chưa nói cho em biết đấy. Hứa Minh Tâm không chịu bỏ qua hỏi. Cố Gia Huy ho khan, cái đó. Sau này anh sẽ từ từ nói cho em biết. Anh vẫn còn ngượng ngùng hả? Em hiểu mà, anh có thể trao đổi chuyện đó với em. Bây giờ Cố Gia Huy lại muốn lao ra ngoài đánh Cố Yên thêm một trận. Trao đổi ư? Trao đổi kiểu quái gì bây giờ? Chuyện riêng tư như thế thì làm sao mà trao đổi được? Nếu anh và Hứa Minh Tâm kết hôn thì có cần phải tự giải quyết như thế không? Đàn ông im lặng và phụ nữ rơi nước mắt. Cố Gia Huy bất đắc dĩ chuyển hướng chủ đề, anh vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Hứa Minh Tâm thấy anh cứ im lặng mãi không chịu nói thì dần dà mất đi hứng thú. Không nói thì thôi vậy, keo kiệt muốn chết, làm như em thèm nghe lắm ấy. Sau đó thở phì phì lên xe, vì Cố Yên đang nghiêng mông, đau nhè răng trợn mắt. Cậu làm sao thế này? Anh tôi, anh ấy. Cố Yên đang muốn vạch trần hành động gian ác của Cố Gia Huy, không ngờ anh lại tranh thủ mở miệng trước, lúc nãy Yên bất cẩn nên té ngã. Đúng vậy, tôi té ngã dập mông đấy. Cố Yên chỉ có thể nén giận. Sau khi cơm nước xong, Cố Gia Huy đưa Cố Yên về rồi hai người lại về nhà. Hứa Minh Tâm cẩn thận cất chiếc hộp áo cưới vào thật sâu bên trong tủ. Bên trong chính là đôi giày cao gót lần trước Cố Gia Huy tặng. Cô giấu đi như giấu báu vật vậy, cực kỳ cẩn thận. Không có ý định mặc cho anh xem à? Không, đã mặc một lần rồi, mặc thêm lần nữa thì không còn cảm giác mới lạ và in đậm ấn tượng như lần đầu tiên nữa đâu. Em muốn chờ đến khi em tốt nghiệp rồi mặc thêm lần nữa. Em không thể để anh mất hết hứng thú và mong đợi từ bây giờ được. Cô nói cực kỳ nghiêm túc như thể đó là một chuyện hết sức quan trọng. Cố Gia Huy nghe thế thì tim anh mềm nhũn, nhanh chóng ôm lấy cô. Không đâu, em sẽ không bao giờ trở nên nhàm chán trong mắt anh. Anh luôn chờ mong em của mỗi một ngày mới. Anh muốn sáng sớm mở mắt ra có thể nhìn thấy em và cũng mong rằng đến tối trước khi nhắm mắt lại thì người đó vẫn là em. Em là Hứa Minh Tâm, là Hứa Minh Tâm chỉ có 102 trên đời. Là Hứa Minh Tâm của Cố Gia Huy. Thế nên em sẽ mãi mãi không bao giờ giống em của ngày hôm qua. Anh lại nói huyên thuyên rồi. Hứa Minh Tâm bĩu môi. Được rồi, ngày nào em cũng giống nhau được chưa? Anh nói ra tiếng lòng mình rồi chứ gì. Bây giờ anh không còn tí kiên nhẫn nào với em nữa rồi đúng không? Hứa Minh Tâm nghĩ tới ba bước vô lý của con gái. Một khóc hai cãi ba thắt cổ. Cô chưa từng thể hiện thái độ của mình với Cố Gia Huy thế này. Không biết anh sẽ xử lý tình huống này thế nào? Đâu có, làm gì có chuyện anh mất kiên nhẫn với em cơ chứ? Cố Gia Huy vội vàng nói.
anh hung dữ với em. Hứa Minh Tâm bĩu môi, chỉ vào người anh và uất ức nói. Anh hung dữ với em á? Cố Gia Huy sửng sốt, anh hung dữ với cô bao giờ? Em nghe anh giải thích đã. Em không nghe, em không nghe. Được rồi. Bây giờ anh còn chẳng muốn giải thích nữa, anh không còn yêu em nữa rồi đúng không? Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong thì không ngờ người đàn ông nào đó đã ngang ngược hôn lên môi cô, bế cô đặt lên giường. Tay anh đỡ sau gáy vì sợ nằm xuống vội quá sẽ khiến cô bị choáng váng, trước đó não cô còn bị chấn động một lần. Hứa Minh Tâm cảm nhận được hành động ân cần đó của anh thì cảm thấy lòng mình ấm áp. Nụ hôn nóng bỏng kết thúc, anh thở hổn hển và nói với giọng khàn khàn, giải thích thế này được chưa? Chưa được. Thế một lần nữa. Cố Yên lấy được áo cưới xong thì chuyện đầu tiên cô muốn làm chính là tìm Lễ Nghiêm để chia sẻ. Cô xúc động đi tới nhà họ Bạch, mẹ anh ra mở cửa. Lễ Nghiêm và Bạch Tùng Dương đang ở trong phòng đọc sách, vẫn chưa thấy ra. Yên, con ăn cơm tối chưa? Hai người bọn họ vẫn chưa ăn đâu, con có muốn ở lại thêm một chút không? Cố Yên đã ăn rồi nhưng cô ấy lại không muốn bỏ qua cơ hội được ăn tối cùng với Lệ Nghiêm. Cô gật đầu đồng ý ở lại ăn cơm tối. Mẹ Bạch nghe nói cô mang theo áo cưới tới đây thì không nhịn được mở ra xem thử rồi lại than thở. Thật là đẹp, có con ở bên Lệ Nghiêm thì bác cũng yên tâm rồi. Sau khi lấy nhau rồi thì hai đứa tính khi nào mới có con. Bác không thúc giục gì con đâu, bác chỉ muốn hỏi xem hai đứa có tính toán đến phần trăm 3D chuyện đó chưa thôi. Con nghe anh Lễ Nghiêm hết ạ, nếu anh ấy muốn tập trung vào công việc thì bọn con sẽ sinh trễ vài năm. Nếu anh ấy thích trẻ con thì con cũng sẵn sàng sinh sớm một chút, con sao cũng được ạ. Mẹ Bạch thấy cô nghe theo Lễ Nghiêm thế cũng mừng thầm trong lòng. Con không được chiều theo ý đàn ông mãi đâu, con phải có ý kiến của bản thân mình, đừng để mặc cho Lễ Nghiêm muốn quyết định thế nào cũng được. Không phải đâu bác, chỉ là con đã quen nghe lời anh ấy thôi. Lễ Nghiêm nói cái gì thì chính là cái đó, cô ấy đã quen từ lâu rồi. Đúng lúc đó thì Lễ Nghiêm và Bạch Tùng Dương từ trên lầu đi xuống, sắc mặt hai người cực kỳ tệ. Lễ Nghiêm, Cố Yên đi tới và cảm nhận được bầu không khí kỳ quái của hai người, tim cô chợt run lên. Hình như Lễ Nghiêm có gì đó là lạ. Con cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, chú không ép con. Dù thế nào thì con vẫn là con cháu nhà họ Bạch. Bác Tùng Dương nói những lời kỳ lạ đó rồi vỗ vai Lễ Nghiêm thật mạnh. Lễ Nghiêm gật đầu, anh ta nắm lấy tay Cố Yên rồi xoay người bỏ đi thật nhanh. Mẹ Bạch thấy hơi khó hiểu, hai đứa tính kéo nhau đi đâu thế? Thím đã chuẩn bị xong hết cơm tối rồi. Bà ấy còn chưa nói xong thì đã bị Bạch Tùng Dương kéo lại. Sắc mặt Bạch Tùng Dương cực kỳ nặng nề, thở dài thườn thượt nói, bà để cho nó đi đi, chắc chắn bây giờ nó đang cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng. Cần một nơi nào đó để chút bầu tâm sự. Đứa nhỏ này quá trưởng thành và khép kín, tôi sợ nó nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ông đã nói chuyện gì với thằng bé? Mẹ ruột của nó tìm tới tận cửa rồi thì làm sao tôi không nói cho nó biết được bây giờ đây? Cái gì? Mẹ Bạch giật mình trợn trừng hai mắt, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Để cho thằng bé tự nghĩ cách xử lý đi. Tâm trạng Bạch Tùng Dương cũng khá là nặng nề. Cố Yên đi theo Lễ Nghiêm, anh ta lái xe với tốc độ rất nhanh, kéo cửa kính xe xuống, gió đông lạnh lẽo thổi vào như dao cắt qua da thịt. Cố Yên cảm thấy rất lạnh nhưng cô chỉ im lặng không nói, dè dặt nắm lấy ống anh tay áo anh ta. Cả đường đi chẳng ai nói gì, cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cửa quán rượu, Cố Yên vội vàng theo anh ta vào trong. Lễ Nghiêm gọi rất nhiều rượu, chẳng nói chẳng rằng ngửa cổ chút hết rượu vào miệng. Cố Yên cũng làm giống anh. Hết ly này đến ly khác xuống bụng. Tửu lượng của cô không tốt được như Lễ Nghiêm, uống được mấy ly thì hai má bắt đầu ửng hồng. Lễ Nghiêm trông thấy thế lập tức giật lấy ly rượu của cô ấy. Em không được uống nữa, anh tìm người đưa em về nhà. Em không đi, em muốn ở đây cùng anh. Tâm trạng anh không được thoải mái thì em uống với anh cho đến khi anh thấy thoải mái rồi mới thôi. Anh cũng biết em rồi đấy, em không ép anh thì anh cũng không ép được em đâu. Cố Yên hơi cứng đầu nói. Làm việc cùng anh ta nhiều năm như thế, cô ấy đã hiểu rất rõ tính tình của Lễ Nghiêm. Nếu như không xảy ra chuyện cực kỳ lớn thì chắc anh ta đã không bối rối và mất kiểm soát thế này. Anh ta không muốn nói cũng không sao nhưng cô ấy nhất định phải ở bên cạnh. Lễ Nghiêm nhìn dáng vẻ cô chấp của Cố Yên thì tim hơi rung động. Thì ra, anh không phải là con cháu nhà họ Bạch, khi nói ra những lời đó,
khóe môi anh ta cong cong đó là nụ cười cô đơn và thoáng vẻ mỉa mai. Gia đình anh ta luôn lấy làm tự hào đó chỉ là thứ giả dối. Sao, làm sao có chuyện đó được? Cô Yên cũng cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay chú tới nhà tìm anh nói rằng mẹ ruột của anh bị bệnh nặng, bà ấy muốn nhìn mặt anh một lần cuối trước khi nhắm mắt xuôi tay. Thì ra anh không phải là con cháu nhà họ Bạch mà là đứa trẻ mồ hôi, máu mủ của cấp dưới bố anh. Bà ấy không thể chịu nổi cú sốc khi ông ấy qua đời nên đã vứt bỏ anh lại. Bố đến nhà thăm hỏi và động viên thì phát hiện ra anh nên mới bế anh về. Sau đó bố anh, à không đúng, bây giờ phải đổi lại thành bố nuôi rồi. Bố nuôi tìm được mẹ anh, sẵn sàng cho bà ấy tiền để sau này không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng bà ấy không lấy, bà ấy không muốn giữ anh, cảm thấy anh là của nợ nên nhẫn tâm từ chối nhận lại. Bố mẹ nuôi đã cưu mang anh và chưa từng nhắc tới chuyện đó. Bây giờ thì mẹ ruột anh lại tìm đến chú, mong được chuộc lại những sai lầm năm đó, mong anh có thể tha thứ cho bà ấy. Em nói xem anh nên làm cái gì bây giờ? Lệ Nghiêm nói trong sự cay đắng, anh ta cảm thấy thật sự quá mỉa mai. Ngày xưa bà không muốn nhận và nuôi nấng anh, bây giờ lại mong nhận được sự tha thứ trong khi bà còn chẳng thèm đếm xỉa gì tới anh trong suốt 28 năm trời, nói thế có buồn cười không? Lòng Lệ Nghiêm cảm thấy chua xót, anh ta lại rót thêm vài ly rượu. Cố Yên nghe được tin đó lập tức run lên. Lệ Nghiêm không phải con cháu nhà họ Bạch, thế thì anh ta với Bạch Thư Hân không hề có mối quan hệ máu mủ nào. Lệ Nghiêm, anh muốn giải quyết thế nào? Anh không biết nữa. Anh ta khó nhọc nói ra những lời đó với sự hoang mang. Lệ Nghiêm, anh xem như mình chưa từng nghe về bí mật này được không? Anh vẫn là con cháu nhà họ Bạch. Là quân y xuất sắc nhất. Anh xem như chú đang đùa với anh thôi được không? Bà ấy không nhìn mặt anh 28 năm ròng, giữa anh và bà ấy không có chút tình nghĩa nào cả. Cũng như em vậy, em cũng được nhận nuôi, nếu bây giờ đột nhiên có một người mẹ ruột xuất hiện thì em cũng sẽ không nhìn mặt bà ấy, bởi vì bà ấy không có tư cách làm một người mẹ, đúng không? Cô Yên vội vàng nói, cô hận không thể biến nó thành một câu chuyện cười chẳng hề có thật. Cô ấy mong rằng Lễ Nghiêm có thể ngủ một giấc, sau đó quên hết tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Bí mật này sẽ luôn được Bạch Tùng Dương để trong bụng và chết cũng mang theo, thế có phải tốt hơn nhiều không? Cô ấy biết suy nghĩ này của mình thật là ích kỷ nhưng cô không thể kiềm lòng được. Cô ấy rất sợ, sợ Bạch Thư Hân sẽ có cơ hội để quay trở về. Những người đắm chìm vào trong tình yêu đều trở nên nhỏ nhen như thế, cô ấy không phải là ngoại lệ. Lệ Nghiêm nghe thế thì chìm vào trong suy nghĩ. Bố mẹ ruột không hề xuất hiện trong cuộc sống của anh hơn 20 năm. Bây giờ trước khi chết lại muốn được anh tha thứ, bà ấy muốn gạt đi cảm giác tội lỗi của mình ư. Anh ta là người đã quen với sự sống và cái chết, cũng nhìn thấy rất nhiều loại người. Bà ấy có sự bất đắc dĩ của mình thì anh ta cũng có những băn khoăn riêng. Anh ta hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm. Có lẽ em nói đúng, Lệ Nghiêm nhấp một ngụm rượu, giọng trở nên trầm trầm. Cố Yên nghe anh ta nói thế thì thở phào nhẹ nhõm nắm thật chặt lấy tay anh ta. Chúng ta đừng suy nghĩ đến những chuyện đó nữa được không? Lệ Nghiêm, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh có thể nghĩ về em nhiều hơn một chút. Lệ Nghiêm nghe thế bèn ngẩng đầu lên và nhìn thấy đôi mắt lo lắng bất an của Cố Yên, anh ta lập tức mềm lòng ngay trong nháy mắt. Khoảng thời gian gần đây chỉ có một mình Cố Yên bận rộn lo liệu các thứ cho lễ cưới, không biết bao nhiêu chuyện cần xử lý. Lệ Nghiêm chẳng biết gì về chuyện này, Cố Yên hiểu điều đó nên chẳng bao giờ khiến anh ta phải phiền lòng vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi linh tinh đó. Cô ấy biết anh ta phải giải quyết những vấn đề trong quân đội, thỉnh thoảng còn phải tới bệnh viện làm phẫu thuật. Cô ấy luôn lẳng lặng đứng phía sau trả giá rất nhiều để ủng hộ cho anh ta. Lệ Nghiêm có thể thấy được điều đó. Anh ta nắm chặt lấy tay cô, vuốt ve mặt Cố Yên và dịu dàng nói, cũng may là có em ở bên cạnh anh. Nếu không anh cũng không biết mình nên tâm sự chuyện này với ai nữa. Cái tính bốc đồng nông nổi của Thư Hàn thì chắc chắn là cây ếch ông thể yên tĩnh ngồi nghe rồi. Nghe thấy tên Bạch Thư Hân, tim Cố Yên lại run lên. Tại sao dù ở trong bất kỳ một trường hợp nào anh ta cũng có thể nghĩ tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ tới Bạch Thư Hân? Tại sao vậy? Lệ Nghiêm, Thư Hàn quan trọng với anh như thế, bây giờ anh lại biết cô ấy không phải là anh em ruột của mình. Liệu anh có nảy sinh tình cảm gì khác với cô ấy không? Lệ Nghiêm nghe thế thì thoáng sững sờ. Anh ta chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa đến như thế. Khoảnh khắc anh ta ngây người đó, Cố Yên đột nhiên nhướng người tới hôn lên môi anh.
anh ta chợt hoảng hốt rồi sau đó đáp lại. Rất lâu sau đó cô Yên mới lưu luyến rời khỏi cánh môi anh, giọng cô ấy khe khẽ và hơi khàn, đừng suy nghĩ nữa, xem như em chưa hỏi gì đi. Em sợ rằng khi anh suy nghĩ cẩn thận rồi em sẽ đau khổ mất. Yên, em hiểu rõ tính anh mà, dù anh và em ấy không phải là anh em ruột thì cũng không thể đến với nhau được. Anh vẫn là con cháu nhà họ Bạch, dù không có quan hệ máu mủ nhưng trong mắt người ngoài thì bọn anh vẫn là anh em với nhau. Đó là luân thường đạo đức nhưng còn trái tim anh thì sao? Lệ Nghiêm, liệu anh có suy nghĩ đến vấn đề này bao giờ chưa? Cô Yên không dám tiếp tục hỏi nhiều thêm nữa, cô sợ mình sẽ nghe thấy đáp án mà bản thân mãi mãi không bao giờ muốn nghe. Cuối cùng Lệ Nghiêm uống say như chết, bấy giờ cô Yên đã tìm được cơ hội để đưa anh ta vào khách sạn. Thế nhưng không ngờ Bạch Tùng Dương lại cử người tới. Cô Yên đành phải giao anh ta cho bọn họ rồi nhìn anh ta đi mất. Cô ấy phải kết hôn thật sớm, nhất định phải hoàn thành lễ cưới trước khi Bạch Thư Hân biết được chuyện này. Bây giờ mọi thứ vẫn còn nằm trong tay cô ấy, một khi nó tiếp tục phát triển theo chiều hướng xấu thì cô ấy cũng chẳng biết rồi mọi thứ sẽ thế nào. Cô Yên siết chặt nắm đấm, trong mắt là ánh sáng kiên cường không chịu thua. Hôm sau, Lễ Nghiêm tỉnh lại cùng với quả đầu đau như muốn nứt ra đến nơi. Bạch Tùng Dương đang ngồi trước giường. Con đã suy nghĩ cả một buổi tới rồi. Đến lúc con cho chú một câu trả lời. Thời gian của mẹ con không còn nhiều nữa, người em cùng mẹ khác cha kia vẫn đang chờ tin tức từ con. Không gặp, Lệ Nghiêm hít một hơi thật sâu rồi nói ra hai chữ. Con không trách bà ấy bỏ mặc con, bố con qua đời, một người phụ nữ như bà ấy mang theo một đứa nhỏ thì chắc chắn sẽ có áp lực rất lớn. Bà ấy đã tái hôn, có một gia đình mới và hạnh phúc mỹ mãn rồi nên bà ấy cứ xem như con đã chết vào cái năm đó. Không còn trên đời nữa là được rồi. Con không trách bà ấy nhưng con cũng không cách nào tha thứ cho bà ấy được. Mong chú có thể giúp đỡ nhắn lại giúp con là người nhà họ Bạch, con chỉ săn sóc cho người nhà họ Bạch trong khoảnh khắc trước khi họ nhắm mắt xuôi tay. Bà ấy cũng có con trai, cứ bảo con trai bà ấy ở với bà ấy những ngày cuối đời đi. Không cần biết con đưa ra quyết định thế nào thì chú cũng sẽ không can thiệp vào, suy cho cùng thì bà ấy cũng có lỗi với con rất nhiều. Chú sẽ từ chối giúp con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ lát nữa nhớ xuống nhà ăn sáng, thím lo lắng cho con lắm. Bạch Tùng Dương xoay người rời đi rồi lại bị Lệ Nghiêm gọi về. Nếu bọn họ không tới thì chú định sống để bụng chết mang theo, mãi mãi không nói cho con biết chuyện con không phải là con ruột của nhà họ Bạch đúng không? Dù con không có mối quan hệ máu mủ gì với nhà họ Bạch nhưng con vẫn là niềm tự hào của gia đình chúng ta, là thế hệ con cháu xuất sắc của nhà họ Bạch. Thằng con không nên thân của chú chẳng bằng nổi một góc của con. Có phải là máu mủ ruột thịt không cũng chẳng có gì quan trọng, tuy anh cả chị dâu không thể sinh cha con nhưng lại có công ơn nuôi dưỡng con. Chú vẫn còn nhớ khi chị dâu nhìn thấy con đã rất thích, cố tình muốn giữ con lại và dặn tất cả mọi người thật kỹ, không cho bất kỳ người nào nói lộ ra thân phận thật của con. Tên con là do chị ấy đặt, theo họ của chị ấy, nguyên tắc làm đầu, ngay thẳng chín hắn. Nó không mang nghĩa tiêu cực răn dạy gì cả. Bao năm nay con đã là một người con, là một người cháu, là một người cực kỳ mẫu mực, không thể soi mói bất kỳ điều gì. Con chính là con cháu quân nhân nhà họ Bạch, cũng là cháu trai ngoan của chú, là đứa con ngoan của anh cả chị dâu. Con không cần để chuyện này tạo thành khúc mắc giữa chú cháu ta, đó là mệnh lệnh, con có hiểu chưa? Bạch Tùng Dương bùi ngùi nói. Lễ Nghiêm gật đầu thật mạnh, anh ta cực kỳ cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Bạch trong suốt bao năm nay và khắc sâu nó vào trong tim mình. Bạch Tùng Dương đi rồi anh ta lại nhắm mắt lại thật chặt và nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong suốt bao năm nay. Từ nhỏ anh đã không trông giống bố mẹ nuôi nói anh ta giống một người cậu đã chết trẻ nhưng anh ta lại chưa bao giờ được nhìn thấy bức ảnh của người cậu đó. Bọn họ nói anh ta là con họ sinh ra. Anh ta có thể cảm nhận được tình yêu của bọn họ và bây giờ anh ta lại thấy nó thật là vĩ đại. Anh ta không phải là con trai ruột nhưng họ vẫn yêu thương và dạy dỗ anh ta nên người. Bạch Hoàng Nham không chỉ là một người lĩnh xuất sắc mà ông còn là người bố tốt nhất trên đời. Anh ta sẽ bảo vệ nhà họ Bạch, đó chính là sứ mệnh duy nhất của anh ta trong cuộc đời này. Anh ta đi tắm rửa sạch sẽ để mùi rượu nồng nặc trên người bị cuốn trôi đi rồi lại nhận được điện thoại từ bệnh viện nói hôm nay bệnh viện có một bệnh nhân mới bị ung thư đến thời kỳ cuối nhưng người thân không muốn từ bỏ nên mong anh ta có thể đến khám xem. Anh ta thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi xuống nhà, mẹ Bạch lo lắng nhìn anh ta. Thấy anh ta vẫn như bình thường chẳng có gì khác lạ mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta ăn sáng xong bèn đến bệnh viện, viện trưởng dẫn anh ta tới thăm bệnh nhân ung thư đó. Bệnh nhân là một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, các loại thuốc và châm cứu đều không thể cứu được, bây giờ bà đã đau đớn đến nỗi hôn mê, chỉ có thể dùng thuốc để kéo dài tính mạng. Thế nhưng cũng không còn sống được bao lâu nữa. Báo cho người nhà chuẩn bị sẵn việc ma chay đi, bệnh viện đã cố gắng hết sức rồi. Dù có chuyển sang bất kỳ một bệnh viện nào thì cũng không thể cứu sống nổi đâu. Lệ Nghiêm thản nhiên nói, anh ta đã rừng rưng với sống chết từ lâu rồi. Người nhà muốn gặp cậu đấy. Gặp tôi ư? Lệ Nghiêm hơi khó hiểu nhíu mày lại thật chặt. Anh ta không từ chối, viện trưởng bèn dẫn anh ta lên phòng làm việc. Lệ Nghiêm nhìn người đó trông có vẻ khá giống mình thì lập tức hiểu ra. Mai Uyển Phương là mẹ cậu ư? Cậu tên là Tiền Cao Ban đúng chứ? Bà ấy cũng là mẹ anh, tôi là em trai anh, chẳng lẽ anh không thể nhận ra được ư? Đây là bệnh viện, đừng mang những chuyện tình cảm cá nhân đó vào đây với tôi. Bố mẹ tôi chỉ sinh thêm cho tôi một cô em gái, chẳng có một đứa em trai nào cả, tôi với cậu không thân mà cũng chẳng quen, tốt nhất cậu đừng ăn nói linh tinh như thế. Tôi thấy tình trạng của mẹ cậu bây giờ rất tệ, nửa tháng tới cố gắng thỏa mãn tâm nguyện của bà ấy, đừng để bà ấy đau buồn quá. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là gặp được anh, Tiền Cao Ban khàn giọng nói. Bác sĩ chịu trách nhiệm cứu người chứ không ôm đồm hết tất cả mọi thứ về mình, tôi còn bệnh nhân khác nên nếu cậu không còn việc gì nữa thì xin mời đi cho. Anh ta còn chưa nói hết lời thì không ngờ Tiền Cao Ban lại đột nhiên quỳ xuống, anh cả, tôi cầu xin anh hãy đến gặp bà ấy một lần được không? Bà ấy nhớ mong anh rất nhiều năm nay rồi, đúng là trước đó bà ấy không muốn nhận anh. Không thể chịu nổi cú sống đó nhưng sau đó bà ấy đã hối hận. Bà ấy tưởng ông Bạch Hoàng Nham sẽ ném anh vào cô nhi viện, không ngờ ông ấy lại nhận anh về tự nuôi dưỡng. Bà ấy không thể cho anh một cuộc sống đầy đủ như người khác, không muốn anh vừa mới ra đời đã phải theo mình chịu khổ nên mới nhẫn tâm bỏ mặc anh nhiều năm như vậy, bởi vì bà ấy biết anh chắc chắn sẽ sống cực kỳ tốt. Sau đó ông Bạch Hoàng Nham gặp chuyện không may. Bà ấy lấy thân phận vợ của cấp dưới đến tham gia lễ tang rồi lại chỉ dám đứng một bên lén lút nhìn anh. Anh cả, anh không biết tất cả những điều đó nhưng tôi đã sống cùng bà ấy rất nhiều năm nên tận mắt nhìn thấy, đó đều là những lời nói thật. Cầu xin anh hãy đến gặp mẹ một lần, tha thứ cho bà ấy một lần để bà ấy có thể ra đi thanh thản một chút được không? Giọng Tiền Cao Ban nghẹn ngào. Lệ Nghiêm nghe anh ta nói như thế bèn cố nhớ lại những người đã xuất hiện trong buổi tang lễ nhưng anh không thể nhớ nổi. Anh ta và Thư Hàn đang đau lòng như cả thế giới đã sụp đổ thì làm gì còn tâm trạng để đi nhớ tới những thứ xung quanh. Anh ta không biết những lời Tiền Cao Ban nói là thật hay giả nhưng anh ta không thể vượt qua được rào cản tâm lý của chính mình. Bà ấy đã vứt bỏ anh ta, nếu anh ta không may chết đi thì người mẹ ruột đã sinh ra anh ta chính là hung thủ giết người. Một người lính, không thể phá lệ khoan dung cho một hung thủ giết người được. Anh ta đứng ở góc độ của một người chấp pháp và đạo đức. Nhất quyết không thể tha thứ cho chuyện này. Không phải là do anh ta không có tình người nhưng tình người đó thật sự quá nhỏ bé. Tôi cảm thấy đứa con như cậu cũng khá là tốt, bà ấy có cậu thế là tốt rồi. Cứ xem như 28 năm trước, đứa bé kia đã chết rồi đi, cần gì phải lo lắng nhiều như thế làm gì. Anh, tại sao anh lại máu lạnh vô tình như thế? Hay là anh đã sống quen trong nhung lụa? Ham mê sự giàu sang phú quý của nhà họ Bạch nên không muốn nhận lại người mẹ nghèo rất mồng tơi. Lệ Nghiêm nghe cậu ta nói như thế thì đôi mắt phượng hẹp dài cợt híp lại. Cậu đang sỉ nhục quân y ư? Lệ Nghiêm đứng dậy, dáng người cao ráo khiến anh ta có đủ sức tạo áp lực khiến Tiền Cao Ban không thể thở nổi. Đừng hòng dùng những thứ đạo đức luân thường đó chỉ trích tôi, năm đó chính mẹ cậu là người đã vứt bỏ tôi, tình cảm mẹ con của tôi với bà ấy cũng kết thúc vào khoảng thời gian đó. Bây giờ bà ấy lại thấy thân phận người mẹ để nhận lại tôi, bảo tôi phải tha thứ cho suy nghĩ giết con ngày xưa ấy. Thật lòng xin lỗi, tôi không phải là một vụ thánh, tôi không thể bỏ qua tất cả mọi khúc mắc đó. Cậu cũng không cần phải cố gắng móc nối quan hệ với tôi để làm gì. Tiếng Anh cả đó khiến tôi nghe rất chói tai, nếu cậu sẵn sàng lãng phí tiền bạc để nằm viện thì tôi cũng mặc cậu, phòng bệnh đó không thuộc trách nhiệm của tôi. Nếu như chúng ta vô tình chạm mặt nhau trong bệnh viện thì cứ xem như không quen biết, đừng gọi linh tinh để nhỡ đâu tôi mà tức giận rồi làm ra chuyện gì mất lý trí thì không hay. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì cậu có thể rời khỏi đây, đừng làm bẩn sàn nhà của tôi. Tiền Cao Ban không ngờ Lệ Nghiêm lại nói những lời tàn nhẫn và quyết liệt như thế, anh ta chẳng thèm quan tâm đến hai chữ tình người.
Cậu ta cứ tưởng rằng Lễ Nghiêm sẽ nể tình mà sắp nhắm mắt xuôi tay để thương bà một chút, gặp bà một lần. Nhưng bây giờ xem ra, Lễ Nghiêm là kẻ máu lạnh vô tình, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của mẹ mình. Uổng công mẹ cậu ta cứ nhớ nhưng anh ta trong suốt bao nhiêu năm như thế. Tôi biết rồi, nếu như bác sĩ Doanh đã tuyệt tình như thế thì tôi cũng không ở lại đây làm phiền anh thêm nữa. Tôi mong rằng bác sĩ Doanh đừng hối hận về sau, dù bà ấy có làm sai điều gì thì cũng đã dùng 20 mấy năm để sám hối về tội lỗi đó. Bà ấy cũng chẳng còn có bao nhiêu ngày, bây giờ anh vẫn còn cơ hội được gặp mặt bà ấy. Một khi bà ấy đi rồi thì cho dù anh muốn gặp cũng không thể gặp được đâu. Tiền Cao Ban nói xong lập tức xoay người rời đi. Lễ Nghiêm bất chi bất giác siết chặt nắm đấm, trái tim anh đau nhói lên. Anh ta luôn nghĩ ra rất nhiều cách, thế nhưng bây giờ đây anh ta lại không biết mình rốt cuộc phải làm gì. Anh ta rất muốn nói chuyện này cho Thư Hàn biết nhưng lại cố nhịn, không muốn để cô ấy biết những chuyện phiền lòng của mình. Anh ta xin bệnh viện cho nghỉ phép rồi nên khoảng thời gian tới không cần phải đến bệnh viện. Viện trưởng tưởng anh ta xin nghỉ vì chuyện lễ cưới nên tạm thời không gọi anh ta đến bệnh viện giúp đỡ. Lễ Nghiêm xoay người rời đi, nghĩ nghĩ rồi lại nói, tiền thuốc và tiền phòng của bệnh nhân nằm phòng số 2 đó cứ tính cho tôi đi, đừng thu tiền của bọn họ, để tôi trả. Phòng số 2 ư, đó là bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối đúng không? Ừ, mẹ con hai người đó cũng khá là đáng thương, người chồng biết chuyện đó nhưng vẫn không dám quay về, vẫn liều mạng đi công tác ở nước ngoài. Biết rõ bà ấy không còn mấy ngày để sống nhưng vẫn không chịu buông bỏ. Có thể nói ông ấy đã táng ra bại sản vì bệnh nhân nữ đó nhưng vẫn không oán không trách. Bác sĩ Doanh thật là tốt bụng, tiếc là bà ấy không có phước. Lễ Nghiêm nghe y tá nói như thế thì trái tim khẽ run lên, giọng khàn khàn nói, bà ấy tái hôn. Đã tìm được một người chồng tốt. Tái hôn ư, bác sĩ Doanh có quen biết gì với bà ấy hả? Không có, chỉ là lần đầu gặp mặt. Có thể giúp được thì giúp thôi. Lễ Nghiêm thản nhiên nói, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Lẽ ra anh ta nên về nhưng lại không thể điều khiển nổi chân mình, đi tới trước cửa phòng bệnh số 2. Mai Uyển Phương đã tỉnh lại, Tiền Cao Ban ngồi trước cửa sổ gọt vỏ táo cho bà ấy. Mẹ, đây là món mẹ thích ăn nhất đấy, mẹ nếm thử xem, ngọt lắm. Mẹ không ăn đâu, gần đây con nhịn đói gầy trơ cả xương ra rồi. Con nói với bố con đi. Chúng ta không chữa nữa, chúng ta về nhà được không? Mẹ biết mẹ không còn bao nhiêu ngày nữa để sống, mẹ muốn được nhìn thấy hai người nhiều hơn, nhìn ông ấy thì. Mẹ cũng đã thỏa mãn rồi, con đến tìm anh cả chưa? Anh cả con nói thế nào? Có phải là anh con không muốn đến gặp mẹ không? Làm sao có chuyện đó được, con vẫn chưa tìm anh cả, gần đây con phải chăm sóc mẹ mà, mai con đi ngay ạ. Mai con sẽ đi ngay. Vậy là tốt rồi. Cũng không biết anh cả con có muốn gặp mặt mẹ không? Gặp, chắc chắn sẽ gặp mà. Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mẹ mau ăn một miếng đi, nếu không con sẽ nổi giận đấy. Tiền Cao Ban liên tục dỗ ngon dỗ ngọt mới khiến Mai Uyển Phương chịu ăn táo. Lễ Nghiêm đứng ngoài cửa nhìn thấy tất cả mọi thứ, trong lòng anh ta là thứ cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Bọn họ đúng là mẹ hiền con hiếu. Khi anh ta định xoay người đi thì chợt trông thấy Cố Yên. Không biết cô ấy đã đi tới đây từ khi nào. Anh ta che giấu vẻ bối rối trong mắt mình, nói, sao em lại tới đây? Cố Yên đi tới cầm lấy tay anh ta, anh đã mềm lòng rồi đúng không? Nếu thật sự không thể buông bỏ được thì anh cứ mở cửa bước vào gặp mặt bà ấy. Chuyện đau khổ nhất trên đời chính là sống chết chia lìa nhau, nếu như anh lỡ mất cơ hội lần này thì không còn một cơ hội nào khác nữa. Tối hôm qua em đã nói là, tối hôm qua là chuyện của tối hôm qua. Hôm nay là chuyện của ngày hôm nay. Có lẽ những lời em nói là sai lầm, em có thể khuyên nhủ anh bằng lời nói nhưng lại không thể thay đổi trái tim anh. Lễ Nghiêm, dù anh làm bất kỳ chuyện gì thì em cũng sẽ ủng hộ anh. Nhưng, dù thế nào em cũng phải cố gắng cho bản cả người một chút chứ, nếu không em phải làm sao bây giờ? Cố Yên đau lòng nghĩ. Cô ấy ích kỷ, cô ấy muốn chuyện này trôi qua thật nhanh và tốt nhất là không có thêm bất kỳ người nào biết. Nhưng cô ấy lại không thể độc ác tàn nhẫn khiến mẹ con họ chẳng có cơ hội nhìn mặt nhau. Nếu bà ấy vẫn còn sống khỏe mạnh trên đời thì có lẽ sau này vẫn còn cơ hội gặp mặt, nhưng bây giờ. Lễ Nghiêm, anh có muốn em giúp anh không? Em muốn làm gì, em định giúp anh như thế nào? Cô Yên khẽ thở dài thườn thượt, ánh mắt hơi đỏ lên, cố gắng quyết tâm cắn răng đẩy anh ta vo. Lễ Nghiêm bất ngờ không kịp chuẩn bị.
anh ta đột nhiên lao vào phòng bệnh khiến Mai Uyển Phương và Tiền Cao Ban giật mình. Mai Uyển Phương kinh ngạc nhìn Lệ Nghiêm, nước mắt rơi xuống. Đó là anh cả con mà, sao con bảo là con vẫn chưa tìm anh cả mà. Tiền Cao Ban cũng rất ngạc nhiên, anh ta bảo mình sẽ không đến cơ mà. Có lẽ anh cả đã nhận được tin tức nên đến đây để thăm mẹ đấy. Mẹ, anh cả tới rồi, anh cả tới thăm mẹ. Tiền Cao Ban cực kỳ vẻ nên nhanh chóng kéo ghế đến cho anh ngồi. Lệ Nghiêm bỏ đi cũng không được mà đi tới cũng không xong, anh ta cứ đứng đó như trời trồng vậy. Cuối cùng, anh ta khẽ nói mấy chữ, tôi đến kiểm tra phòng. Đúng lúc này Cố Yên đi đến, khoác lấy cánh tay Lệ Nghiêm, chào bác gái, tính Lệ Nghiêm là vậy đấy, nghĩ một đằng nói một nẻo, mong là bác không thấy phiền lòng. Cô gái này là... mẹ quên mất rồi ư. Con đã kể với mẹ là anh cả sắp kết hôn, chắc chắn đây chính là bạn gái của anh ấy rồi. Mẹ nhớ ra rồi, đúng là con có nói với mẹ, là cô Tư nhà họ cô đấy phải không? Lệ Nghiêm có phước thật đấy, xem nó tìm được một cô gái tốt như con kia. Cô bé, con lại đây để bác nhìn con thật kỹ xem nào. Cố Yên gật đầu, kéo Lệ Nghiêm cứ đứng yên tại chỗ nãy giờ. Lệ Nghiêm vẫn đứng im không nhúc nhích. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì anh không sợ mình sẽ hối hận cả đời ư? Lệ Nghiêm nghe cô ấy nói thế thì tim lại nhói lên thật mạnh, cuối cùng anh ta quyết định bỏ đi nhưng cái gai trên người, chậm chạp bước tới. Anh ta nhìn Mai Uyển Phương, khuôn mặt kia đầy nếp nhăn, trông chẳng giống một người phụ nữ 50 tuổi tí nào cả, chẳng khác gì một bà già lọm khọm. Có thể thấy mấy năm nay bà ấy sống cũng không được vui vẻ gì. Anh ta chưa từng điều tra nhưng từ lời viện trưởng nói thì có thể nhận ra rằng tình hình kinh tế nhà họ Tiền cũng không được tốt. Thế nhưng bà ấy có thể tái hôn với một người chồng tốt như thế thì cũng xem như là chuyện may mắn. Cố Yên kéo anh ta ngồi xuống, Mai Uyển Phương nhìn anh ta, mong chờ anh ta có thể chính miệng gọi mình tiếng mẹ. Rất lâu sau đó anh ta mới lên tiếng nói, chào bà Uyển Phương, tôi là bác sĩ Lệ Nghiêm. Mai Uyển Phương nghe anh ta nói thế thì khuôn mặt lập tức tái nhợt. Cắt không còn một hột máu, miệng cứ mấp máy mãi, nửa ngày vẫn không thể thốt ra được một lời nào, có thể thấy bà ấy đang không thể chấp nhận được. Bà ấy mất một khoảng thời gian rất lâu mới lấy lại tinh thần, dụi đôi mắt đỏ hoa nói, bác sĩ Doanh. Tôi đã từng nghe nói về cậu, cậu cực kỳ tài giỏi, là một bác sĩ rất xuất sắc, rất tốt. Thông minh hơn người, tuấn tú điển trai, đúng là người của nhà họ Bạch, tất cả đều là hạc trong bầy gà. Cao Ban à. Con mau đi rửa trái cây rồi mang ra cho họ ăn một chút. Táo ngọt lắm đấy, hai người không chê thì ăn một chút nha. Được ạ, cảm ơn bác gái. Cố Yên nhìn thấy Lệ Nghiêm thế này thì lòng cô ấy cũng thấy hơi khó chịu. Tay anh ta cứ siết lại thật chặt, vì dùng sức quá nhiều nên mấy đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên. Cô ấy hơi đau lòng vươn ta qua, đặt tay mình vào lòng bàn tay Lệ Nghiêm. Lòng bàn tay của anh ta có vài vết bấm sâu. Tất cả đều do móng tay đâm vào. Cô ấy cẩn thận vuốt ve nó rồi trái tim còn đau hơn cả anh ta. Cô ấy nắm lấy nó thật chặt, chẳng dám buông ra một phút giây nào. Lệ Nghiêm thấy Cố Yên như thế thì dần bình tĩnh lại. Tâm trạng của Mai Uyển Phương đang rất vui nên nói cũng nhiều hơn bình thường. Lệ Nghiêm thường không đáp những câu bà hỏi, để bầu không khí không trở nên gượng gạo và không khiến Mai Uyển Phương phải đau lòng khổ sở thì Cố Yên luôn nghiêm túc trả lời bà ấy. Mai Uyển Phương cực kỳ biết ơn Cố Yên, bà có thể nhận ra cô gái này thật lòng yêu Lệ Nghiêm, luôn luôn giúp bà. Dù Lệ Nghiêm không chịu chấp nhận bà thì bà cũng không có chút tiếc nuối nào nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng đến lúc Mai Uyển Phương phải tiêm thuốc. Lệ Nghiêm kéo Cố Yên đứng dậy, nói, chúng ta cần phải đi. Hai người phải đi ư, trên mặt Mai Uyển Phương là vẻ thất vọng. Sau khi tiêm thuốc này vào bác gái sẽ chìm vào mê man. Bọn con ở lại đây sẽ làm phiền đến bác. Mấy ngày nay bác cứ ngủ li bì, bác ngủ sắp mốc meo đến nơi rồi nên có thể không ngủ cũng được. Thuốc này có lợi cho sức khỏe của bác nên bác hãy nghe theo lời bác sĩ Lệ Nghiêm nói. Tiền Cao Ban cũng mở miệng, mẹ à, mẹ nghe lời con trai nói đi. Mai Uyển Phương nghe nói thế thì nhếch môi cười. Bà ấy liên tục gật đầu, nói như một đứa trẻ, mẹ nghe lời. Lệ Nghiêm kéo Cố Yên xoay người rời khỏi đó. Mai Uyển Phương vội vàng hỏi, bác sĩ Doanh, ngày mai cậu có đến thăm tôi nữa không? Bước chân Lệ Nghiêm chợt khựng lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cố Yên ngước mắt lên nhìn anh ta, cô ấy có thể nhận ra Lệ Nghiêm đang bối rối.
Thật lâu sau đó, Lệ Nghiêm gật đầu, có, mai tôi và Yên sẽ quay lại, bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi không ở lại đây làm phiền nữa. Nói xong thì anh ta cất bước rời đi không quay đầu lại. Mai Uyển Phương vui mừng ra mặt. Ra khỏi cổng bệnh viện, Cố Yên đang định khen anh ta đủ can đảm để đối mặt thì không ngờ Lệ Nghiêm lại vươn tay ôm ghì cô vào lòng, chính xác là dùng rất nhiều sức. Cố Yên bất ngờ không kịp phản ứng ngã vào lồng ngực Lệ Nghiêm, mất cả buổi trời mới hoàn hồn. Anh ta vùi đầu vào hõm vai cô ấy, nói, cảm ơn em đã quyết định giúp anh, nếu không có lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ nhấc chân đi về phía đó. Anh biết rõ dù anh có lựa chọn thế nào cũng chẳng sai. Một lựa chọn không làm bản cả người thất vọng, một lựa chọn không khiến lương tâm mình day dứt, anh không thể làm tròn cả hai. Cảm ơn em đã thay anh quyết định. Anh không trách em là được rồi, em chỉ không muốn khiến anh phải tiếc nuối về sau thôi. Cố Yên khẽ nói. Yên, cảm ơn em, qua bao nhiêu năm như thế em vẫn ở bên cạnh anh. Sẽ mãi như thế, em còn ở bên anh cả đời mà. Cố Yên trịnh trọng nói, cô ấy nhất định sẽ làm được. Lệ Nghiêm, em giúp anh rồi thì anh cũng nên đáp trả lại cho em một chút chứ nhỉ. Bác Uyển Phương còn nửa tháng để sống, chúng ta kết hôn trong vòng nửa tháng này luôn được không? Sau khi kết hôn xong sẽ là lễ mừng năm mới, em sẽ sang nhà anh để đón năm mới được không? Người ta hẹn hò yêu đương mới được một năm đã dẫn bạn gái về nhà rồi, anh và em bên nhau bao năm như thế nhưng chưa đón năm mới ở nhà anh lần nào cả. Trong vòng nửa tháng, liệu có vội vàng quá không? Không đâu, em không quan tâm đến những điều đó, chúng ta cùng nhau chọn một cặp nhẫn, áo cưới đã được làm xong hết. Em sửa lại thời gian trên thiệp mời, đến lúc đó ai đến được thì đến, được không? Thế thì sẽ thiệt thòi cho em lắm. Không phải là thiệt thòi mà là em cam tâm trạng nguyện. Anh, đồng ý với em đi được không? Em xin anh đấy, em muốn gả cho anh sớm hơn một chút, em không thể chờ đến năm sau được nữa rồi. Cố Yên ngước mắt lên nhìn anh ta với vẻ chờ mong. Lệ Nghiêm nhìn ánh mắt hiền hòa ấy, tim lại mềm nhũn, cuối cùng đành phải gật đầu. Thế thì làm theo lời em vậy, chúng ta tổ chức lễ cưới trước, mừng năm mới xong chúng ta lại đi du lịch hưởng tuần trăng mật được không? Được. Quyết định thế đi, ngày mai là chủ nhật, ủy ban không làm việc nên thứ hai chúng ta sẽ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi lại đi mua nhẫn được không? Ừ, nghe lời em, Lệ Nghiêm xoa đầu cô ấy. Cố Yên thở phào nhẹ nhõm, một khi chuyện này được hoàn thành thì sợi dây căng thẳng như dây đàn trong lòng cô sẽ được buông lỏng. Ngày hôm sau, Cố Yên đến tìm Lệ Nghiêm. Hôm nay Lệ Nghiêm có vẻ không còn dè dặt và lúng túng như hôm qua nữa. Anh ta nghĩ đến ngày hôm qua mình đến thăm Mai Uyển Phương với hai tay trống trơn có vẻ thực không được lịch sự lắm nên đi một ít trái cây và hoa tươi, Cố Yên thấy hắn có thể suy nghĩ theo hướng tích cực kỳ trong lòng cũng rất vui. Nhưng mà có lẽ còn phải chờ một khoảng gian nữa anh ta mới có thể gọi Mai Uyển Phương một tiếng mẹ. Không sao cả, rồi cũng đến một lúc nào đó trời quang mây tạnh, nắng sẽ lên thôi. Tất cả mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi. Bọn họ đang đi tới phòng bệnh số 2. Chưa kịp đến nơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc la xé ruột xé gan của Tiền Cao Ban. Mẹ! Lệ Nghiêm nghe tiếng hét đó thì tim anh chợt níu lên, lập tức vọt vào trong. Mai Uyển Phương lặng lặng nằm trên giường với gương mặt xanh xao vàng vọt, màu sắc của tử vong. Anh ta có thể nhận ra bà đã qua đời được vài tiếng đồng hồ rồi, mất vào tối hôm qua. Miệng bà ấy vẫn còn cong cong, có thể thấy là qua đời trong sự vui vẻ và thỏa mãn. Tiền Cao Ban vừa mới ngủ dậy, trong khoảng thời gian gần đây cậu ta đã bận rộn đầu tắp mặt tối nên quá mệt mỏi. Tối hôm qua Mai Uyển Phương tâm trạng cực kỳ tốt, uống thuốc rồi ngủ thiếp đi rất nhanh, cũng chẳng thấy gào thét kêu đau. Chờ đến khi cậu ta tỉnh giấc thì cơ thể Mai Uyển Phương đã lạnh như băng cực kỳ đáng sợ, thiết bị đo chỉ số sống còn cũng chẳng có một thông số nào cho thấy bà còn sống. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Tiền Cao Ban khóc hét khàn cả giọng. Anh mau cứu mẹ đi. Mẹ ơi, sao mẹ vẫn không chịu tỉnh lại thế này? Anh là bác sĩ giỏi nhất mà, anh cứu mẹ đi. Tiền Cao Ban nắm lấy áo Lệ Nghiêm liều mạng cầu xin. Lệ Nghiêm đứng chết chân tại chỗ, sống lưng cứng đờ. Trái cây và hoa tươi đã rơi xuống đất. Bước chân anh lảo đảo đi tới, dù anh ta biết bà đã chết nhưng vẫn đặt tay lên cổ bà để dò mạch đập. Làn da lạnh như băng, không hề có mạch. Bà ấy đã chết đi từ lâu rồi. Anh ta bác sĩ nên không thể không biết được những phản ứng trước khi một người nhắm mắt xuôi tay.
Mai Uyển Phương đang chờ được gặp mặt anh ta nên dù đau ốm bệnh tật có tra tấn đến mức nào đi nữa thì bà vẫn cố giữ lại một hơi thở, không cam lòng chết đi. Thế nhưng bây giờ tâm nguyện của bà xem như đã được hoàn thành nên tối qua bà mới rời khỏi thế giới này, hơn nữa khóe môi còn mỉm cười, xem ra bà đã đi vô cùng vui vẻ. Anh ta còn chưa kịp ở bên bà ấy được bao không, không ngờ bà ấy đã vội vàng qua đời. Lệ Nghiêm cắn răng thật chặt mới giữ cho mình không sụp đổ, anh bình tĩnh và lý trí hơn Tiền Cao Ban nhiều. Anh ta đắp chiếc chăn mỏng lên mặt Mai Uyển Phương, tự tay làm giấy xác nhận tử vong cho bà. Đưa bà ấy về đi. Cuối cùng Lệ Nghiêm cũng mở miệng nói, giọng anh khàn khàn và nặng nề mang theo vẻ đau đớn không thể tả được thành lời. Cuối cùng Tiền Cao Ban chỉ có thể đưa bà ấy về, cô Yên luôn ở bên cạnh Lệ Nghiêm, sợ anh ta không thể gắng gượng nổi. Anh ta đi một mình tới lối thoát hiểm, đẩy cánh cửa nặng trịch ra, vùi mình vào trong bóng đêm. Cố Yên muốn đi vào nhưng lại bị người phía sau cánh cửa ngăn cản. Em đừng vào đây, anh muốn được một mình trong chốc lát. Cố Yên nghe thế thì cứng đờ rụt tay về. Lệ Nghiêm muốn bình tĩnh lại thì cô ấy sẽ ở bên ngoài yên lặng chờ. Cô ấy không thể để anh ta một không gian đơn độc một mình được, cô ấy sợ Lệ Nghiêm sẽ xảy ra chuyện. Anh vừa mới đưa ra quyết định chấp nhận Mai Uyển Phương, không ngờ bà ấy lại ra đi như thế thì bảo anh không đau thể nào cho được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nguyễn Doanh ở trong đó thật lâu mới bước ra, đến nhà họ Tiền. Chồng Mai Uyển Phương vội vàng trở về, đó là một người đàn ông tầm 60 tuổi xuất, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi. Bây giờ Lệ Nghiêm mới biết được tình hình gia đình Tiền Cao Ban, bố cậu ta là một người cực kỳ nghèo trong thôn. Không có người nào bằng lòng gả cho ông ấy nên đến 40 tuổi ông ấy vẫn chưa kết hôn sinh con. Ông ấy nhìn thấy Mai Uyển Phương mất hồn lạc phách, Mai Uyển Phương vừa mới mất chồng, đã không chịu nổi cú sốc đó rồi sau đấy còn vứt bỏ cả đứa con của mình nên thần kinh hơi bất thường. Khi đó ông ấy nghĩ bà là một người ngốc nên muốn cưới bà về làm vợ, sinh cho mình một đứa con. Nhưng không ngờ sau khi tổ chức hôn lễ qua loa xong thì Mai Uyển Phương tỉnh táo lại. Ông ấy không hề bắt buộc mà còn lặng lẽ xoa tay đưa cho bà ấy một số tiền để đi tìm con trai mình về. Mai Uyển Phương trở về tìm Lệ Nghiêm mới biết được Lệ Nghiêm đã được nhà họ Bạch nhận nuôi, xem như đã giải quyết được một nỗi khúc mắc trong lòng nên bà có ý định tự tử, sau đó ông ấy lại cứu bà về. Thì ra người đàn ông đó lo lắng bà sẽ xảy ra chuyện gì không hay nên đi theo cả quãng đường dài. Mai Uyển Phương cảm động, nghĩ bản cả người cũng không còn vướng bận gì nên mới sống cùng với người đàn ông đó. Ở bên nhau suốt 28 năm, năm nay Tiền Cao Ban vừa tròn 26 tuổi. Lệ Nghiêm nghe được đầy đủ câu chuyện đó từ miệng bố Tiền Cao Ban. Mấy năm nay người bà ấy cứ đau đáu suốt chính là cậu nhưng bà ấy sợ đi tìm cậu rồi sẽ làm phiền đến cuộc sống cậu đang có. Năm đó bà ấy đã có lỗi với cậu, bây giờ người đi đèn tắt, mong là cậu không oán trách làm gì. Sai lầm của bà ấy cứ để tôi gánh vác, tôi quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu được không? Người đàn ông đó định quỳ xuống nhưng Lệ Nghiêm đã giữ lại. Bà ấy không nợ tôi cái gì cả, tôi cũng không oán trách gì. Cứ để cho bà ấy yên tâm nhắm mắt xuôi tay đi thôi, ông hãy lo lắng chuyện tang ma đầu ra đó. Lệ Nghiêm nói thế. Cảm ơn cậu Lệ Nghiêm. Người đàn ông đó hết sức biết ơn. Lệ Nghiêm ở lại trong thôn tham dự lễ tang, nhập liệm hạ táng, anh lấy thân phận là khách đến tham dự. Cô Yên cũng lặng lặng theo anh chẳng nói một lời nào. Cô ấy biết mình không thể làm được bất kỳ điều gì vào lúc này, nhưng có thể xuất hiện trong tầm mắt anh thì ít nhất Lệ Nghiêm sẽ yên tâm hơn phần nào. Lễ tang kéo dài suốt 3 ngày, Lệ Nghiêm để lại một số tiền, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Rời khỏi thôn, cuộc sống Lệ Nghiêm vẫn tiếp tục như bình thường. Chỉ là, anh ta hoàn toàn không nhắc một chữ nào đến chuyện lễ cưới đã bàn trước đó. Đột nhiên đã xảy ra chuyện thế này khiến anh ta không cách nào tổ chức lễ cưới. May là ngày cưới vào năm sau vẫn chưa hủy bỏ. Trước thềm năm mới vài ngày, Bạch Thư Hân cô ấy không muốn nhìn thấy nhất cũng đã trở lại. Cô ấy chẳng báo cho bất kỳ ai biết, chỉ nhắn cho Hứa Minh Tâm để ra sân. Bay đón người, đúng lúc cô Yên đang ở chỗ Cố Gia Huy nên nghe được tin tức này. Sau khi do dự thì cô ấy bảo tài xế đưa mình đến đó, từ đây đến sân bay cũng khá là xa. Hứa Minh Tâm không suy nghĩ quá nhiều, nhanh chóng ngồi lên xe của cô ấy. Họ vừa mới đi được một lát thì đã trông thấy Bạch Thư Hân quấn chiếc áo lông, cô vội vàng vẫy tay gọi, Thư Hàn, tớ ở đây này.
Bạch Hoan Hoan quay sang nhìn thấy Hứa Minh Tâm nhiệt tình như thế thì lại không nhịn được nở nụ cười, không quan tâm đến mấy vali hành lý của mình, vội vàng lao tới ôm chầm lấy cô. Minh Tâm, tớ nhớ cậu chết đi được. Đồ lừa gạt, nhớ tớ mà lại không chịu liên lạc với tớ, tớ thấy cậu đi bay nhảy không biết đường về thì có. Bạch Thư Hân cười, không nói thêm gì. Không phải cô ấy không muốn liên lạc với cô, chỉ là cô ấy sợ mình liên lạc rồi sẽ mềm lòng, sẽ kiềm lòng không đậu hỏi về chuyện của Lệ Nghiêm và Cố Yên chuyện tình. Cô ấy sợ bản cả người lún vào quá sâu, sợ mình làm ra những chuyện hoang đường hơn bao giờ hết. Bạch Thư Hân đang sợ hãi chính bản cả người, sợ mình phải đối mặt với những điều đó. Tớ lấy hành lý cho cậu, cậu đi cả đoạn đường dài về chắc chắn đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ. Kể cho tớ nghe cậu đã đi những nơi nào chơi thế, tớ thấy hình cậu chụp đẹp lắm. Tớ có nhìn thấy tin nhắn của cậu nói là năm sau bọn họ kết hôn đúng không? Cậu thấy được hết cả, tớ còn tưởng rằng cậu chặn mất tin nhắn của tớ rồi chứ. Không có, Bạch Thư Hân cười nhạt. Dù cô ấy có thể thấy được thì sao, còn chẳng bằng chặn lại, thế thì cũng không cần phải đau lòng vì nó. Ngày cưới đã được xác định, là mùng 8 năm sau, đó là một ngày lành. Tớ có mang về cho cậu rất nhiều đặc sản các vùng, tất cả đều là thức ăn, cả nửa thùng cơ. Lần này cậu có lộc ăn rồi đấy nhé, lát nữa cậu phải mời tớ ăn bữa cơm đấy. Bạch Thư Hân đang nói thì lại nhìn thấy sân bay Cố Yên đang đỗ xe bên ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Yên, lời cô ấy nói chợt dừng lại, cả người đều trở nên cứng ngắc. Tại sao cô ấy lại đến đây? Yên đang ở chỗ bọn tớ, tài xế tiện đường đưa tớ đến đây. Lên xe đi. Không phải cô nói là muốn ăn cơm ư? Cố Yên mỉm cười nói, thế nhưng nụ cười đó đau đớn đến mức nào thì chỉ có mình cô ấy biết thôi. Cô ấy cùng với Bạch Thư Hân, tính ra thì chẳng có ai được thoải mái trong lòng. Bạch Thư Hân khẽ cụp mắt xuống, dù không cam lòng cách mấy thì bây giờ cũng nên buông bỏ tất cả mọi thứ. Bọn họ cùng nhau đi ăn cơm, Hứa Minh Tâm định đưa Bạch Thư Hân về nhưng Cố Yên lại mở miệng nói cô ấy có xe nên để cô ấy đưa sẽ tiện hơn. Lát nữa cô ấy sẽ mang mấy món đặc sản này về sau. Sau đó, Cố Yên bắt một chiếc xe ngoài cửa nhà hàng để cho Hứa Minh Tâm về trước. Hứa Minh Tâm cứ có cảm giác hai người này có gì đó là lạ, nhưng cô lại không biết phải giải thích về sự kỳ lạ đó thế nào. Cố Yên đưa Bạch Thư Hân về, dọc theo đường đi hai người chẳng ai nói gì. Bạch Thư Hân về tới nhà mình thuê, đồ đặc trong phòng đã được phủ thêm vải trắng cực kỳ sạch sẽ, không có bao nhiêu tro bụi. Cô ấy dọn dẹp sơ lại rồi hơi ngượng ngùng nói, chị ngồi xuống đi, tôi đi pha trà cho chị uống. Một khi Cố Yên và Lệ Nghiêm kết hôn thì sẽ thành chị dâu hàng thật giá thật của cô ấy. Đến lúc cô ấy nên nhượng bộ rồi, cô ấy cố tình tỏ thái độ mềm mỏng, xoay người đi vào phòng bếp nấu nước. Nhưng phía sau lại có giọng Cố Yên vang lên, cô bà Lệ Nghiêm không phải là anh em ruột. Lời này vừa nói ra thì bầu không khí trở nên đông cứng lại. Cố Yên biết cho dù cô không nói thì khi Bạch Thư Hân gặp được người nhà họ Bạch cũng sẽ nghe được chuyện này. Hôm nay khi mọi thứ vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát, cô muốn bản thân mình được nắm giữ quyền chủ động. Bạch Thư Hân nghe cô nói thế thì đột nhiên xoay người lại, đồng tử co rút lại rất nhanh và nhìn Cố Yên với vẻ không thể tin. Cô ấy xúc động đi tới giữ chặt lấy vai Cố Yên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chị vừa nói cái gì? Chị lặp lại lần nữa xem. Cô và Lệ Nghiêm không có quan hệ máu mủ, Lệ Nghiêm hoàn toàn là không phải con cháu nhà họ Bạch mà chỉ là đứa trẻ mồ hôi bố, người bố đó là cấp dưới của bố cô. Hai người xảy ra những chuyện đó với nhau không được tính là loạn luân, cô không cần phải có cảm giác tội lỗi. Tôi cũng thật lòng xin lỗi cô vì những lời nói gay gắt khắc nghiệt của mình trước đó. Bạch Thư Hân hoàn toàn không cần lời xin lỗi của Cố Yên, bây giờ trong đầu cô ấy chỉ có nửa câu đầu. Cô ấy và Lệ Nghiêm không có quan hệ máu mủ, bọn họ hoàn toàn không phải là anh em ruột. Không phải là anh em ruột thì rõ ràng có thể đến với nhau, không cần phải bị bất cứ điều gì trói buộc nữa. Cô ấy vui đến chết mất, phản ứng đầu tiên chính là phải đi tìm Lệ Nghiêm, nói cho anh ta biết cô ấy đã thích anh rất nhiều năm rồi. Bạch Thư Hân còn chưa bước ra khỏi cửa phòng thì đã bị Cố Yên gọi lại, cô muốn làm cái gì? Bạch Thư Hân dừng chân lại. Bây giờ cô ấy mới nhớ tới vẫn còn một người tên Cố Yên. Trước đó cô ấy cảm thấy bản thân mình là người sai, tình cảm này là một điều cấm kỵ, từ đầu cô ấy đã thua rồi và cũng không có tư cách tranh giành với Cố Yên.
Thế nhưng bây giờ cô ấy đã không còn bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, thích một người thì nên cố gắng theo đuổi. Cô ấy không tin vị trí của mình trong lòng Lễ Nghiêm không sánh bằng Cố Yên. Cô ấy siết chặt nắm đấm, cảm thấy mình có thật nhiều can đảm. Cô ấy hít sâu, xoay người nhìn Cố Yên với ánh mắt không hề nao núng. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt Cố Yên thì cô đã biết trận chiến của mình với Bạch Thư Hân chắc chắn phải diễn ra. Cố Yên, trước đây tôi cảm thấy bản thân mình đã làm sai, tôi và anh ấy không thể có bất kỳ kết quả gì cả, tôi chỉ hại anh ấy mà thôi. Nhưng bây giờ, chúng tôi không hề có mối quan hệ máu mủ gì, tôi có thể công khai nói cho anh ấy biết tôi thương anh ấy. Tình cảm của tôi sẽ không bao giờ bị ẩn giấu trong bóng tối không dám nói cho bất kỳ ai nữa. Tôi không cho là mình sẽ thua trong tay chị và anh ấy mới quen biết nhau bao nhiêu năm còn tôi lại ở bên anh ấy bao nhiêu năm. Tôi tin chắc trong lòng chị biết rõ điều đó. Lễ Nghiêm đối xử với tôi thế nào? Tất nhiên không thua kém gì chị rồi, tôi không tin anh ấy chọn chị mà không chọn tôi. Thế ư, cô đã nhảy ra khỏi mối quan hệ anh em này rồi nhưng Lễ Nghiêm thì chưa đâu. Mẹ ruột của anh ấy vừa mới qua đời gần đây, anh ấy đang chịu một cú sốc rất lớn, bây giờ cô lại chạy tới tìm anh ấy và nói cho Lễ Nghiêm biết rằng cô yêu anh ấy rất nhiều năm rồi, cô nghĩ anh ấy có thể chấp nhận được không? Cố Yên bình tĩnh phân tích, cô ấy lớn hơn Bạch Thư Hân vài tuổi nên tất nhi cũng suy nghĩ chín chắn hơn nhiều. Cô ấy lại càng hiểu rõ tất cả những suy nghĩ và hành động của người đàn ông đó. Trong chuyện này thì Bạch Thư Hân mãi mãi không thể bằng cô được. Bạch Thư Hân nghe Cố Yên nói thế thì nhíu mày lại thật chặt. Sự thật đúng là như thế, đây là một cú sốc quá lớn. Cô ấy khẽ cắn môi nói, được thôi, từ giờ đến khi hai người kết hôn vẫn còn một khoảng thời gian. Tôi sẽ ngăn cản đám cưới của hai người. Anh ấy có suy nghĩ phải chịu trách nhiệm với tôi, anh ấy sẽ không chọn cô đâu. Chịu trách nhiệm ư, chị là người biết rất rõ tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nói thế thì chắc anh ấy phải chịu trách nhiệm với tôi mới đúng chứ. Anh ấy sẽ không bao giờ biết được những chuyện xảy ra tối hôm đó, anh ấy chỉ biết rằng mình tỉnh dậy bên cạnh tôi chứ không phải là cô. Cố Yên, chuyện đến nước này rồi chị vẫn còn muốn lừa gạt anh ấy ư. Người trong buổi tối hôm đó là tôi, máy quay có ghi hình lại và tôi có bằng chứng. Tối hôm đó chị hoàn toàn không hề xuất hiện và đêm đó chỉ có hai người chúng tôi trong phòng. Bạch Thư Hân vội vàng nói. Cố Yên đoán biết trước chắc chắn Bạch Thư Hân sẽ nói như vậy, nên đã chuẩn bị câu trả lời từ trước. Tôi đã cử người xử lý máy ghi hình của nhà cô, hôm đó máy quay bị hỏng mất, dù Lễ Nghiêm có đi điều tra thì cũng không thể tìm thấy ghi nhận là ai đến và ra khỏi nhà. Cái gì, chị? Chị thật là đê tiện. Tôi không đê tiện, đúng là tôi có ý đồ riêng nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cả hai người mà thôi. Thế tấm thân xử nữ thì sao? Tôi đã không còn nó rồi nhưng chắc là chị vẫn còn đấy nhỉ? Đêm tân hôn đó chị định cho Lễ Nghiêm nhìn thấy bộ mặt thật của mình ư? Cái màng đó đã bị tôi đâm rách rồi, thậm chí tôi còn chẳng đến bệnh viện, tự giải quyết ở nhà. Tôi không trẻ con như cô, xem tấm màng đó là thần là thánh. Đối với tôi mà nói nó chỉ là một lớp màng mỏng mà thôi. Bây giờ tôi và cô đều giống nhau, không còn là xử nữ Lễ Nghiêm sẽ không phát hiện ra. Cố Yên lạnh giọng nói. Cô định cho Lễ Nghiêm uống thuốc kích dục để làm lại thêm một lần nữa nhưng vẫn chưa tìm thấy cơ hội. Hơn nữa Mai Uyển Phương qua đời thì cô đã dần dần đoán biết được chuyện này bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Thế nên cô quyết định cắn răng giải quyết. Đây là lần đầu tiên cô bị dồn ép phải làm đến nước này. Dùng tất cả các loại thủ đoạn dơ bẩn nhất để giành được đàn ông. Chị thật đê tiện, tại sao chị lại có thể làm như thế? Cố Yên, trước đó chị luôn mồm mắng nhiếc tôi thì bây giờ chị lại làm cái gì? Chị không cảm thấy mình ích kỷ ư? Đúng là tôi cực kỳ ích kỷ nhưng tôi hỏi cô tối hôm đó cô có chắc là mình không mềm lòng, không muốn tranh thủ cơ hội đó để làm ư? Cái gì mà hai người đều uống rượu nên mất đi lý trí? Anh ấy uống rượu xong thì chẳng còn biết trời trăng mây gió gì. Như người bông vậy. Nếu như cô không chủ động thì làm gì có chuyện anh ấy làm bậy với cô. Cô là người có lỗi với tôi trước rồi lại lên tiếng chỉ trích tôi ư. Bạch Thư Hân, hai người có phải là anh em hay không chẳng phải do tôi quyết định. Tôi chỉ biết Lễ Nghiêm là bạn trai tôi, chúng tôi sắp kết hôn với nhau rồi nên dù hai người không phải là anh em thì có làm sao. Cô không thể thay đổi được sự thật, chuyện tối hôm đó trên thế giới này chỉ có tôi và cô biết, Lễ Nghiêm sẽ không bao giờ biết. Tôi báo trước cho cô thế này thì đã biết chắc cô sẽ chạy tới tìm Lễ Nghiêm để nói nhưng tôi khuyên cô đừng tự rước lấy nhục. Giọng Cố Yên cực kỳ lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp đó chợt trở nên sắc bén.
Bạch Thư Hân nghe những lời đó xong thì có cảm giác mình chẳng còn cọng rơm cứu mạng nào để bám víu vào. Cô Yên suy tính quá kỹ càng, cô ta đã chặn hết tất cả mọi đường lui của cô rồi. Chị, tôi phải liều mạng với chị. Bạch Thư Hân tức tối muốn lao tới nhưng cô ấy không thể bì nổi Cố Yên. Cố Yên chỉ cần trở tay thôi đã bẻ được tay cô ấy ra phía sau rồi. Bạch Thư Hân, không ai được phép ngăn cản lễ cưới của tôi, người nào dám phá đám thì tôi sẽ lấy mạng người đó bao gồm cả cô. Thủ đoạn của nhà họ Cố thì chắc cô cũng biết rồi đó, tôi lấy mạng cô có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mặc dù tôi là bác sĩ nhưng sống trong quân đội thời gian dài cũng biết cái gì gọi là phản điều tra. Tôi bảo đảm tất cả mọi thứ đều không để lại một chút dấu vết nào. Tôi không muốn tuyệt tình như thế nhưng tôi phải bảo vệ tình yêu của bản thân mình. Cố Yên, chị làm thế là lừa gạt, thật ra chị cũng không dám chứ gì. Chị sợ rằng người Lễ Nghiêm yêu là tôi. Thật ra chị cũng khá là uất ức đấy nhỉ, rõ ràng là công chúa của nhà họ Cố mà lại phải dùng những thủ đoạn đê tiện này để giành đàn ông ư. Bạch Thư Hân thờ hồn hển nói. Cố Yên nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, đẩy Bạch Thư Hân ra. Bạch Thư Hân lảo đảo vài bước, xoa bả vai đang đau nhức không cam lòng nhìn Cố Yên. Thủ đoạn của tôi để tiện thì cô cũng chẳng trong sáng gì cho cam. Tám lạng nửa cân thôi, cô không có tư cách gì để nói tôi. Tôi đã nói hết lời rồi, mong là cô tự giải quyết cho tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cố Yên nói hết những lời cần nói rồi nên cũng không có ý định ở lại đây đấu võ mồm với Bạch Thư Hân nữa. Cô ấy nhìn hành lý của Bạch Thư Hân, nhớ lúc nãy cô đã đồng ý với Hứa Minh Tâm là sẽ mang đồ về. Cô ấy đi thẳng tới đó mở nói ra, Bạch Thư Hân bật thốt lên, không được. Thế nhưng đã quá trễ rồi. Cố Yên nhìn thấy một chiếc cà vạt màu xanh sẫm trong vali hành lý, chẳng cần phải đoán cũng biết nó dành cho ai. Cố Yên trực tiếp vọt vào trong phòng bếp tìm lấy cây kéo và nhanh chóng cắt đứt. Bạch Thư Hân đỏ mắt. Nhặt hai mảnh cà vạt đã bị cắt đôi và trợn trừng mắt nhìn Cố Yên. Cố Yên, chị tàn nhẫn và độc ác hơn tôi tưởng. Làm chuyện lớn thì không cần phải quan tâm đến những chi tiết nhỏ, không tàn nhẫn thì phải làm sao? Cố Yên này chưa bao giờ thua trận. Bạch Thư Hân nghe vậy thì nắm chặt lấy mảnh cà vạt và vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Cố Yên, chỉ bằng chúng ta cho Lễ Nghiêm một cơ hội, chúng ta cùng cạnh tranh công bằng với nhau và để Lễ Nghiêm quyết định được không? Đó là cách công bằng nhất, Bạch Thư Hân giống lên thật to. Cố Yên nghe vậy thì cười lạnh, nó chẳng công bằng với tôi một chút nào cả, tôi là người đang thắng thì tại sao tôi lại phải cho cô một cơ hội. Bạch Thư Hân, tôi khuyên cô đừng hy vọng vào điều gì nữa, nếu không tôi sẽ khiến cho cô hối hận. Cô ném cây kéo xuống đất phát ra tiếng bịch rội vào lòng cả hai người con gái. Cố Yên chọn bừa mấy gói thức ăn, sau khi chắc chắn bên trong không còn thứ gì dành cho Lễ Nghiêm thì mới yên tâm. Sau khi cô ấy đi thì cuối cùng Bạch Thư Hân cũng không thể gắng gượng được nữa, ngã xuống đất. Cố Yên từ trên lầu đi xuống, ngồi bên trong xe mặc cho gió lạnh thổi quét qua mặt mình, vô cùng đau đớn. Cô ấy im lặng ngồi đó thật lâu, đang chuẩn bị lái xe rời đi thì không ngờ lại thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lễ Nghiêm vừa mới bước xuống từ bên trong xe, trong tay anh ta có khá nhiều đồ, có lẽ là lo Bạch Thư Hân vội vàng trở về, trong nhà không có gì ăn được nên mang tới. Tay Cố Yên cứ siết chặt lấy tay kéo cửa định mở nó ra nhưng rồi lại yếu ớt rũ xuống. Trong mắt Lễ Nghiêm, Bạch Thư Hân không phải là kẻ thứ ba mà là em gái nhỉ, cô ấy không thể ngăn cản anh trai đối xử tốt với em gái mình. Cố Yên yếu ớt buông thõng tay xuống, cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cuối cùng, cô ấy bấm số điện thoại của Lễ Nghiêm. Chẳng mấy chốc anh ta đã nhấc máy. Anh đang ở đâu thế? Cố Yên hỏi. Anh vừa mới nhận được tin Thư Hàn đã trở về nên mới chạy tới nhà con bé xem thử. Lâu rồi nhà con bé không có ai ở, anh sợ một mình con bé không thể lo xuể nên mới chạy tới coi thế nào. Anh đã nói cho cô ấy nghe chuyện hai người không phải là anh em tuột chưa? Chú sẽ nói cho em ấy nghe chuyện này, anh sẽ không nói. Không cần biết anh với em ấy có phải là máu mủ với nhau hay không thì sự yêu thương anh dành cho em ấy vẫn không thay đổi. Lễ Nghiêm. Chúng ta sẽ kết hôn với nhau đúng không? Anh sẽ không bỏ trốn khỏi hôn lễ đâu đúng không? Cuối cùng Cố Yên cũng đã hỏi ra những lời cô luôn giấu trong lòng mình. Lễ Nghiêm nghe cô ấy nói thế thì trở nên im lặng, có thể thấy anh ta không ngờ Cố Yên lại hỏi câu này. Cô ấy đang lo lắng ư? Em biết tính anh mà, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Đúng vậy, em hiểu anh thế cơ mà,
nhưng tại sao bây giờ đây lòng em cứ cảm thấy lo lắng bất an? Hiểu anh như thế nhưng em vẫn không cách nào chắc chắn được. Khi nào anh mới có thể cho em cảm giác an toàn đó đây? Những lời đó cứ nghẹn lại trong cổ họng và cố cách mấy cũng nói không nên lời. Thật lâu sau đó, cô Yên khẽ thở dài và quyết định bỏ qua. Không có gì đâu, em thuận miệng hỏi một chút thôi, anh cứ đi làm việc của mình đi. Ừ, tối nay em đi ngủ sớm một chút nhé, mai anh sẽ tới tìm em. Được, cô Yên cúp điện thoại, khoang xe nhanh chóng trở nên yên tĩnh, bầu không khí nặng nề đến mức cô ấy không thở nổi. Cuối cùng cô Yên đã đi uống rượu, người của quán bét gọi điện thoại cho Cố Gia Huy đến đón cô ấy về. Cô ấy đã uống rất nhiều, suýt chút nữa là nôn hết mật hết gan ra. Hứa Minh Tâm trông thấy Cố Yên như thế cũng cảm thấy khó chịu. Cô vội vàng bảo nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu, sắc mặt Cố Gia Huy thì lại cực kỳ nặng nề, tay siết lại thật chặt. Ai có thể khiến Cố Ngọc Thành ra thế này? Chỉ có thể là Lệ Nghiêm. Cố Gia Huy đang kìm nén lửa giận của mình. Hứa Minh Tâm cảm nhận được bão táp mưa xa, cô sợ Cố Gia Huy thật sự sẽ lao ra đi tìm Lệ Nghiêm tính sổ. Này, chú ba Cố, hình như em nhớ tối nay anh có công việc cần xử lý thì phải. Hay là anh đi làm việc đi, ở đây có em lo liệu là được rồi, đằng nào em cũng là con gái. Anh không sao đâu, em không cần phải lo lắng. Anh biết chừng mực nên sẽ không tùy tiện làm gì đâu. Cũng may lý trí của Cố Gia Huy vẫn còn đó. Cố Yên bất tỉnh nhân sự, Hứa Minh Tâm lau người cho cô ấy rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Nhìn cô ấy lẳng lặng nằm trên giường. Hứa Minh Tâm mới thở phào nhẹ nhõm định ra ngoài, không ngờ Cố Yên lại đột nhiên cầm tay cô. Cô ấy khóc giống lên như một đứa trẻ, cực kỳ đáng thương. Anh sẽ không bỏ em đi đâu mà đúng không? Lệ Nghiêm, anh đã hứa với em là anh sẽ không bỏ em đi mà. Hứa Minh Tâm nghe được những lời cầu xin yếu ớt của cô ấy thì tim lại nhói lên đau đớn. Cố Yên luôn cho cô cảm giác cô ấy cực kỳ kiên cường, cũng cực kỳ trưởng thành. Mặc dù cô ấy khá giống Bạch Thư Hân nhưng thật ra lại chín chắn và bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô ấy luôn cười, cô ấy thích mặc những bộ quần áo gợi cảm nóng bỏng, cô ấy làm việc cực kỳ dứt khoát, không hề dây dưa lòng vòng. Cực kỳ khí phách, chẳng ai bắt nạt nổi. Một cô gái sáng rực rỡ như mặt trời là thế lại trở nên yếu ớt le lói như ánh đèn đom đóm trong chuyện tình cảm. Thế nhưng tại sao cô ấy lại lo lắng bác sĩ Lệ Nghiêm rời xa mình cơ chứ? Cô kiềm lòng không đặng cúi người an ủi, nói, yên tâm đi, bác sĩ Lệ Nghiêm sẽ không rời khỏi cậu đâu, hai người sắp kết hôn với nhau rồi cơ mà, đúng không? Đúng vậy, chúng tôi sắp kết hôn rồi, cô ấy thì thào tự nói, dường như vẫn còn muốn nói gì đó nữa nhưng cuối cùng ý thức đã trở nên mơ màng. Bấy giờ Hứa Minh Tâm mới rút tay ra và xoay người đi nhưng cô lại nhìn thấy Cố Gia Huy ngoài cửa. Sắc mặt anh vẫn cực kỳ tệ, đứng ngoài cửa chờ từ nãy đến giờ. Tâm trạng không tốt à, anh có muốn em hôn má anh một cái không? Đừng quậy phá nữa, bây giờ anh thật sự không thể cười nổi. Thế thì thôi vậy, em đi xem phim Hàn. Hứa Minh Tâm đang định đi thì lại bị anh ôm vào lòng, hay là em hôn anh một cái đi? Hứa Minh Tâm nghe vậy thì cười cười, kiễng chân in một nụ hôn trên môi anh. Anh muốn nữa, muốn nhiều hơn chút nữa, không chỉ thế thôi đâu. Cố Gia Huy trở nên tham lam. Cô không nhìn được liếc nhìn anh. Không có đâu nhé, anh mai đi làm việc đi, làm xong rồi đi ngủ sớm một, em đi chuẩn bị sữa nóng cho anh. Được, anh chờ em trên phòng đọc sách. Hứa Minh Tâm nhanh chóng hâm nóng sữa và bưng vào trong phòng đọc sách. Cố Gia Huy đang ngồi trước máy tính gõ gõ, cô có thể cảm nhận được sự bực bội trong lòng anh, chân mày cũng nhíu lại thật chặt. Cô không thể nhìn được nữa nên vội vàng chạy ra sau lưng xoa bóp vai cho anh. Anh vẫn còn buồn bực hả? Anh cho yên. Con bé luôn là một người rất kiên cường, chưa bao giờ khóc lóc kể lể với ai nhưng dường như khoảng thời gian gần đây con bé không hề vui vẻ một chút nào. Một người là em gái anh, một người là anh em thân thiết, anh cũng rất khó lựa chọn. Anh không phải là một người máu lạnh vô tình, tuy là anh khá lý trí nhưng khi giải quyết vấn đề anh vẫn cảm tính. Người nào tổn thương em với Yên thì anh nhất định sẽ không bỏ qua. Cố Gia Huy cầm lấy tay cô, nghiêm túc nói. Hứa Minh Tâm gật gật đầu. Anh cũng không phải thần thánh, ai lại dám bảo đảm mình có thể giữ được sự bình tĩnh và công bằng mãi mãi. Thế nhưng suy cho cùng chúng ta cũng là người ngoài nên không tiện nhúng tay vào chuyện tình cảm của bọn họ. Yên là người thông minh lý trí, bác sĩ Lệ Nghiêm lại là người đàn ông trưởng thành suy nghĩ cẩn trọng,
em nghĩ chắc chắn hai người họ có thể xử lý được vấn đề. Còn anh ấy à, anh đừng quan tâm nhiều tới người khác nữa. Nếu anh cảm thấy mình có quá nhiều thời gian để quan tâm thì anh quan tâm đến em nhiều hơn đi. Sắp đến năm mới rồi, em muốn đi mua câu đối đỏ, mua cây mai và đồ trang trí này nọ, anh đi cùng với em đi. Anh vẫn chưa được trải qua một lễ mừng năm mới nào cho gia Ngô gia khoai ở nước mình. Trước đây anh không trở về nhà cũ mừng năm mới à? Có về nhưng ăn hết một bữa cơm xong lại đi. Bầu không khí trong nhà quá lạnh lẽo, bình thường chỉ có mỗi mình chú An ở đó. Chú An luôn ở nước ngoài với anh nên cũng không quan tâm đến những ngày lễ Tết truyền thống trong nước lắm. Cùng là đàn ông nên chú ấy cảm thấy mấy thứ đó khá là phiền phức nên mới không làm nghiêm túc một lần nào. Đáng tiếc thật đấy, lễ mừng năm mới vui lắm nhé. Em chẳng chuẩn bị bất kỳ thứ gì cả nhưng cũng phải chuẩn bị bao lì xì cho anh. Em đã làm thống kê hết rồi. Năm nay có một người làm vườn, một dì làm bếp cùng với hai người giúp việc chịu trách nhiệm quét dọn vệ sinh không về nhà mừng năm mới. Cộng thêm chú An, anh và em thì tổng cộng 7 người. Anh là ông chủ nên phải gửi mọi người bao lì xì. Mấy năm trước đều có thưởng cuối năm hết mà. Lì xì khác với thưởng cuối năm nhé, gửi những chúc mừng năm mới phát tài rồi nhận lì xì là may mắn đầu năm. Ở một nơi nào đó thì bao lì xì còn được gọi là lộc. Ý của nó là tài lộc đến nhà, thuận lợi làm ăn. Năm nay em còn chuẩn bị món quà nhỏ, tất cả mọi người đều có phần, ông chủ lớn như anh thì chịu trách nhiệm một bao lì xì to thật to. Hứa Minh Tâm cười hì hì nói. Được, nghe lời em. Tâm trạng Cố Gia Huy đang cực kỳ nặng nề, nhưng sau khi nói chuyện với cô gái nhỏ vào lời thì tâm trạng đột nhiên trở nên tốt lên rất nhiều. Ngày hôm sau, Cố Yên tỉnh dậy và vẫn sinh hoạt như chưa có chuyện gì xảy ra. Dường như cô ấy đã quên hết chuyện tối hôm qua mình đã uống rượu khóc lóc ầm ĩ. Cô ấy cảm thấy Hứa Minh Tâm đang nói giỡn, cô ấy là Cố Yên, là cô tư nhà họ Cố thì làm sao có chuyện cô ấy uống rượu xong khóc giống lên. Chắc chắn không thể có chuyện đó được. Cô ấy cũng bảo Hứa Minh Tâm đừng nói mấy chuyện này ra ngoài vì nó thật sự rất mất mặt. Hứa Minh Tâm không biết cô ấy không hề nhớ gì thật hay đang cố giả vờ như không biết. Cô gật đầu đồng ý. Chắc chắn Cố Yên không muốn để chuyện tình cảm đầy chông gai của mình rơi vào tai người khác. Cố Gia Huy gọi cô ấy vào phòng đọc sách để hỏi về chuyện tối hôm qua. Cái cớ không nhớ kia có thể lừa được Hứa Minh Tâm nhưng không thể lừa được Cố Gia Huy. Em quên hết rồi thật mà, chắc chắn người khóc lóc ỉ ơi đó không phải là em đâu. Anh ba, anh đừng nói chuyện này nữa. Anh không hỏi thì cũng được thôi, em tự nói cho anh biết rốt cuộc là bị làm sao vậy. Lệ Nghiêm bắt nạt em ư? Không có, anh ấy nào dám bắt nạt em đâu, toàn là em bắt nạt anh ấy à, chuyện này không liên quan đến anh ấy, chỉ là vấn đề của riêng mình em thôi, em có vài khúc mắc không thể nghĩ thông nên. Quầy anh ba à, anh đừng hỏi nữa, em có thể tự giải quyết được mà. Minh Tâm bảo em đi mua đồ Tết, em cũng muốn chuẩn bị một vài thứ cho bố nên em đi trước đây. Cố Yên tìm lấy cái cớ rồi bỏ trốn mất dạng. Cố Gia Huy hơi đau lòng khi nhìn theo bóng lưng cô ấy chạy đi. Cố Yên càng cười vui vẻ thì anh lại càng lo lắng trong lòng con bé đau khổ hơn bao giờ hết. Hứa Minh Tâm mua rất nhiều đồ Tết, tất cả đều được Khương Tuấn chạy tới vận chuyển về nhà. Chắc chắn lễ mừng năm mới này của anh tôi sẽ cực kỳ đông vui náo nhiệt. Cố Yên mỉm cười nói. Tất nhiên rồi, năm nay có tôi ở đây thì chẳng lẽ lại để cho anh ấy cô đơn u. Hứa Minh Tâm vỗ ngực nói. Trung tâm mua sắm đằng kia có cửa hàng bán nhẫn kim cương, cậu đi xem cùng tôi nhé. Tôi muốn chọn một chiếc nhẫn cưới. Cậu không gọi bác sĩ Lệ Nghiêm đi cùng ư? Không cần đâu, gọi anh ấy tới thì anh ấy cũng chẳng thể đưa ra một ý kiến gì. Chắc chắn anh ấy sẽ bảo tôi chọn cái tôi thích rồi để anh ấy trả tiền thôi là được. Cô ấy định gọi điện thoại cho Lệ Nghiêm nhưng nghĩ chắc chắn bây giờ anh ta đang ở bên cạnh Bạch Thư Hân. Gọi cho anh ta chỉ tổ khiến mình thêm đau lòng. Cô ấy phải tin tưởng Lệ Nghiêm, tin tưởng anh ấy sẽ xuất hiện ở lễ kết hôn đúng giờ. Là chiến hữu với nhau nhiều năm, tin tưởng nhau chính là điều được rèn luyện hàng ngày. Tin tưởng chính là điều duy nhất cô ấy có thể làm được bây giờ. Bọn họ ghé vào rất nhiều cửa hàng, Hứa Minh Tâm nhìn thấy những chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh chói lóa khiến tâm trạng cô khá là xúc động. Không được, sau này tôi nhất định phải bảo Cố Gia Huy mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương siêu siêu lớn, không thể dùng một viên bé tí để rước tôi về thế được. Cô xoa xoa chiếc nhẫn kim cương trên cổ, lành lạnh. Có thể cảm nhận được sự tinh khiết của nó, viên đá phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời cực kỳ đẹp. Thế nhưng, hơi nhỏ,
Cố Yên thuận thể nhìn qua, khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đó thì tròng mắt sắp trợn tròn rớt cả ra ngoài. Đây là, anh tôi tặng nó cho cậu ư? Đúng vậy, nói là sau này khi kết hôn sẽ dùng tới nhưng mà tôi cảm thấy nó thiệt là nhỏ á. Mấy bà lớn trong TV hay đeo mấy chiếc nhẫn to bằng quả trứng bồ câu ấy, cái gì mà 10 carat, 20 carat. Cố Yên nghe vậy thì dở khóc dở cười. Nếu cô ấy không nhìn lầm thì chiếc nhẫn kim cương này là một sản phẩm được Hoàng gia nước Anh bán đấu giá để làm từ thiện vào một năm trước. Nó là chiếc nhẫn chỉ có 102 trên cả thế giới này, đó là một viên kim cương cực kỳ hiếm. Nghe nói thời điểm đó nó đã được một ông trùm dùng mấy triệu đô để mua về, sau đó ông trùm đó biến mất thì chiếc nhẫn kim cương này cũng thất lạc luôn từ đó. Không ngờ bây giờ nó lại được đeo trên cổ Hứa Minh Tâm, cô còn ghét bỏ nó nữa kìa. Minh Tâm à! Nếu như chiếc nhẫn kim cương này có thể mua hết tất cả các món trang sức trong cửa hàng này thì sao? Không chỉ mỗi cửa hàng này mà nó còn có thể mua được cả tòa cao ốc này thì cậu sẽ nghĩ thế nào? Hứa Minh Tâm nghe thế thì không tin, trừng mắt nói, cậu đang đùa với tôi đấy đúng không? Tuy là tôi không am hiểu về trang sức nhưng cũng biết các món trang sức như kim cương được tính giá bằng độ lớn, viên kim cương bé tí chừng mấy carat thế này thì làm sao mà mua được những thứ đó? Nếu như nó có thể thì sao? Về nhà, tôi phải mở một cái tủ bảo hiểm, tôi sợ ra ngoài bị người ta giật mất. Hứa Minh Tâm không hề do dự nói. Cố Yên nghe vậy lập tức ngăn cản, không, không đến nỗi vậy đâu, tôi chỉ nói đùa thế thôi, chỉ là viên kim cương bé bé thôi nên không đến nỗi đó đâu mà. Thật ư, cậu không gạt tôi đó chứ? Tôi gạt cậu để làm gì, chắc chắn anh tôi muốn tặng cho cậu một chiếc nhẫn kim cương trước để trói cậu lại bên cạnh mà thôi. Sau này anh ấy sẽ mua cho cậu một chiếc siêu to khổng lồ. Đúng đó, chính xác là như vậy. Thế nên mới nói là lòng dạ chú ba nhà họ Cố sâu không lường trước được. Đúng vậy, sâu chết đi được, sâu còn hơn chữ sâu. Cố Yên không phải là người ham mê tiền tài nhưng trông thấy chiếc kim cương màu hồng phấn đỏ thì không thể điều khiển nổi hai tay mình, dường như nó đang định giật lấy của Hứa Minh Tâm. Thôi thì tạm thời đừng nói cho Hứa Minh Tâm biết viên kim cương này quý giá đến cỡ nào để tránh trường hợp cô không dám ra đường. Trước đây Hứa Minh Tâm cực kỳ nghèo, bây giờ, chắc là cô thành cả cái kho báu rồi ấy chứ. Đây là lần đầu tiên Cố Yên cảm nhận được cái gì gọi là có tiền đem đi đốt, đúng là nhà giàu người ta cưng chiều vợ cũng phải phong cách hơn người thường, thoải mái vung tay. Cố Yên cũng không soi mói gì nhiều với nhẫn, cô ấy nhanh chóng chọn một cái rồi bảo nhân viên cửa hàng gói lại. Cô ấy đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi, chỉ cần chú rể xuất hiện đúng giờ trong hôn lễ là được rồi. Bọn họ đang chuẩn bị đi thì không ngờ có người lại chạy ùa tới, thậm chí trong tay lại còn có một khẩu súng và trong tay là một đứa bé gái bị bắt làm con tin. Mẹ của đứa trẻ kịp phản ứng, muốn lao tới giành giật nhưng kẻ giết người lại nhìn cô ấy với ánh mắt độc ác hung hăng. Cô không được tới đây, nếu không tôi sẽ giết nó. Đúng lúc này, bên ngoài có loa lớn vang lên. Có một tội phạm được di chuyển từ vùng tỉnh lân cận đến nhà giam của thành phố Đà Nẵng, không ngờ khi trao đổi tội phạm sang xe cảnh sát thì người đó lại bỏ trốn và lao thẳng vào tòa nhà. Cảnh sát đứng bên ngoài hét to để tất cả mọi người mau chạy ra ngoài, tòa cao ốc này đã được bao vây, khuyên tội phạm đó mau ra đây đầu hàng. Cảnh sát không nói người đó đã phạm tội gì để tất cả người dân không bị hoảng sợ. Có người muốn chạy ra khỏi cửa hàng trang sức nhưng lại bị kẻ giết người đứa bé chặn lại. Tên đó uy hiếp nhân viên cửa hàng kéo cửa thủy tinh xuống để, tất cả mọi người không chạy ra ngoài, nếu không sẽ giết chết cô bé đó. Nhân viên cửa hàng lo lắng đến mạng sống của đứa nhỏ nên ra ngoài đóng cửa, không ngờ lại có một người phụ nữ đứng tuổi ngăn cản, nói, không được đóng cửa rồi tất cả chúng ta đều sẽ tiêu tùng. Cô vì một đứa trẻ mà hy sinh tất cả chúng tôi ư. Cửa thủy tinh của cửa hàng trang sức có khả năng chống đạn nhất định. Một khi cửa thủy tinh được kéo xuống thì tất cả bọn họ sẽ trở thành con mồi bị nuôi nhốt trong chuồng thú dữ. Hứa Minh Tâm nghe thế thì tim chợt lạnh. Cô biết người phụ nữ đó nói đúng, mạng của đứa bé đó là mạng của mọi người cũng là mạng, không thể vì một đứa nhỏ mà đặt tất cả mọi người vào tình huống nguy hiểm. Thế nhưng trong tình huống căng thẳng này thì không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thôi mà còn phải quan tâm đến người khác. Cửa hàng nhanh chóng được chia thành hai nhóm. Một nửa người ầm ĩ không muốn đóng cửa và số còn lại thì muốn đóng lại. Khi bọn họ đang tranh cãi thì một tiếng súng vang lên đánh vỡ sự bình tĩnh. Mẹ ơi, cô bé đó nói lời cuối cùng trong đời mình. Sau đó ngã xuống nằm trong vũng máu. Con ơi,
người mẹ mất con lập tức lao lên, kẻ ác độc kia vẫn chưa dừng lại, tên đó kéo một người phụ nữ đang mang thai định bỏ chạy, cô ấy đã mang thai 9 tháng rồi, đi đứng cũng cực kỳ khó khăn. Mọi người không thể nói nổi một lời nào, bầu không khí chết chóc cứ quanh quẩn. Người mẹ đó khóc đến khàn cả giọng, cầu xin kẻ đó giết cả mình. Kẻ độc ác đó vẫn hờ hững, khẩu súng chĩa vào bụng của người phụ nữ mang thai, nếu như gã nổ súng thì một xác hai mạng. Chồng ơi, cứu em. Người phụ nữ có thai đó sợ tới mức cả người run run, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn chồng mình. Người chồng của cô ấy muốn đứng dậy nhưng lại bị kẻ giết người quát bảo dừng lại. Mày ngồi xuống đó cho tao, nếu không vợ mày cũng sẽ mất mạng như nó. Đóng cái cửa lại cho bố mày, súng vẫn còn 7 viên đạn nữa, ở đây có mười mấy người, thong thả chơi cũng được đấy. Bấy giờ thì chẳng còn một người nào ầm ĩ nói không được đóng cửa, nhân viên cửa hàng run rẩy đi đóng cửa. Cuối cùng cảnh sát bao vây cửa hàng trang sức, tất cả những người bên ngoài đều là binh lính được trang bị vũ trang. Thế nhưng người đứng bên trong lại không hề có cảm giác an toàn khi nhìn thấy bọn họ. Cố Yên bảo vệ Hứa Minh Tâm sau người, nói, rõ ràng tên này là một tội phạm giết người, chấm dứt một mạng người mà chẳng hề nao núng do dự, hắn mất hết tình người rồi, chỉ chọn trẻ em và phụ nữ để ra tay thôi. Tôi có thể đánh đấm được một chút nên cậu cứ trốn đằng sau mọi người, ôm đầu. Nhìn thấy cây cột kia không? Cậu nghĩ cách chạy ra đó trốn vào, bên đó có vẻ an toàn hơn. Cậu định xông lên ư? Tuy tôi chỉ là bác sĩ nhưng mà tôi có quân hàm, cũng nên vì dân phục vụ. Tôi đánh đấm cũng khá được, có lẽ tên đó nhắm bắn không được chuẩn lắm đâu nên chỉ có thể nổ súng gần thôi, tôi có thể cố gắng bảo vệ bản thân mình thật tốt. Cố Yên gặp tình huống nguy hiểm vẫn không hoảng loạn mà ngược lại còn bình tĩnh phân tích. Cô ấy quan sát hết cách sắp xếp của cửa hàng rồi nghĩ xem lát nữa mình nên tránh né hỏng súng thế nào. Tuy là cửa hàng này khá lớn nhưng cũng có rất nhiều người, bản thân cô có thể thoát được nên có lẽ người gặp nạn sẽ là người xung quanh. Nhất định phải kết thúc càng nhanh càng tốt. Thấy hai bên vẫn đứng giằng co với nhau chẳng làm được gì, Cố Yên vỗ vỗ vai Hứa Minh Tâm để cô chuẩn bị hành động. Hứa Minh Tâm không thể ngăn cản cô ấy, cô biết giờ phút này mình chính là một con gà bệnh yếu ớt. Này, Cố Yên giơ hai tay lên, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Kẻ hành hung nhìn về phía này, nhíu mày lại nói, mày đứng lên làm quái gì thế, mày không sợ chết hả? Sợ chứ, cũng vì sợ nên mới đứng dậy để đàm phán với ông. Đàm phán? Ông muốn sống đúng không? Bây giờ ông chỉ có thể bảo đảm được sự an toàn nhất thời nhưng cuối cùng ông cũng không thể nào trốn thoát được. Ông không dám khống chế người đàn ông nào vì sức mạnh của đàn ông sẽ mạnh mẽ hơn phụ nữ rất nhiều. Ông sợ mình sẽ thất thủ nên mới nhắm đến các đối tượng yếu ớt như trẻ con và phụ nữ có thai. Đúng là như thế rất an toàn, nhưng ông không thể dẫn cô ta đi dễ dàng vì sự di chuyển rất khó khăn, nói không chừng còn vướng tay vướng chân ông. Ông nhìn tôi xem có thể bắt tôi làm con tin được không? Tôi gầy ốm thế này nên không có bao nhiêu sức. Hơn nữa chắc chắn ông sẽ cảm thấy thích thú với thân phận của tôi. Tôi là cô tư của nhà họ Cố. Ông bắt tôi làm con tin, sau đó rời khỏi đây thì không ai dám nổ súng cả. Thế nào? Cô tư của nhà họ Cố. Kẻ giết người nghe thế thì lại nhíu mày thật chặt, đang suy nghĩ xem cách này có thể làm được không. Gã ta cúi đầu suy nghĩ, Cố Yên đang về phía trước và ngoái đầu lại nhìn Hứa Minh Tâm. Cô đã lùi ra đằng sau đám người và cố gắng trốn ra sau cây cột. Cô ấy hấp dẫn sự chú ý của kẻ giết người để cho Hứa Minh Tâm một khoảng thời gian đủ để trốn kỹ. Đúng lúc này, kẻ giết người đột nhiên ngẩng đầu lên cười lạnh nói, tao nhớ ra rồi, mày là quân y. Nhiều năm hoạt động cùng với quân đội ở vùng biên giới. Mày nói mày nhỏ con gầy ốm, sức không có bao nhiêu á. Mày nghĩ tao có tin mày không? Chắc là lát nữa mày giết tao luôn ấy chứ. Cố Yên nghe vậy thì nhíu mày lại thật chặt, cứ tưởng tên này chỉ là kẻ quê mùa đầu óc không có bao nhiêu, không ngờ gã lại biết khá nhiều chuyện của Đà Nẵng. Mẹ nó, khó chơi quá nhỉ, chẳng lẽ phải chơi cứng đối cứng với gã ư? Cố Yên thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh không chút cảm xúc cười cười, kiến thức của ông cũng khá là rộng đấy nhỉ. Chuyện cưới hỏi của mày với nhà họ Bạch đã được lan truyền ra khắp cái Đà Nẵng này rồi, hai dòng họ lớn mạnh kết hợp lại với nhau. Có trách thì phải trách chúng mày huênh hoang quá, nếu không chắc tao cũng đã tin rồi đấy. Nhưng lời tôi nói vẫn là sự thật, thân phận của tôi vẫn thế, chỉ có khống chế tôi thì mới có thể bảo đảm cho ông ra ngoài bình yên vô sự, nhà họ Cố và cảnh sát sẽ không dám hành động. Thế ư, mày là nhân viên của cửa hàng này ư,
nó đến đây một mình hay đến đây cùng với ai nữa? Kẻ giết người hỏi nhân viên cửa hàng, Cố Yên nghe thế thì tim chợt hẫng một nhịp. Nhân viên cửa hàng e sợ kẻ giết người, chỉ khai Hứa Minh Tâm ra. Hứa Minh Tâm đã sắp nấp được sau cây cột nhưng không ngờ một ánh mắt độc án nhìn về phía mình khiến cô sợ đến mức không dám cử động. Khi kẻ giết người nhìn thấy Hứa Minh Tâm thì lập tức nở nụ cười, thì ra cô Tư nhà họ Cố và con gái nuôi của nhà họ Ngôn là bạn với nhau à. Bắt mày đi thì sẽ có rủi ro nhất định nhưng chắc chắn bắt một con bé còn chưa dứt sữa thì an toàn rồi. Ông! Sắc mặt Cố Yên lập tức trở nên tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh và không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mày lại đây thay cho con nhỏ mang thai này, nếu không tao sẽ giết nó. Không, đừng làm thế. Người phụ nữ có thai thét chói tai, bấy giờ máu tươi đã dần chảy xuống và thấm ướt quần cô ấy. Cố Yên trông thấy cảnh tượng đó thì nhíu mày lại thật chặt. Không ổn rồi, người phụ nữ mang thai đó chảy máu nhiều quá. Nó có cả nước pha lẫn trong máu, có thể thấy là vỡ nước ối, sắp sinh rồi. Hứa Minh Tâm cũng nhìn thấy cảnh này. Tim chợt hẫng đi một nhịp, hoàn toàn không dám do dự. Cô ấy là hai sinh mệnh còn cô chỉ có một mà thôi, ai nặng ai nhẹ thì chỉ cần nhìn cái là biết. Tôi sẵn sàng làm con tin, ông thả người phụ nữ mang thai đó ra. Hứa Minh Tâm vội vàng lao ra từ trong đám người. Cô đi tới trước mặt kẻ giết người nọ, kẻ giết người giơ tay kéo cô về phía mình và đẩy người phụ nữ mang thai kia ra ngoài. Cố Yên nhanh tay lẹ mắt vội vàng giữ lấy người phụ nữ đó để cô ấy không bị ngã xuống đất. Cô cầm lấy chiếc túi dính đầy máu của đứa bé đệm dưới người cô ấy, đỡ bụng lên, mở hai chân cô ấy ra. Mày đang làm cái quái gì thế? Cố Yên là bác sĩ nên hoàn toàn không dành bận tâm đến những lời kẻ giết người nói. Nếu như không cấp cứu cho người phụ nữ mang thai này ngay lập tức thì e là sẽ có một xác hai mạng thật. Cố Yên không để ý đến kẻ giết người khiến gã ta tức giận. Đang định nổ súng thì lại bị Hứa Minh Tâm giữ lại thật chặt. Ông bỏ trốn đi để sống, ông cứ đứng dây dưa kéo dài thời gian mãi cũng chẳng được gì. Tôi theo ông ra ngoài, tôi giúp ông gọi một chiếc xe, có thể trốn được càng xa càng tốt. Một người phụ nữ mang thai thôi, không cần thiết, cô vội vàng nói. Trong tay kẻ giết người này không biết là bao nhiêu mạng người, sợ nhất là gã ta đột nhiên nổi máu điên lên rồi lại giết người như ngoé. Quả nhiên. Kẻ giết người không để ý tới cô, vẫn muốn nổ súng. Ông cần gì phải lãng phí đạn như thế? Bấy giờ Cố Yên mới có thời gian để đáp lời, cô ấy cũng chẳng ngẩng đầu lên và cũng không thèm liếc mắt nhìn gã ta lấy một lần. Ông cũng đã nói là ông chỉ còn có 7 viên, càng nhiều đạn thì mạng ông lại càng được bảo đảm, ông lãng phí đạn của mình ở đây thì chi bằng giữ nó lại để bảo vệ mạng sống cho mình. Những lời đó đã nói trúng tim đen của kẻ giết người, cô ấy nói rất đúng. Súng đạn có hạn, lãng phí thế này thì không đáng giá tí nào. Gã ra vơ vét một ít trang sức trong quầy, nhét vào trong ngực rồi kéo theo Hứa Minh Tâm đi ra ngoài. Hứa Minh Tâm giơ cao hai tay, nói. Tôi là Hứa Minh Tâm, mong mọi người đừng nổ súng. Cảnh sát cũng nhận ra cô nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôi muốn có một chiếc xe, kẻ giết người hung ác nói. Cảnh sát chỉ có thể làm theo. Chẳng mấy chốc kẻ giết người đã đưa Hứa Minh Tâm lên xe và lái đi rất nhanh. Cố Yên gọi điện thoại cho Cố Gia Huy, bảo anh mau đi cứu Hứa Minh Tâm. Cố Gia Huy đã nhìn thấy tin tức và kéo Khương Tuấn đi. Xe cảnh sát bám theo suốt cả đoạn đường nhưng lại không dám theo qua sát để đề phòng kẻ giết người phát hiện. Bọn họ chỉ có thể dùng máy ghi hình được lắp dọc trên đường cao tốc để định vị được vị trí của chiếc xe. Tim Hứa Minh Tâm cứ đập nhanh như đứt phanh. Cô còn sợ hãi và căng thẳng hơn lần trước gấp trăm ngàn lần vì suy cho cùng thì lần trước cũng không có súng. Cô ngồi bên tay lái phụ mà lạnh run cả người. Kẻ giết người dùng một tay điều khiển tay lái và tay kia thì cầm súng, quan sát kính chiếu hậu để xác nhận không có xe cảnh sát bám theo mới thở phào nhẹ nhõm. Kẻ giết người đưa cho cô một cái điện thoại di động, nói, gọi điện thoại cho người thân của mày để đưa tiền cho tao. Ông lại còn đòi tiền nữa ô. Tất nhiên rồi. Khi tao trốn đến Phú Quốc rồi sẽ có thuyền tới đón tao đi. Tao phải có đủ tiền thì mới sống thoải mái không lo cơm áo gạo tiền được. Mày là con gái của nhà họ Hứa và nhà họ Ngôn cơ mà. Tiếng tăm lừng lẫy, bố ruột mày và bố nuôi mày sẽ bỏ tiền ra thôi. Người nào nhiều tiền hơn thì mày gọi cho người đó, nhanh cái tay lên cho tao. Vậy ông muốn có bao nhiêu tiền? Hứa Minh Tâm thật cẩn thận hỏi. 30 tỷ, nếu không tao sẽ giết con tin.
Hứa Minh Tâm cứ tưởng đây chỉ là một tội phạm độc lập, không ngờ gã ta lại có cả nhóm, có người đang ở Phú Quốc để đón gã ta. Phú Quốc nắm ngoài biển, hơn nữa tình hình vùng biển đó cực kỳ phức tạp, có thể nhận ra điều đó từ khu rừng ngập mặn. Khu vực vùng biển cạn cực kỳ đáng sợ, rừng ngập mặn đó chỉ có những ngư dân địa phương mới có thể nắm rõ nó trong lòng bàn tay. Xem ra người tới đón gã ta là một người cực kỳ quen thuộc nơi đó, nếu như bọn họ lợi dụng địa hình ở đó để trốn đi thì chắc chắn là không thể đuổi theo được. Hứa Minh Tâm cầm chặt điện thoại, đang định gọi điện thoại thì không ngờ chiếc điện thoại đó lại reo lên, có người gọi đến. Kẻ giết người mắt nhìn dãy số rồi lập tức nghe máy. Đại ca, em sắp trồn ra tới rồi, em còn mang theo một con hàng, bây giờ chúng ta sắp giàu to rồi. Mày dẫn theo ai? Chính là con bé sinh viên gây xôn xao dư luận thời gian trước ấy, con nhỏ được nhà họ Môn nhận làm con gái nuôi ấy. Em tính đòi chúng nó 30 tỷ, đại ca cảm thấy thế nào? 30 tỷ cũng khá to, cứ đòi từng đó đi, đừng lấy tiền mặt. Em hiểu, đại ca cứ chờ em là được, em sẽ ra đó nhanh thôi. Được, tao chờ mày ở vùng biển gần đảo, mày nhanh cài chân lên. Mai biển động có sóng lớn, đó là thời cơ tốt nhất để bỏ trốn nên mày coi sao đó rồi làm đi. Được thưa đại ca, đầu dây bên kia hài lòng cúp điện thoại, sau đó gã ta ném điện thoại di động cho cô, mau gọi điện thoại đi. Hứa Minh Tâm không thể nhớ nổi số điện thoại của Môn Dương, cô chỉ nhớ mỗi số của Cố Gia Huy. Cô đành phải gọi điện thoại cho Cố Gia Huy. À, bố nuôi à, Hứa Minh Tâm nói lắp bắp. Minh Tâm, không cần phải sợ. Con không sợ, gã ta chỉ cần tiền thôi chứ không giết con. Hứa Minh Tâm nhanh chóng nói, người đó muốn đòi 30 tỷ đồng và muốn bố mang ra vùng biển đảo Phú Quốc, đại ca. Đưa tiền tới vùng biển đảo Phú Quốc đúng không? Hứa Minh Tâm thật cẩn thận hỏi. Đúng thế, mang ra vùng biển đảo Phú Quốc rồi tạo sẽ cho nó biết phải làm thế nào tiếp theo. Mai đại ca phải đi rồi, nếu bố không mang theo tiền đến thì con sẽ chết. Bố nuôi, bố nhất định phải cứu con. Kẻ giết người nghe cô nói thế, thì cứ có cảm giác là lạ, nhưng cũng không tìm ra được một lỗi sai nào. Dường như cô chẳng nói sai điều gì cả. Cố Gia Huy nghe nói thế thì nhíu mày lại thật chặt. Ngày mai đi, vùng biển đảo. Anh đã biết rồi, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu. Thế con cúp máy trước nhé, bố phải nhanh lên. Con không muốn chết. Cô rất muốn được mừng năm mới. Hứa Minh Tâm lo lắng đề phòng, cô cảm thấy kẻ giết người có thừa độc ác tàn nhẫn nhưng có vẻ như não không đủ dùng. Bọn họ lái xe suốt đêm, Hứa Minh Tâm cũng không dám ngủ, kẻ giết người lại càng không dám ngủ. 9 giờ sáng hôm sau thì bọn họ ra đến bờ biển. Bọn họ bước lên một chiếc thuyền đánh cá đơn sơ và bên trong có đủ thứ loại người. Chẳng lẽ đây là hang ổ của bọn giết người? Đây là con nhóc mày nói đầy hả? Người cầm đầu nói. Đúng, là nói đấy, có nó ở đây thì chúng ta không lo chàng lấy được tiền. Đại ca, con nhóc này trông xinh thật, hay là anh để em? Một gã đàn ông nhỏ con, mặt như mặt khỉ và ánh mắt chất chứa ham muốn ngả ngớn và tham lam như thể 10 kiếp rồi không được nhìn thấy phụ nữ. Gã ta kiềm lòng không đặng đi tới sờ vào mặt Hứa Minh Tâm, cô muốn tránh đi nhưng lại bị gã ta nắm tóc. Cô đau đó cả hốc mắt. Trông thể trốn được bàn tay heo của. Gã ta sờ sờ rồi lại xúc động nó, mẹ nó da đẹp thật đấy, mềm mại non nớt, mịn như phần em bé vậy, đại ca cho em. Lấy tiền đã rồi tính sau, suy cho cùng chúng ta cũng quen thuộc địa hình của vùng biển này, đến lúc đó cầm tiền rồi dẫn nó theo. Xong xuôi rồi thì mày muốn chơi thế nào cứ chơi thế đó. Các anh em chạy trốn cả chặng đường dài để đến tận đây rồi, đầu trâu là đứa vất vả nhất, để che giấu chúng ta. Suýt chút nữa cậu ấy đã phải quay vào tù. Đầu trâu sẽ là người đầu tiên. Đại ca, nhưng mà em. Gã đàn ông nhỏ con đó hơi khó chịu nhưng một ánh mắt của đại ca đó đã dẹp yên tất cả mọi thứ. Đầu trâu cực kỳ cảm kích nhốt Hứa Minh Tâm trong một chiếc tuyến khác. Hứa Minh Tâm nghe được lời bọn họ nói thì sợ tới mức cả người run run. Đầu trâu bận rộn bỏ trốn cả một đoạn đường dài nên chưa kịp ngắm nhìn mặt mũi Hứa Minh Tâm. Bây giờ cẩn thận nhìn kỹ lại thì phát hiện cô cực kỳ xinh đẹp. Mắt to như trứng ngông ngập nước nhìn gã ta cùng với vẻ sợ hãi. Ánh mắt sợ hãi của cô khiến gã ta cảm thấy sung sướng. Chậc chậc chậc, có vẻ tao cũng khá là may mắn không ngờ lại nhặt được một bảo bối thế này. Gã ta sờ vào mặt Hứa Minh Tâm, cô sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Đại ca nói bây giờ chưa đụng vào mày được nên tao nhịn trước,
chờ tiền tới tay rồi quay về thuyền tao sẽ chống mắt lên coi mày còn làm được gì. Đầu châu đắc ý nói. Hứa Minh Tâm lặng lẽ cầu nguyện, chỉ mong rằng Cố Gia Huy có thể cứu mình ra. Nếu không, cô thả chết cũng không muốn bị những người này vây bẩn. Thời gian hẹn là 11 giờ, bấy giờ thì mặt biển đã bắt đầu có sự thay đổi. Mây mù xám xịt, sóng to nổi lên. Có lẽ ông trời cũng biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nên bầu không khí cực kỳ nặng nề. Điện thoại đầu châu reo lên, là Cố Gia Huy gọi tới. Tiền đã được mang tới rồi, Hứa Minh Tâm đâu? Mày chính là Ngôn Dương ư? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là trong tay của tôi có 30 tỷ các người muốn. Nó đã được đố thành tiền đô và nằm ngay trong tay tô, một tay giao tiền một tay giao người. Bây giờ mày không có tư cách đưa ra điều kiện với tao. Mày ngoan ngoãn đặt tiền trong thùng rác ở ngã tư đầu tiên, tao ra đó kiểm tra tiền rồi sẽ trả người lại cho mày. Được thôi, tôi mang theo tổng cộng 150 tỷ, tôi sẽ để 30 tỷ đó cho ông kiểm tra thật giả, còn 120 tỷ còn lại thì tôi sẽ đưa sau khi nhìn thấy Hứa Minh Tâm. Đầu châu nghe anh nói như thế thì nhíu mày lại thật chặt, gã ta chỉ cần 30 tỷ thôi nhưng không ngờ anh lại có pha hành động kiểu mang theo cả 150 tỷ tới. Nghe giọng thì có vẻ anh sẽ không chịu từ bỏ ý định khi chưa nhìn thấy người. Gã ta đành phải truyền điện thoại cho đại ca mình. Mày cho bọn tao 150 tỷ. Đúng vậy, đưa các người 150 tỷ. Bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm tới, tất cả đã bị tôi chặn lại. Bây giờ tôi chỉ dẫn theo đúng một người là thư ký. Tôi biết các người là ai, xuất thân từ xã hội đen và có biệt danh là V kép. Ngày xưa cũng là một nhân vật làm mưa làm gió nhưng trong bang phải xuất hiện nội gián nên khiến các người bị tóm vào tù. Bây giờ trong tay ông không có tiền cũng chẳng có người, những tên đi theo ông hôm nay cũng là những người trung thành hết lòng với ông nên mất đi người nào ông cũng không nỡ. Các người nằm rõ địa hình vùng biển này, tôi cũng thể. Các người muốn lên thuyền buôn lậu để bỏ trốn thì bây giờ là cơ hội tốt nhất. Tôi có thể ngăn cảnh sát lại, cũng có thể ém nhẹm những việc các người từng làm. Tôi tha cho các người đi nhưng tốt nhất các người đừng đụng vào người phụ nữ của tôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Người phụ nữ của mày ư? Rốt cuộc mày là ai? Sắc mặt đại ca nhanh chóng trở nên nặng nề, nghe giọng anh có thể nhận ra anh là một người khó chơi. Ba chữ ngắn ngủn khiến tâm trạng đại ca trở nên nặng nề. Tại sao lại là quả xương khó nhai này thế? Ôm chùm tài phiệt, thủ đoạn đáng gờm, một năm trước xuất hiện và thể hiện tài năng xuất chúng của mình ở Đà Nẵng. Trong vòng một năm đã đứng sánh vai với tập đoàn lớn. Cố Gia Huy là đứa con thứ ba nhà họ Cổ, trong tay là muôn vàn mối quan hệ cũng như thế lực. Hứa Minh Tâm lại là người đàn bà của anh. Mày nói tao thả người thì tao phải thả người chắc. Chắc ông cũng biết chợ đêm nhỉ. Chỉ cần trả đủ tiền thì người ở chợ đêm sẽ làm việc hết sức mình. Ông là người trong thế giới đó nên chắc cũng biết nguyên tắc làm việc, cảm giác bị người ta ám sát cũng không dễ chịu gì. Dù là ngoài sáng hay trong bóng tối thì tôi cũng có thể khiến ông chết không có chỗ chôn. Đại ca nghe thế lập tức nhíu mày lại thật chặt, gã ta nhìn Hứa Minh Tâm thật lâu, con đàn bà này đúng là một quả bom chết người. Nhưng có thể giúp cho đầu châu an toàn trở về và lấy được 150 tỷ thì cũng không đến nỗi nào lỗ. Được thôi, tạo đồng ý với mày, một tay giao tiền một tay giao người. Tôi chờ ông. 10 phút sau, đại ca dẫn Hứa Minh Tâm đi tới. Dù những người còn lại không cam lòng nhưng ngẫm lại thấy tiền cũng nhiều nên tất cả đều ngoan ngoãn câm miệng. Khi Hứa Minh Tâm nhìn thấy Cố Gia Huy thì hai mắt sáng lên. Đầu châu buông lỏng tay, Hứa Minh Tâm chạy nhanh về phía anh. Cố Gia Huy thấy cô vẫn bình yên không xảy ra chuyện gì mới yên tâm. Anh siết chặt tay cô nói, xin lỗi em, anh tới muộn rồi. Em biết anh sẽ tới cứu em về mà. Ngoan, chờ anh xử lý xong chuyện này rồi chúng ta trở về. Anh giao cô cho Khương Tuấn, sau đó mở cặp tiền ra cho bên kia kiểm tra xem tất cả có phải là tiền thật không. Bên kia cầm tiền lên, nói, hôm nay lỡ xảy ra chuyện làm mích lòng cậu, mong là sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau. Không còn nữa đâu, Gia Huy thản nhiên nói. Đại ca nghe anh nói thế thì cứ cảm giác có gì đó sai sai, nghe nó cứ thế nào ấy. Nhưng gã ta không suy nghĩ quá nhiều. Kiểm tra tiền không có vấn đề gì. Trong cặp tiền cũng không giấu mấy thứ như máy theo dõi hay bom mìn, nghĩ chắc Cố Gia Huy cũng chẳng làm được. Tiền và hàng đã được trao xong, bên kia vội vàng lên thuyền để tranh thủ biển nổi sóng để bỏ trốn. Gia Huy lên xe, Hứa Minh Tâm lập tức nói, Cố Gia Huy, tại sao anh lại ngu ngốc như hả, bọn họ chỉ đòi anh có 30 tỷ thôi,
anh có thêm vào thì tăng gấp đôi thành 60 tỷ cũng được vậy, sao anh há miệng ra ném cả 150 tỷ đi thế này? Anh nhiều tiền quá không có chỗ tiêu nên tài trợ cho đám tội phạm đó ư? Chỉ cần em bình an thì táng ra bại sản cũng không sao cả, và lại đây chỉ là 150 tỷ thôi, em là báu vật vô giá, quý báu hơn 150 tỷ đó nhiều. Em nào đó đáng giá tận 150 tỷ, bán em với giá thị trường thịt heo cũng chẳng được bao nhiêu tiền đâu mà. Giá thị trường của thịt heo á, thế có rẻ quá không? Thể thi thịt bò cũng được, nửa ký thịt bò khoảng gần 100 ngàn. Em khoảng 45 lý, có thể bán được bao nhiêu tiền? Thế mà anh lại dùng 150 tỷ để chuộc. Thôi mẹ chi, đừng đau lòng nữa, anh sẽ không dâng tiền và cũng chẳng thả người đi đâu, thế được chưa? Anh nói thể là sao? Hứa Minh Tâm hơi khó hiểu, Cố Thành. Trung chỉ cười không nói, anh ra đấu cho Khương Tuấn. Hứa Minh Tâm thấy hai người cứ chớp mắt nháy mắt với nhau như thể đang có gian tình gì ấy. Nhưng Cố Gia Huy không chịu nói cho cô biết, anh nói cô còn quá nhỏ, không nên biết chuyện này. Dù sao thì chuyện này cũng khá là máu me. Trên thực tế thì bên trong cặp tiền đó có một lớp màng kép và trong đó chính là máy định vị. Cặp tiền cũng được chế tạo bằng kim loại hiếm, sau khi đóng lại thì sẽ rất khó phá ra và cũng không bị thấm nước. Cố Gia Huy ngăn cản cảnh sát để Lệ Nghiêm kéo dài thời gian, còn anh thì đã sắp xếp sản máy bay trực thăng. Tuy là trên biển đang có mây mù nên hơi khó bay nhưng dựa vào tín hiệu thu được từ cặp tiền thì sẽ dễ dàng bay tới chỗ bọn họ. Anh đã bày ra sẵn thiên la địa võng để bọn họ mãi mãi chìm sâu dưới lòng biển. Chờ đến khi mặt biển gió êm sóng lặng thì lại cử người xuống biển vớt lên, cả người cả của đều được lấy, ai dám đụng đến Hứa Minh Tâm thì đây chính là hậu quả. Hứa Minh Tâm về tới đồn cảnh sát để lấy lời khai, Cố Gia Huy luôn ở đó sắm vai người dân lương thiện. Cuối cùng đồn cảnh sát lại còn tặng cho anh một lá cờ thưởng, trên đó có mấy chữ, hành động đẹp và một tâm hồn cao cả. Đẹp. Từ đó rất hay. Mấy ngày sau đó thì thời tiết bắt đầu tốt lên, có ngư dân rời bờ đi đánh cá thì phát hiện ra mảnh gỗ vụn của con thuyền và mấy mảnh xương cốt. Cảnh sát phản án là con thuyền va phải đá ngầm, không có một tội phạm nào may mắn trốn thoát. Tổng cộng 11 người đều chìm sâu xuống lòng biển, xác cũng đã bị cá ăn hết rồi. Khi Hứa Minh Tâm nhìn thấy tin tức này ở trên mạng thì cảm thấy hơi thốn thức. Trên thế giới này vẫn có nguyên nhân quả tuần hoàn, đây là báo ứng. Nghĩ tới đứa bé gái kẻ đi đã nổ súng bắn chết thì tim cô lại nhói lên. Người phụ nữ mang thai thì nhờ có Cố Yên cứu giúp nên an toàn vượt cạn, đứa bé được sanh non. Mặc dù hơi yếu ớt nhưng vẫn còn sống, đó là điều may mắn nhất rồi. Hứa Minh Tâm nhìn đứa bé kia, gia đình họ cảm kích ơn cứu mạng của Cố Yên nên cũng đặt cho bé cái tên có chữ Ngọc. Hứa Minh Tâm cũng được lên tin tức vì chuyện lần này, cô và Cố Yên trở thành anh hùng. Cố Yên gặp nguy hiểm không hoảng loạn, cứu giúp phụ nữ mang thai. Hứa Minh Tâm thì san sàng mạo hiểm đấu trí đấu dũng với kẻ giết người. Hứa Minh Tâm cũng thường xuyên nhìn thấy tin tức về mình trên mạng nhưng tất cả đều là những tin phản đối. Bây giờ cô có cảm giác như mình được tẩy trắng vậy, cảm giác làm anh hùng thật sự quá tốt. Chuyện này đáng sợ nhưng cũng không gây ra nguy hiểm gì, đến đây thì nó cũng xem như hoàn toàn kết thúc. Mới đảo mắt đã đến đêm giao thừa. Sáng sớm Hứa Minh Tâm đã thức dậy, vội vàng đo dán câu đổi đỏ. Cô Gia Huy chưa từng trải qua những việc này nên anh nghe lời Hứa Minh Tâm từ đầu đến cuối. Dám câu đối xuân, dán chữ phúc, sau đó treo đồ trang trí lên. May là đây không phải trung tâm thành phố mà là yêu biệt thự riêng biệt ở vùng ngoại thành nên có thể mở đèn pháo lên và không sợ người ta than ồn, cũng có chút vị năm mới. Dán câu đối xong, Cố Gia Huy đưa cô về nhà cũ để thắp nén nhang và ăn cơm tất niên. Hứa Minh Tâm đã cố tình để bụng lại, chỉ ăn no một phần. Tầm 4 giờ chiều họ về đến nhà thì Hứa Minh Tâm đã gọi tất cả mọi người đến, cùng nhau ngồi lại ăn bữa cơm, không cần biết là chủ cả hay người làm công, chỉ cần biết ai lớn ai nhỏ là được. Chủ An lớn tuổi nhất cho nên ông ấy ngồi ở ghế chủ nhà. Chủ An giật mình liên tục lắc đầu. Cậu chủ, chuyện này không đúng nguyên tắc. Chẳng sao cả đâu mà, trong nhà này Minh Tâm là người có quyền quyết định. Hơn nữa chủ đã chăm sóc tôi rất nhiều năm, giải quyết công việc trong nhà gọn gàng đầu ra đó. Năm nào chú cũng không về nước Anh, ở đây mừng năm mới với tôi nên chú ngồi đó là đúng rồi. Bây giờ Hứa Minh Tâm mới biết được chủ An cũng có vợ có con. Cô cứ tưởng rằng chú An là người cô đơn lẻ bóng. Nhưng ông ấy và vợ không hợp tính nhau,
hồi đó còn trẻ xúc động nhất thời nên mới lấy nhau, cuối cùng mỗi người một ngả, con giao cho mẹ nuôi vậy thôi. Tuy là tính tình không hợp nhau nhưng chú An lại thật lòng yêu vợ mình, chỉ là ông ấy nén xúc không đến giày bọn họ, năm nào cũng gửi tiền về cho bà bạn già. Chú An hơi cảm động, trước đây nơi này không hề giống một gia đình nào, chỉ là một ngôi nhà lạnh như mà thôi. Cố Gia Huy không phải là người nói nhiều, bình thường anh sẽ làm việc trên phòng đọc sách, cũng chẳng nói năng gì với người giúp việc trong nhà. Mấy ngày lễ Tết thế này ngôi nhà lại càng không có bầu không khí náo nhiệt nên có. Với Cố Gia Huy mà nói thì đây cũng chỉ là một trong 365 ngày bình thường mà thôi. Nhưng sau khi Hứa Minh Tâm đến đây thì anh bắt đầu thay đổi, ngôi nhà này cũng thay đổi theo. Trở nên náo nhiệt hơn, ấm áp và hòa thuận hơn. Trước đây người giúp việc nào cũng e dè cậu chủ nhưng bây giờ họ đều kính yêu bọn họ từ tận đáy lòng. Đúng đúng đúng, con làm chủ ngôi nhà này. Nam chủ ngoại nữ chủ nội mà, thế nên mọi người đừng nghe lời anh ấy, trong nhà này con là lớn nhất. Hứa Minh Tâm cũng cực kỳ vui vẻ, cô ở nhà họ thấp cổ bé họng, lễ mừng năm mới là chuyện của gia đình ba người họ, có chi có mặt để ăn một bữa cơm vậy thôi. Cô ăn cơm chậm còn khiến mẹ con Hứa An Kỳ mất hứng nên cô cực kỳ biết điều hiểu chuyện, ăn xong lập tức đứng dậy bỏ đi. Vậy nên mỗi lần năm mới Tết đến cô đều cảm thấy cực kỳ cô độc. Năm nay không cần phải quay về nhà họ Hứa mà có thể ở đây vui đùa cùng với tất cả mọi người thế này vui biết là bao nhiêu. Mọi người đều ngồi xuống hết rồi thì Hứa Minh Tâm mới bắt đầu rót rượu đỏ cho bọn họ. Chú An, chú là người lớn nên chú hãy uống đầu tiên được thôi, cảm ơn cô Minh Tâm đã cho tôi mặt mũi. Chú An chúc tất cả mọi người cái cũ đi đón niềm vui tới, một năm mới tấn lộc tấn tài, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Được à, mọi người cùng hoan hô thật to. Tiếng ly thủy tinh chén vào nhau leng keng vui tai. Thoạt đầu bọn họ còn hơi dè dặt nhưng được Hứa Minh Tâm kéo theo nên cũng bắt đầu thoải mái hắn. Mọi người cứ chúc nhau cái này chúc nhau cái kia, ăn uống linh đình. Hứa Minh Tâm cũng cầm ly rượu ngồi lưng, Cố Gia Huy đang ngồi đó chờ cô chạm ly với mình đấy. Mọi người ngồi xung quanh đều nhận được lời chúc nhưng cứ không chúc anh cơ. Hứa Minh Tâm hằng giọng, bung ly rượu lên, nói, chú ba cổ, năm cũ sắp trôi qua rồi, một năm mới lại sắp bắt đầu. Mong anh có thể bảo bọc bao dung em, chỉ dạy cho em nhiều hơn. Được thôi, anh nhất định sẽ làm một tấm gương tốt cho em, dạy em cả đời. Cố Gia Huy cong môi lên nói. Ly chạm vào nhau, Hứa Minh Tâm cũng thoải mái nở nụ cười. Sau khi cô uống xong thì Cố Gia Huy nói, anh vẫn chưa chúc em. Anh muốn chúc phúc em cái gì thế? Anh cũng không mong gì nhiều, chỉ mong em có thể vui vẻ, sống lâu trăm tuổi là tốt rồi. Hai chúng ta cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Không đúng, anh sống lâu trăm tuổi còn em cứ 90 tuổi là được rồi. Thế thì chúng ta có thể không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thế thì em sẽ sống ít hơn anh 10 năm, em không thấy thiệt thòi ư? Không thiệt thòi gì cả. Không có anh thì em có sống thêm 100 năm cũng chẳng vui vẻ gì. Hứa Minh Tâm, thật ra anh không tin vào thần thánh, anh tin rằng quyết định của con người có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Cái gì cũng phải cố gắng mới có được, anh không tin vào số mệnh. Thế nhưng lần trước khi em gặp chuyện không may thì anh bắt đầu tin tưởng. Anh bỗng nhiên tin vào số mệnh, chắc chắn em chính là người ông trời dành cho anh. Anh không biết là có kiếp sau không, nếu có thì anh vẫn muốn mình được sinh ra trước em, bảo vệ em. Được thôi, quyết định thể nhé. Hứa Minh Tâm không nhịn được nheo tay với anh. Sau khi ăn bữa cơm tất niên xong thì Hứa Minh Tâm bắt đầu châm pháo hoa, pháo chúc. Cô hơi sợ nên không dám, Cố Gia Huy bèn đi tới. Khi pháo nổ, cô sợ tới mức che kín lỗ tai lại. Thật là đẹp, năm nay cũng thú vị thật. Mọi người nói cười vui vẻ. Cố Gia Huy, anh xem kia, đẹp quá, em phải chụp lại mới được. Hứa Minh Tâm cầm lấy điện di động ghi lại khoảnh khắc này. Cố Gia Huy, chúng ta cũng chụp cùng nhau một tấm đi, anh không thường chụp hình chung với em. Được, Cố Gia Huy nghiêng người tới. Không ngờ khi Hứa Minh Tâm nhân chụp thì anh lại đột nhiên quay sang hôn lên má cô. Cảnh đó được ghi lại trong bức ảnh. Hứa Minh Tâm giật mình một lúc sau mới phản ứng lại. Anh chơi trò đánh lén em. Thế thì anh làm công khai một tí vậy. Cố Gia Huy nghe vậy thì nhanh chóng ôm lấy người cô khiến Hứa Minh Tâm không thể trốn được rồi cúi xuống hôn cô trước mặt tất cả mọi người. Mặt Hứa Minh Tâm đỏ lên, cũng nghe được tiếng cười của mọi người và cảm thấy cực kỳ ngượng.
Cô muốn đẩy anh ra nhưng sức của đàn ông lớn hơn phụ nữ nhiều nên không làm gì được, cảm thấy thật không tốt ý tứ. Cuối cùng, cô chỉ có thể mặc anh làm sang làm bậy. Sau nụ hôn sau đó thì hai má Hức Minh Tâm nóng bỏng. Anh tách mỗi mình ra, vẫn còn lưu luyến. Hứa Minh Tâm thở phì phì nhấc chân dẫm lên chân anh, Cố Gia Huy đau nhíu mày lại. Cho anh chừa cái tôi là chuyện xấu, rất nhiều người đang nhìn, ngượng chết đi được. Ha ha ha, cô Minh Tâm ngượng ngùng roi. Chúng tôi đâu phải là người ngoài, thanh niên trẻ yêu đương, chúng tôi hiểu mà. Mọi người lại còn nói đỡ cho anh ấy ư. Hứa Minh Tâm bất đắc dĩ nói. Tất nhiên rồi, thêm một lần nữa nào. Bọn họ nhào nhào lên, chủ An hơn 70 tuổi cũng tham gia vào câu chuyện này. Lần này không phải là anh muốn đâu mà là bọn họ yêu cầu đây nhé. Nếu em không cho anh hôn thì làm sao anh làm chủ cái nhà này được nữa. Chủ nhà là em mà. Ừ, của em, anh cũng là của em nốt. Được rồi, lần này em sẽ chủ động. Được thôi. Hứa Minh Tâm kiếng mũi chân hôn lên môi anh một cái và nói, được rồi, có qua có lại, xong nhé. Vào nhà thôi, em có chuẩn bị quà cho mọi người. Có cả quà nữa ư. Hứa Minh Tâm lấy ra một đống hộp quà chia cho mọi người nhưng Cố Gia Huy lại không có. Trong hộp là quần áo mới. Ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới nên phải đổi mới từ trên xuống dưới, nhất là quần áo mặc trên người. Cô chuẩn bị cho chú An áo dài khăn đóng. Trang phục truyền thống của nước nhà. Mọi người xem quà và ai cũng thích thú ra mặt. Tôi định ngày mai mới gửi cho mọi người nhưng sợ mai không kịp nên tối nay gửi trước. Mai mọi người đều phải mặc quần áo mới nha. Cảm ơn cô Minh Tâm. Không có gì, không có gì. Tất cả chúng ta đều là người một nhà. Buổi tối mọi người có muốn xem tiết mục cuối năm không? Tôi đi chuẩn bị đồ ăn vặt. Tôi đã mua rất nhiều hạt dưa. Chúng ta cùng nhau đón giao thừa nhé. Được, để tôi đi gói sủi cáo, sáng mùng một đầu năm phải ăn hình nén vàng. Buổi tối cũng có thể ăn khuya, chắc chắn đến tối tôi sẽ đói bung. Mọi người cùng nhau chui vào nhà bếp. Cố Gia Huy cong môi lên, nụ cười đó ngày càng nở rộ. Chú An nhận ra được anh đang cực kỳ vui vẻ. Căn nhà vô cùng náo nhiệt, có một đứa trẻ đáng yêu ai ai cũng thích. Nếu như lúc đầu... Cố Gia Huy để ý đến Hứa Minh Tâm chỉ là một sự xúc động nhất thời thì bây giờ nó đã được khắc cốt ghi tâm. Cô như pháo hoa vừa mới nở rộ trên bầu trời, mãi mãi nở rộ trong tim Cố Gia Huy. Cậu chủ đang rất vui vẻ đúng không? Tôi biểu hiện rõ ràng ra mặt như thế ư? Cố Gia Huy nhíu mày hỏi. Nụ cười trong mắt cậu chủ không thể giấu đi đâu được, ánh mắt cậu nhìn cô Minh Tâm chứa đầy sự yêu thương và cương chiều. Ban đầu tôi còn lo lắng không biết có gái thế nào mới hợp với cậu chủ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như, một cô chiêu nhà châm anh thế phiệt với sự đoan trang và nền nã hoặc là hòn ngọc quý của một gia đình bình thường. Cũng có thể là cô gái hoạt bát sáng sủa như cô Tư. Nhưng tôi không ngờ cậu lại chọn người như cô Minh Tâm. Cô ấy là kiểu người thế nào? Nói tôi nghe thử một chút đi. Cô Minh Tâm là người chân thật không hề có sự giả dối nào trong tâm hồn ấy. Cô ấy đối đãi với tất cả mọi người bằng sự chân thành. Cô ấy là một đứa trẻ hiền lành thánh thiện, cũng dốc lòng dốc sức quan tâm đến mọi người xung quanh. Cô ấy cũng cực kỳ hoạt bát, ríu rít như loài chim khách, nói nhiều cũng không khiến con người ta cảm thấy phiền lòng. Nhìn cô ấy cười rộ lên khiến mọi thứ như đang tỏa sáng, tất cả đều trở nên vui vẻ hơn. Một lão già như tôi cũng sắp trẻ ra cả chục tuổi, rồi rào sức sống. Cô Minh Tâm là một bảo bối có phép thuật đặc biệt khiến tất cả chúng tôi đều trở nên vui vẻ và hòa thuận với nhau hơn nhiều. Ai cũng thoải mái. Căn nhà này cũng giống một gia đình hơn. Cậu chủ, tâm trạng cậu chủ cũng thay đổi rất nhiều, không còn gay gắt và cầu kính như xưa nữa, hiền hòa hơn. Nghe chủ nói thế thì đúng là cô bé đó đáng gờm thật. Dường như ở bên cô ấy không tới mấy tháng nhưng tôi luôn là người thay đổi, tính tình cô ấy thì chẳng thấy đổi một chút gì. Cậu chủ đang ngày càng tốt lên. Chú không biết là tôi đã bị cô bé kia ăn sạch sành sanh không còn miếng xương nào rồi ư? Cố Gia Huy hỏi. Tôi thấy rõ ràng cậu chủ cam tâm tình nguyện cơ, chú An không được nên cũng đùa. Cố Gia Huy nghe vậy chỉ cười cười cứ không phản bác. Đúng là anh cam tâm tình nguyện. Vui vẻ chịu đựng, vào trong hỗ trợ thôi, cũng may là bếp nhà tôi đủ lớn, nghe Huy cười nói, sau đó đi vào phòng bếp. Rửa tay, chú An, giúp cháu khử trùng mấy đồng xu này, cháu muốn gói nó vào cào. Đồng xu đó để làm thế? Cố Gia Huy hơi khó hiểu.
Đó gọi là phần thưởng. Ăn sủi cảo có đồng xu bên trong tức là may mắn. Em bỏ nhiều vào để bảo đảm tất cả mọi người có thể ăn được, xem như gian lận một. Minh Tâm cười hì nói. Gia Huy chưa từng nghe về chuyện này, anh cảm thấy cô bé này có quá nhiều thứ mới lạ kỳ quái. Chẳng hạn như bao lì xì còn được gọi là lộc, ý của nó là tài lộc đến nhà, thuận lợi làm. Năm mới mọi người phải mặc quần áo mới thì mới may man. Rồi bây giờ lại là gói sủi cảo phải bỏ đồng xu vào với ý nghĩa là phần thưởng. Anh luôn có cảm giác tất cả mọi thứ thốt ra từ miệng cô đều khiến năm mới trở nên tràn đầy may mắn, tất cả đều là hạnh phúc. Hứa Minh Tâm gói sủi cảo cũng không tệ lắm, tốc độ rất nhanh, nếp gấp cũng trông khá là đẹp. Cô lén lút nói cho cố Gia Huy biết mấy cái có nhiều nếp gấp nhất chính là cái có đồng xu bên trong, lát nữa cô sẽ mốc cho anh nhiều hơn vài cái. Thế thì năm mới này anh sẽ có tài lộc đầy nhà. Cũng bảo anh cẩn thận trong lúc mốc ăn, đừng để căn gãy răng. Cố Gia Huy nhìn dáng vẻ bí mật không được bật mí của cô trông như đang nói về chuyện cấm kỵ gì ghê gớm làm vậy. Trên gương mặt nhỏ bằng bàn tay đó dính bột mì mà cô cũng không chú ý tới. Anh đưa tay lên xoa xoa, nói, không biết để ý cấp thận ti nào cả, trên mặt toàn bột mì là bột mì này, em sẽ biến thành con mèo hoa mất. Có bột mì ư, ở đâu thế nhỉ? Cô giơ tay lên sờ sờ rồi lại quên mất tay mình cũng đầy bột nên tất cả đều dính lên mặt. Càng lau càng dính nhiều, cố Gia Huy không nhịn được nở nụ cười, Hứa Minh Tâm, ngươi là heo hả? Anh dám chê cười em ư? Hứa Minh Tâm bĩu môi, sau đó không hề khách sáo giơ tay bôi lên mặt anh. Ha ha ha, Hứa Minh Tâm nhìn cố Gia Huy dính toàn bột mì trắng bóc trên mặt thì phá lên cười ha hả. Những người còn lại đứng đó nhìn thấy, muốn cười lại không dám cười, sợ cố Gia Huy tức giận. Cố Gia Huy cũng cực kỳ bất đắc dĩ, anh cảm thấy sự uy nghiêm của mình đã hóa thành mây gió bay đi mất rồi. Muốn cười thì cứ cười đi, đừng nghẹn quá chết mất. Anh vừa nói xong thì bọn họ bắt đầu cười lăn cười bò. Cố Gia Huy nhìn mấy người cười đến nỗi không thể đứng thẳng người thì cũng thấy thoải mái. Gia đình thế này quả là hạnh phúc và ấm áp. Cố Gia Huy sở trường cọ cọ bột mì, nhìn bên cạnh sạch sẽ Chu An, cho hãn sờ sờ. Cậu chủ, Chu An cũng tham gia vào để lấy không khí vui mừng đi. Cậu chủ, cậu nghịch thật đà ấy. Cùng chơi đi, thú vị lắm. Gỏi sủi cảo xong thì trên mặt mọi người toàn bột là bột. Hứa Minh Tâm đành phải trở về phòng để rửa mặt, cửa phòng vừa mới khép lại thì cố Gia Huy đã ôm chặt lấy cô, đè trên ván cửa. Hứa Minh Tâm hoảng sợ, giật mình hét lên nhưng chẳng mấy chốc đã bị cố Gia Huy chặn lại. Trong này chỉ có hai người bọn họ, cô cũng không cần phải ngượng ngùng quá. Cô chủ động kiêng mũi chân, ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Tuy cô có vẻ hơi ngày ngô, chẳng có tí kỹ xảo đáng nói nhưng vẫn làm cho cố Gia Huy muốn ngừng mà không được. Anh thở hổn hển căn nhẹ lên môi cô như đang trừng phạt cô bị đau nên nhíu mày lại thật chặt. Anh cản em làm cái gì? Vì sao bọn họ đều có quà mừng năm mới hết mà anh lại không có? Anh cũng cần quần áo mới hả? Tất cả quần áo trong tủ quần áo của anh đều là đồ mới hết cả, anh lại còn chẳng thèm ngó ngàng tới. Nếu em muốn thì anh sẽ ném hết đống quần áo này đi rồi lại đi tìm em đòi nha. Đừng đừng đừng, Hứa Minh Tâm lập tức nóng nảy, cái đó không phải là quần áo đâu, cô thấy nó là cái tủ tiền toàn tiền là tiền ấy đùa. Anh chẳng thấy xót thương tí nào, nói ném là ném thế à. Em biết anh không thiếu quần áo cho nên không chuẩn bị thứ đó cho anh. Thế tức là anh cũng có quà u. Tất nhiên rồi, năm mới thì tất nhiên phải có quà chứ. Nhưng mà anh không thiếu tiền, cũng không thiếu mấy thứ vật dụng cần thiết khác, em sợ món quà của em quá nhỏ bé nên không vừa mắt anh. Em mua cho anh một cây bút máy, không phải loại đắt tiên nhất. Em dùng tiền của mình để mua nó, em phải tích góp rất lâu. Em cũng không biết mình phải tặng anh cái gì thì vô tình đi ngang qua cửa hàng bán bút máy. Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong thì đồ đã bị cố Gia Huy lấy đi mất. Không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, anh rất thích món này. Cố Gia Huy mở hộp quà ra và cực kỳ hài lòng khi nhìn chiếc bút máy được mạ vàng nằm gọn gàng bên trong. Anh cũng được nhận quà. Hứa Minh Tâm thấy anh thích thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô còn lo lắng quà của mình quá bình thường nên không dám lấy ra đưa cho anh. Cô xòe tay ra, quà của em đã tặng cho anh rồi, thể quà của anh đâu? Anh không chuẩn bị, cố Gia Huy hơi ngượng ngùng nói, xét một cách nghiêm túc thì đây là lần đầu tiên anh mừng năm mới nên anh không biết mình phải chuẩn bị quà cáp gì cả. Xí,
em biết anh là người vô tâm mà. Năm nay là lần đầu xem như bỏ qua, nếu năm sau anh còn thế nữa thì em không khách sáo đâu nhé. Ngày mai anh sẽ cho em một bao lì xì thật to xem như bù lại hôm nay, được không? Thế mới đúng chứ, Hứa Minh Tâm gật đầu, không thèm nghe anh nói nữa, anh mau rửa mặt rồi ra ngoài đi, lát nữa vẫn còn hoạt động giải trí khác mà. Hứa Minh Tâm nghĩ đến những thứ mình mua được thì lại không nhịn được bật cười. Bọn họ rửa mặt xong ra ngoài thì thời gian còn rất sớm, mới bây giờ thôi, từ đây đến lúc chiếu tiết mục cuối năm vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Cô lấy mặt trược và bày tây ra. Bảy người, một bàn mặt trược, một bàn chơi đấu địa chủ, hoàn hảo. Người làm vườn và người giúp việc ngồi bên kia chơi đấu địa chủ, bốn người còn lại bắt đầu chơi mặt trược. Trước đó cô Gia Huy đã bảo chú An mua một cái bàn bốn góc, bây giờ cái bàn đã phát huy tác dụng thật sự của nó. Cô Gia Huy nhìn mấy thứ này thì khẽ nhíu mày khẽ nhíu mày. Cái này chơi như thế nào? Em hướng dẫn sơ cho anh nhé. Hai bài giống nhau như đúc này sẽ ghép thành một cặp, sau đó là 1, 2, 3, 3, 4, 5. Cứ như thể tính tới, xem như là một bộ bài. Hoặc là ba con bài giống nhau cũng được xem là một bộ bài. Em giải thích đơn giản thì anh có hiểu không? Đơn giản á? Đầu Cố Gia Huy đầy vạch đen, anh muốn nói mình chẳng hiểu mô tê gì cả. Chú An cười cười, nói, cậu chủ, để tôi giải thích chi? Trong này có bốn màu và bốn loại hoa văn chia ra gọi là vạn. Mao, đồng, phong, ngoài phong ra thì ba cái còn lại đều có từ 1 đến 9. Phong là bốn hướng đông nam tây bắc, hồng và tổ hợp phát tài đều có bốn quân. Gộp bài lại thành các tổ hợp AA, ABC, AAA là được. AA chỉ có một đôi, còn lại thì có thể đổi tùy loại. Nói thế cậu đã hiểu chưa? AA, ABC, AAA, tôi hiểu rồi. Hứa Minh Tâm nghe thế thì đầu cô cũng đầy vạch đen. Chẳng lẽ cô giải thích không dễ hiểu ư? Tại sao gan với mấy chữ cái đó thì anh có thể hiểu nhưng 1, 2, 3, 3, 4, 5 thì anh lại không hiểu vậy? Kỳ thị ra mặt luôn. Hứa Minh Tâm bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Thoạt đầu Cố Gia Huy vẫn chưa quen chơi, rồi cái gì mà thanh nhất sắc, thập tam yêu, đối đổi hồ đằng. Anh như người đang lọt vào trong màn sương mù, thế nhưng sau vào ba ván thì anh cũng đã tìm hiểu được một vài thứ. Anh cử tưởng là chủ An cũng tầm tâm cỡ minh, ông ấy ở nước ngoài suốt, chẳng hiểu gì về mấy thứ này nhưng không ngờ ông ấy lại chơi như diều gặp gió. Chú An, chú Am hiểu về mấy thứ này lắm ô. Già cả rồi nên nhàn rồi phán chán, khi ra ngoài mua đô tôi thường đi ngang qua một sòng bài, kìm lòng không đặng nên vào trong xem thứ một chút. Tôi cảm thấy nó thú vị hơn cả cờ vua, trước đó sáng nào tôi cũng khá rảnh rỗi nên hay đi chơi. Tôi lớn tuổi rồi nên cũng phải vận động đầu óc nhiều hơn một chút, nếu không sẽ trở thành người ù lì, lâu dần lại ngốc đi mất. Mấy bà lớn tuổi ngoài kia có thể đi nhảy múa để rèn luyện sức khỏe, tôi thì lại hơi ngường nên đành phái sang chỗ mấy ông đánh cờ, chơi mạt cược các kiểu. Tôi còn biết cả chơi đấu địa chủ cơ, chơi cũng được lém. Cố Gia Huy nghe thế thì trên trán đầy vạch đen, chú An, gần đây chú có vẻ hơi nhàn rồi nhỉ. Ấy, hình như ông ấy mới lỡ miệng cái gì rồi. Chú An ho khan hai tiếng, nói, đánh bài thôi. Vận may của Hứa Minh Tâm khá tốt, sau khoảng 6 ván thì thắng một lần và nhì hai lần. Thế nhưng sau đó thì cô không còn may mắn như vậy nữa, dường như Cố Gia Huy đã dùng hách, anh đánh 10 ván thì thắng tận 9 ván. Chú ba Cố, chú chơi ăn gian đúng không? Hứa Minh Tâm thua tan xác nên hơi buồn bực nói. Tại sao một người trước đó vẫn còn chẳng biết đến mặt trược là gì lại thắng được nhiều lần như thế trong một khoảng thời gian ngắn cơ cứ? Cái này rất đơn giản, chưa đến mức anh phải chơi gian lận đầu Cố Gia Huy thản nhiên nói. Hứa Minh Tâm cẩn thận nhìn chằm chằm hành động của Cố Gia Huy nhưng nhìn hơn 10 phút đồng hồ, đau cả mét rồi nhưng vẫn không phát hiện ra được hành vi kỳ quái đáng ngờ nào. Bây giờ chủ An lại nói, trí nhớ của cậu chủ cực kỳ tốt, cậu ấy có thể nhớ bài. Chủ An, tại sao chủ lại nói huých toẹt ra thế này? Cố Gia Huy hơi bất đắc dĩ, anh có thể cảm nhận được cái gì gọi là ăn cơm nhà vác tù và hàng sẻng rồi. Nhờ bài là sao? Cậu ấy nhớ hết tất cả các quân bài trên bàn, đặt xuống một quân bài thì cậu ấy lại nhớ quân bài khác, cậu ấy biết vị trí của tất cả các quân bài. Nói cách khác, cậu ấy biết cô có bài thế nào, cần bài gì nên cậu ấy thắng cũng chẳng có gì kỳ lạ. Ôi trời đất quỷ thần ơi, này chú ba nhà cổ, anh có còn là người không? Anh cũng dốc hết sức để thắng được tiền đây nhỉ, học thuộc lòng hết một đống quân bài như thế.
hết cách rồi, trí nhớ tốt quả. Cố Gia Huy không hề khiêm tốn tí nào nói. Hứa Minh Tâm lập tức á khẩu không trả lời được. Ôi mẹ ơi! Đây là cảm giác thượng đẳng của những người có chỉ số thông minh cao ư. Tức á! Cô còn định thắng chút tiền để ăn mừng năm mới, bây giờ thì hay rồi, thua thêm một mớ. Hứa Minh Tâm chu miệng lên, hơi mất hứng. Chu An lén lút đá chân Cố Gia Huy, nháy mắt ra hiệu với anh. Cố Gia Huy lập tức hiểu được, anh bắt đầu nhường bài để lấy lòng vợ. Vậy nên sau đó Hứa Minh Tâm thắng khá nhiều lần, cô còn nghi ngờ là liệu Cố Gia Huy có cố tình thả cho không, nhưng Chu An cứ ngồi đó khen vận may cô đến rồi, đánh bài cũng lên tay. Mấy thứ như may rủi đó cũng khó nói lắm, thời tới cản không được. Chẳng lẽ là do thời có tới rồi thật ư? Cô nghi ngờ nhìn Cố Gia Huy, Cố Gia Huy nhíu mày lại, sắc mặt khó coi, trông có vẻ như anh đang khó chịu vì bị thua tiền vậy. Hứa Minh Tâm lại hơi đắc ý. Xem ra chỉ số thông minh cao cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, may mắn tới thì anh cũng phải bó tay chịu trói thôi. Hứa Minh Tâm vui vẻ đứng lên, đánh bài một tiếng đồng hồ, trong túi cô đã có một đồng tiền lẻ. Bọn họ không chơi lớn, chơi nhỏ cho vui, chơi lớn hư người. Hứa Minh Tâm gửi cho mỗi người chút tiền trà nước. Cố Gia Huy cầm mấy chục ngàn lẻ cảm thấy cực kỳ mới lạ. Trong túi tiền của anh còn chẳng có nổi tờ tiền lẻ đến vậy đâu, nên đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy nó. Thế nhưng đây là tiền vợ cho, ý nghĩa to lớn nên phải giữ gìn cẩn thận. Bọn họ cùng ngồi trên số pha xem tiết mục cuối năm, cần hạt dưa ăn đồ ăn vặt. Đợi cho đến hơn 11 giờ thì bắt đầu nấu sủi cáo. Hứa Minh Tâm buồn ngủ sắp chết đến nơi rồi nhưng ngửi thấy mùi thơm của sủi cảo nên lập tức lên tinh thần. Ăn nguyên bảo, Hứa Minh Tâm vui vẻ nói. Cô đưa hết mấy cái sủi cảo có nhiều nếp gấp trong chén mình cho Cố Gia Huy. Cố Gia Huy hỏi, sao thế? Em không cần may mắn hả? Sủi cao nguyên bảo, tất nhiên nó dùng để kiếm tiền rồi. Em vẫn còn phải ngồi trên ghế nhà trường một khoảng thời gian nữa nên tạm thời không dùng được, em ăn một hai cái là đủ rồi. Anh phải ăn nhiều vào để anh còn đi kiếm tiền nuôi em chứ. Hứa Minh Tâm cười ngọt ngào nói. Cố Gia Huy nhìn nụ cười đó và cảm thấy trái tim sắp tan ra đến nơi rồi, được thôi, thế thì anh kiếm tiền nuôi em. Trong chén mọi người đều có sủi cào đồng tiền, khi ăn được nó thì ai cũng thấy vui vẻ. Hứa Minh Tâm muốn gắng gượng đến cuối cùng nhưng cô thật sự không thể chịu nổi nữa, mơ mơ màng màng được Cố Gia Huy ôm lấy. Những người còn lại cũng không gắng gượng nổi nữa rồi. Thời gian không còn sớm, mọi người đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Dạ thưa cậu chủ, bọn họ cùng đồng thanh. Anh xoay người chuẩn bị ôm Hứa Minh Tâm đi thì chủ An và nữ đầu bếp gọi anh lại. Bọn họ liếc nhìn nhau, chủ An nói, cậu chủ, qua 12 giờ rồi, cuối cùng một năm mới cũng đã đến. Chúng tôi xin chúc cậu chủ và cô Minh Tâm hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đầy đàn. Cố Gia Huy nghe thì lại thấy trong lòng ấm áp. Hứa Minh Tâm cho anh một năm mới cả đời khó quên. Anh gật đầu nói, cảm ơn chú An đã ở bên tôi suốt khoảng thời gian qua, cũng cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Minh Tâm mấy ngày nay, tôi cực kỳ biết ơn vì những gì mọi người đã làm cho gia đình này. Cậu chủ khách sáo quá, đó là những việc chúng tôi phải làm. Mọi người làm hết trách nhiệm của mình là đúng nhưng mọi người đối xử tốt với tôi và Minh Tâm thì tôi cũng nhìn thấy. Tôi không phải là người lòng dạ sắt đá, cũng không phải kẻ mù lòa. Nếu đêm nay đã nói thì tôi nhiều lời thêm vài câu. Mong là sau này mỗi dịp năm mới Tết đến đều có mọi người ở bên tôi. Mọi người đều là người nhà của tôi và Minh Tâm. Những năm sau này mong mọi người hãy giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn. Bọn họ nghe anh nói thế thì lập tức trợn tròn mắt nói không nên lời. Cố Gia Huy của giờ phút này không hề giống một ông chủ ngồi tít trên cao và chỉ tay năm ngón nữa, anh nói chuyện cực kỳ bình dị và gần gũi. Bọn họ đi làm công cho người ta thì chỉ có thể có duyên gặp được chứ không dám cầu mong về một người chủ như thế này. Đối xử với bọn họ thật lòng thì bọn họ cũng sẽ trả lại bằng cả tấm lòng. Cố Gia Huy nhìn mọi người với ánh mắt cảm ơn rồi ôm Hứa Minh Tâm lên lầu. Chú An nhìn theo bóng lưng anh đi và cực kỳ vui mừng, đúng là cậu chủ đã thay đổi rất nhiều rồi. Hơn nữa còn ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Cố Gia Huy khẽ đặt Hứa Minh Tâm lên giường, thấy cô được người ta ôm đi cả đoạn dài như thế vẫn không tinh giấc, có lẽ chờ tới ngày mai rồi hằng tâm cũng được. Anh đang chuẩn bị đi rửa mặt thì không ngờ Hứa Minh Tâm lại kéo lấy tay anh. Chú ba Cố. Hả? Em vẫn chưa nói cho anh là chúc mừng năm mới, anh cũng chưa nói câu đó với em.
Thì ra em vẫn còn nhớ điều đó ư? Cố Gia Huy không nhịn được cười cười, cúi người hôn khẽ lên trán cô. Năm mới vui vẻ nhé cô vợ nhỏ của anh. Giọng nói trầm ấm và đầy quyến rũ lọt vào tai khiến tim cô chợt run lên. Cô cuộn tròn người lại và nỉ non nói, anh cũng có một năm mới vui vẻ nhé. Cuối cùng cô vào giấc ngủ thật say. Cố Gia Huy đi tắm sạch sẽ rồi đứng ở trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Tối nay rất tròn, sao cũng rất nhiều, chắc chắn trung tâm thành phố giờ đây đang ồn ào và náo nhiệt trên đời là màu đỏ chói lóa của pháo hoa, nó soi sáng của vùng trời bên này. Đây là cảm giác của năm mới ư? Đây là cảm giác cả nhà đoàn viên ư? Trước đây trái tim anh luôn lạnh lẽo, anh không bao giờ quan tâm đến những ngày lễ Tết. Năm ngoái anh cũng về nhà cũ ăn bữa cơm tất niên rồi quay về tiếp tục làm việc, không ngơi một phút giây nào. Nhưng bây anh đột nhiên thay đổi và anh cảm thấy như này thật sự tốt, anh bắt đầu cảm thấy mình giống như một con người. Anh có thể sống cuộc sống của người bình thường, có thể cảm nhận được ấm và lạnh, có thể cảm nhận được cay và ngọt ngào. Anh mong rằng đời đời kiếp kiếp mãi như hôm nay. Hứa Minh Tâm ngủ thật sự rất say, có người đi vào giấc mộng và dường như đã nói với cô một câu gì đó. Hứa Minh Tâm, anh yêu em. Là giọng của ai thế nhỉ? Hình như là chú ba cổ ấy. Anh lại bắt đầu xến xúa buồn nôn rồi, anh tỏ tình càng ngày càng nhiều. Thôi, thương hại anh ấy, đáp lại một chút vậy. Em cũng yêu anh. Hôm sau, Hứa Minh Tâm đặt sẵn đồng hồ báo thức nên thức dậy từ rất sớm. Chuyện đầu tiên cô làm là gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Đây là truyền thống. Cô cảm thấy gửi nhóm thì có hơi qua loa quả đáng nên cô đích thân soạn từng tin nhắn một. Cô cũng không gửi cho hết tất cả mọi người trong danh sách bạn bè, có mấy người 800 năm không liên lạc thì cô lười lãng phí thời gian quý báu của mình làm. Cô gửi tin nhắn cho tất cả các thầy cô và bạn cùng phòng. Có cả Bạch Thư Hân thân yêu và Cố Yên nữa. Cô không có số điện thoại của ông cụ nên vội vàng gọi Cố Gia Huy vẫn còn trong nhà vệ sinh. Chuyện gì thế? Anh đã gửi tin nhắn chưa? Gửi tin nhắn gì cơ? Tin nhắn chúc mừng năm mới ấy. Nhân cho những người quan trọng nhất, ít nhất thì anh cũng phải gửi tin nhắn chúc mừng năm mới bổ mình chứ, hoặc là gọi điện thoại cũng được. Có cả chị Thanh Vân, bác sĩ Lệ Nghiêm nữa. Bọn họ biết anh không mừng năm mới. Thì bây giờ anh chúc mừng năm mới rồi đấy thôi. Nếu đã mừng thì phải làm theo đúng thủ tục nhé, không được làm thiếu điều nào cả. Hứa Minh Tâm hơi bướng bỉnh nói, đây chính là một phong tục tập quán cực kỳ tốt đẹp. Ngày lễ ngày Tết thì gửi lời thăm hỏi bạn bè người thân. Cố Gia Huy bất đắc dĩ, anh cảm thấy gọi điện thoại thì hơi gượng gạo nên đành phải chọn gửi tin nhắn. Anh chỉ gửi cho 5 người. Ông cụ, Cố Yên, Ôn Thanh Vân, Lệ Nghiêm. Điện thoại Hứa Minh Tâm reo lên tinh tinh, không ngờ là Cố Gia Huy gửi tới. Anh gửi cho em làm gì thế? Thì em bảo là gửi cho những người quan trọng mà, em cũng là người quan trọng. Nhưng mà em ở ngay bên cạnh anh thôi, anh có thể nhìn thấy, anh có thể chính miệng nói chúc mừng năm mới với em. Ở bên cạnh anh thì thế nào, anh chỉ được chính miệng nói chứ không được gửi tin nhắn noi u. Em là người quan trọng của anh nên anh cũng gửi tin nhắn cho em, chẳng có vấn đề gì cả. Được rồi, cũng có thể. Tôi hôm qua em vẫn chưa kịp tắm nên phải đi tầm đây. Hứa Minh Tâm nhảy xuống giường, vội vàng đi tâm rửa. Cô phải mặc quần áo năm mới. Cố Gia Huy đang mặc quần áo thì điện thoại chợt reo lên, là ông cụ nhà họ Cố. Anh vừa nhấc máy nghe thì Cố Gia Bảo đã quính lên hỏi, con là con bố há? Con vẫn là thắng ba nhà họ Cố chứ? Bố, là con mà, chuyện gì thế? Con vừa mới gửi cái tin nhắn lúc nãy cho bố hả? Không phải là con bé Minh Tâm gửi đây chứ? Không phải, nhưng mà cô ấy bắt con gửi tin nhắn cho mọi người. Con không biết viết cái gì nên chỉ ghi là năm mới vui vẻ thôi. Ây già, đúng là có vợ rồi nó khác hẳn, biết điều hơn xưa nhiều. Bổ nuôi con 28 năm, có bao giờ con gửi cái tin nhắn nào cho bố vào dịp lễ Tết đâu? Lúc nãy bố còn tưởng mình năm mơ đấy, không ngờ Yên Ý cũng nhận được. Bố cứ tưởng là Minh Tâm gửi cơ, không ngờ đúng thật là con à, nghe lời vợ thể là rất tốt, tiếp tục phát huy, bố con sắp cảm động khóc đến nơi rồi. Hôm nay con đưa Minh Tâm trở về nhà ăn cơm đi, đưa cả ông An theo nữa, người một nhà chung vui với nhau. Được thôi, con biết rồi. Cách cái điện thoại nhưng Cố Gia Huy vẫn có thể cảm nhận được sự hào hứng của ông cụ. Anh đột nhiên cảm thấy, có một điểm yếu, có một sự ràng buộc nơi trái tim kia cũng không phải là chuyện gì xấu.
có cô ở đây thì dường như anh trở nên giàu tình cảm hơn. Bản thân mình như thế không hề khiến anh cảm thấy chán ghét mà ngược lại. Dường như anh tìm được một mặt khác của chính mình. Vẻ, cô luôn có thể mang đến cho anh những bất ngờ đầy vui. Hứa Minh Tâm rửa mặt xong đi ra, cô thay một bộ quần áo mới tinh, đó là một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, bên trong là áo len trắng và quần bò. Dưới chân cô là đôi dép lệ hoạt hình cực kỳ đáng yêu, cô cười hì hì chạy đến ôm lấy Cố Gia Huy, quấn lấy người anh như con bạch tuộc. Năm mới vui vẻ nhé chủ ba cổ. Năm mới vui vẻ. Xì, lì lì xì năm mới. Cô háo hức nói. Cố Gia Huy nhiều tiền như thế thì chắc chắn bao lì xì sẽ dày cực kỳ dày, ít nhất cũng phải được tầm 1-2 triệu. Xuống nhà rồi cùng nhau phát lì xì, anh có chuẩn bị cho mọi người. Được, Hứa Minh Tâm hơi vội vã. Lại đây nào, ông chủ lớn phát lì năm mới. Minh Tâm xuống lâu hét to thật to. Mọi người lập tức chạy tới, Cố Gia Huy phát lì xì cho từng người một. Hứa Minh Tâm nhìn cái bao lì xì dày cộm kia rồi tự hỏi rốt cuộc kia Huy đã nhét bao nhiêu tiền vào trong đó mà bao lại phình to ra như được. Cô háo hức chờ mong, phát xì hết một vòng rồi mới đến lượt cô. Thế nhưng tại sao bao lì xì của cô lại hơn nhiều vậy? Mọi người mở bao lì xì ra trước, không ngờ lại là bao xì 30 lãm triệu tiền mặt to đùng. Hứa Minh Tâm suýt chút nữa hộc máu, thật là giàu có, xin lỗi mọi người, bao xì bé nên bỏ hết số tiền đó vào thì không bỏ thêm được nữa. Năm nay tiền lương tăng gấp đôi, nhớ chú An ghi lại nhé. Cảm ơn cậu, bọn họ cực kỳ biết ơn. Hứa Minh Tâm cũng vội vàng mở bao lì xì của mình ra, sau khi nhìn thấy thứ bên trong thì cô bắt đầu nghi ngờ về cuộc đời. 35 triệu mặt của cô đâu rồi? Tại sao lại là thẻ ăn vậy? Hứa Minh Tâm không vui nói. Thời hạn vĩnh đấy, anh đã giúp em mua đứt bữa cơm của hơn 50 cửa hàng và nhà hàng trong Đà Nẵng này đủ để em ăn cả đời. Đó đều là những nhà hàng anh chọn lựa kỹ càng, cả vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lẫn vị ngon đều là tiêu chí hàng đầu. Sau này chỉ cần em muốn ăn thì cứ tới đó và quét tấm thẻ này, ăn món gì cũng được. Nhưng mà tấm thẻ này trông chẳng hấp dẫn tí nào cả, 35 triệu đó có vẻ chói mắt hơn nhiều. Hứa Minh Tâm nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện díu dít thì cảm thấy hết sức ẩm ức. Em có thể lấy tiền mặt được không? Cô đáng thương nói, của anh thì cũng là của em hết thôi, em để ý mấy thứ này làm gì? Em biết chứ, nhưng mà, em thích cảm giác cầm cọc tiền trong tay ấy, cảm giác đó cực kỳ hạnh phúc, bộ anh không thấy thể u. Cô là con nhóc tham tiền nên thích cảm giác cầm tiền trong tay cơ. Cố Gia Huy nghe vậy thì cười cười, sau đó anh nắm chặt tay Hứa Minh Tâm. Em đã nắm được một ngọn núi vàng rồi đấy, em phải giữ cho cẩn thận, trong chừng anh cho cẩn thận, anh chính là số tiền to nhất của em đấy. Hứa Minh Tâm nghe xong mới kịp phản ứng, không nhịn được cười cười. Đúng là Cố Gia Huy càng ngày càng lẻo mép, tuy ngoài miệng Hứa Minh Tâm vẫn nói mình không thích nhưng cô vẫn cất cái thẻ vào túi tiền thật kỹ, sau này có thể thoải mái đi ăn. Bọn họ ăn sáng rồi sau đó theo chú An về nhà lớn. Hứa Minh Tâm đã chuẩn bị được một số thứ. Cô tặng cho ông cụ một bộ dụng cụ pha trà mới tinh cùng với trà ngon thượng đẳng. Bác trai, đây là quà Cố Gia Huy chọn cho bác đấy, bác xem có thích hay không thích, thích lắm luôn ấy. Con không cần phải nói tốt cho thằng nhóc kia đâu, nó thế nào bác lại chả biết quá. Nó lớn từng này tuổi đầu rồi mà chẳng có lần nào mang quà về nhà mừng năm mới cả, cứ như một khúc gỗ ấy. Chắc chắn con là người mua mấy thứ này đúng không? Hứa Minh Tâm nghe vậy thì hơi ngượng ngùng thè lưỡi. Đi tới ghé vào tai Cố Gia Huy, nhỏ giọng nói, hết cách rồi, hình tượng của anh đã tệ hại đến mức bén dễ đâm sâu vào trong tiềm thức mọi người rồi, em cũng không giúp được anh đâu. Không hề, anh đưa em về thì ông ấy đã vui lắm rồi, không tặng quà cũng chẳng sao cả. Thằng nhóc này nói mấy lời đó bố thích nhé, nó đưa con về là bác vui làm rồi đấy. Bác biết mấy món con thích ăn nên mua về rất nhiều đồ ăn vặt cho con, bày hết trên bàn trà ấy. Hứa Minh Tâm nghe ông nói thế thì kiêm lòng không đặng ôm chầm lấy ông. Cố Gia Bảo thấy mọi người nói cười vui vẻ cực kỳ náo nhiệt thì lại bùi ngùi than thở, đúng là cảm giác có người trong nhà tốt biết là bao nhiêu. Ông ấy chú ý tới chú An, nói, cuối cùng ông lão này cũng chịu bỏ cái bộ đồ đen xì đó rồi hả? Mẫu áo dài viên đỏ này hợp với ông lắm đầy. Vâng, cô Minh Tâm tặng cho tôi, nói là năm mới thì phải mới từ đầu đến chân, mặc đồ cũng phải mới. Cái con dâu tôi tặng quần áo mới cho ông á, thế còn tôi thì sao? Thì cô ấy vừa mới tặng bộ trà và lá trà cho ông đấy thôi.
Lá trà của ông có thể bằng mấy bộ quần áo trên người tôi đấy, ông nên thỏa mãn với điều đó đi. Tôi không thích thỏa mãn, tôi muốn có lá trà và có cả quần áo của ông nữa. Đó là con dâu tôi cơ mà, ông cũng có con trai đấy, bảo con dâu ông tặng cho mà mặc. Ông cởi quần áo ra cho tôi, mặc đồ con dâu tôi đưa thì hay ho lắm chắc. Gia Bảo mà bắt đầu muốn cởi quần áo trên Chủ An, ba người bên cạnh nhìn thấy thì lại không nhịn được nở nụ cười. Cố Yên nói, đó giờ lễ mừng năm mới nào căn nhà này cũng lạnh lẽo, cuối cùng hôm nay cũng có hơi người. Lâu rồi bổ không được cười thoải mái vui vẻ như vậy, bọn họ chẳng khác hai đứa trẻ chưa lớn. Biết thế này tôi đã chuẩn bị thêm cho bác trai một bộ, tôi cứ nghĩ là ông ấy cũng không thiếu quần áo mới như Cố Gia Huy. Không sao đâu mà, Chủ An sẽ không nhường cho ông ấy. Chỉ là ông ấy không thích thấy người ta có đồ mình không có thôi, nhỏ mọn lam. Lễ cưới của em chuẩn bị đến đâu rồi? Cố Gia Huy mở miệng nói, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Nụ cười trên mặt Cố Yên cũng trở nên cứng ngắc. Thế nhưng chỉ sang một thoáng gượng gạo ấy thì cô ấy đã nhún vai, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Bọn em tính tổ chức trong giáo đường, sau đó đến nhà hàng để chuẩn bị bữa tiệc. Thiệp mời đã được gửi đi, có người bên nhà mình và cũng có người bên nhà anh ấy. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người vào náo loạn, bên giới chính trị, quân đội cùng với các nhà kinh doanh lớn, mong là không có cảnh kẻ thù gặp nhau. Cố Yên hơi đau đầu nói. Đây cũng không phải là vấn đề, ai dám ở gây chuyện trong lễ cưới thì anh ba em sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho chuyện đó. Chỉ cần em có thể thuận lợi kết hôn là được rồi, anh cũng thấy yên tâm. Khi làm đi làm giấy đăng ký kết hôn. Ngày thứ ba sau khi làm lễ, sau đó em quay về quân đội tìm lãnh đạo chứng hôn. Sau đó thì hôn nhân này xem như được xác định chắc chắn rồi. Sắp ra khỏi vòng lặp đó rồi, không ngờ Yên lại kết hôn nhanh như vậy, thật tốt. Tôi nhất định phải chuẩn bị một phần quà cưới thật là lớn. Có cậu chuẩn bị quà cho tôi thì tôi cũng yên tâm hơn một chút. Anh ba tôi không hề đáng tin một chút nào, chắc chắn anh ấy sẽ đi tới với hai tay trống trơn. Cố Yên nhìn Cố Gia Huy với vẻ oán trách. Cố Gia Huy luôn quan sát cô ấy, trông cô ấy như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Kết hôn với Lệ Nghiêm chính là ước mơ lớn nhất của cô. Yên, cô ấy đã trả giá rất nhiều, cũng đã chờ đợi rất nhiều năm, đây là lúc mọi thứ có một kết thúc đẹp. Em gái duy nhất sắp lập gia đình khiến trong lòng anh thấy hơi bùi ngùi xúc động. Không biết anh hai trên trời có lính có thiêng có thể nhìn thấy những điều này hay không? Khoảng 10 giờ thì nhà Cổ Triệt cũng tới. Lần này bọn họ còn mang đến một tin tức, Hứa An Kỳ mang thai. Ông cụ vui đến chết đi được, đây là niềm vui nhân đôi. Cháu dâu đã mang thai rồi nhưng đứa con trai nhỏ của ông vẫn chưa chịu kết hôn. Trên bàn cơm, Cố Gia Huy cũng trở thành đối tượng mọi người bàn tán. Cậu ba à, cậu cũng là người trưởng thành rồi. Người ta thường nói thành gia rồi mới lập nghiệp, cháu của cậu đã kết hôn có con rồi, cậu phải phần đầu nhiều vào đi chứ. Bây giờ cậu khổ sở chờ người ta đủ tuổi để cưới, tốn hết mọi tâm huyết để người ta có mối quan hệ với nhà họ Ngôn, trở thành con cháu nhà Trâm Anh thế phiệt rồi. Đừng có mà tới lúc đó người ta lại chế cậu lớn tuổi rồi giơ chân đá cậu bay xa đặng chạy đi tìm mấy chàng trai trẻ có tài có tương lai, đến lúc đó cậu lại khóc không ra nước mắt. Người ta nói con gái bây giờ hay thích mấy anh hot boy gì gì đó mà. Con của Ngôn Dương chính xác là mẫu người đó, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ta cũng khá là thân thiết với Minh Tâm Nhi. Thậm chí còn tới nhà người ta ngủ lại một đêm, nói chứ tầm lòng cậu ba cũng bao la rộng lớn quá đấy. Hứa Minh Tâm nghe chị ta nói như thế thì sắc mặt lập tức trở nên khó chịu. La Thanh Nhã đúng là miệng chó không thể khạc ra ngà voi, chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi mà bây giờ chị ta lại cố tình bới móc lên lại. Hơn nữa cũng không biết nhìn xem đây là lúc nào. Bầu không khí trên bàn cơm đang vui vẻ hòa thuận, chị ta vừa mới nói xong thì mọi thứ bỗng chốc đóng thành băng, sắc mặt Cố Gia Huy cũng không vui vẻ gì cho cam. Hứa Minh Tâm ngồi gần anh nên có thể cảm nhận được hơi thở có thể khiến con người ta sợ hãi từ người anh. Cô chợt nắm chặt lấy tay anh. Cố Gia Huy quay đầu lại nhìn cô. Cô khế lắc đầu để bảo anh đừng giận quá mất khôn. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu năm mới. Cả nhà cùng ăn cơm với nhau, đừng khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Bớt nói một câu cũng không mất miếng thịt nào, có thể nhịn được thì cứ nhịn thôi, suy cho cùng hôm nay cũng không thích hợp để gây gổ. Cố Gia Huy biết cô suy nghĩ cho mọi người, thà bản thân mình chịu uất ức cũng không muốn mọi người mất vui. Tim anh mềm nhũn, nằm ngược lại tay cô, nằm thật chặt, ăn cơm đi, đây là món em thích ăn này, ăn nhiều một chút.
La Thanh Nhã nói một tràng dài như pháo nổ, không ngờ hai người đối diện còn chẳng thèm đếm xía đến chỉ ta lấy một lần nào thì chợt nổi giận, đang định nói thêm điều gì đó thì ông cũ đã không nhìn được nữa lên tiếng. Này anh cả, anh không biết trông chừng vợ mình à? Người một nhà đang ăn cơm, nó có thể nói ít đi một câu được không? Dạ, con biết rồi bổ. Bố, con cũng muốn tốt cho cậu ba thôi mà, để tránh trường hợp người ta ăn cháo đá bát, thiệt thòi nhất là cậu ba thôi. La Thanh Nhã nói còn chưa nói xong thì đã bị Cố Triệt ngắt lời, chú ba tự biết mình phải làm gì, cô đừng làm mồm nhiều chuyện nữa. Ăn nhiều cơm vào, bớt nói lại. La Thanh Nhã thấy Cố Triệt đã mở miệng nói rồi nên buộc lòng phải dừng chủ đề lại, chị ta tức tối trừng mắt nhìn hai người đối diện và bắt đầu cúi mặt ăn cơm. Mà Cố Tử Vị và Hứa An Kỳ thì lại ngồi xéo trước mặt Hứa Minh Tâm. Cố Tử Vị là tên háo sắc, từ lần đầu tiên gặp Hứa Minh Tâm thì cậu ta đã nhớ mãi không quên. Cậu ta thật sự rất hối hận, cậu ta ở bên cạnh Hứa An Kỳ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng phát hiện ra nhà họ Hứa có một bảo bối. Có trách thì phải trách lão già Hứa Văn Mạnh, lần nào cũng không cho Hứa Minh Tâm lên nhà trên, sợ cô làm ảnh hưởng đến nề nếp gia đình. Làm hại cậu ta bỏ lỡ bảo bối thế này. Hứa Minh Tâm xinh đẹp hơn Hứa An Kỳ nhiều, cười rộ lên thì ảnh mắt cong cong như vầng trăng khuyết, sáng rỡ. Nhìn cô cười khiến lòng Cố Tử Vị ngứa ngáy không thể nhịn được. Cậu ta không quan tâm đến việc mình đã kết hôn, chỉ là cậu ta sợ Cố Gia Huy. Nếu không có sự xuất hiện của Cố Gia Huy thì cậu ta đã giành Hứa Minh Tâm về tay từ lâu rồi. Cậu ta chịu khổ nhiều lần nên chẳng hiểu tại sao mỗi lần người khác đánh cậu ta đều mặc định chắc chắn là Cố Gia Huy làm. Nhưng dù thế thì ngọn lửa trong lòng cậu ta vẫn không hề tắt. Đêm đến cậu ta cứ nằm trên giường chăn chọc suy nghĩ xem nên làm thế nào để có được Hứa Minh Tâm. Bây giờ người thật đang ngồi ngay trước mặt, nhìn thấy những không thể ăn được khiến lòng cậu ta khó chịu như có một con mèo đang do móng vuốt lướt qua. Ánh mắt mơ màng đó của cậu ta có thể tránh được sự chú ý của những người khác nhưng làm sao thoát khỏi Hứa An Kỳ đang ngồi ngay bên cạnh. Cô ta biết Cố Tử Vị đã nhớ thương Hứa Minh Tâm từ lâu rồi nên lần này lại tức tối nghiến răng. 3 tháng đầu mang thai không được làm chuyện vợ chồng, sau này bụng lớn rồi lại càng không thể thỏa mãn Cố Tử Vị, chắc chắn Cố Tử Vị vẫn luôn tơ tưởng đến Hứa Minh Tâm. Chết tiệt! Con quỷ cái này, từ khi nó trở về nhà họ Hứa thì đã khiến mẹ cô ta phải chịu uất ức. Bây giờ leo được lên cao rồi lại đè lên cả đầu cô ta. Đã thế rồi con hồ ly tinh đó vẫn chưa biết đủ. Còn quyến rũ của chồng cô ta nữa. Làm sao cô ta nuốt trôi cục tức này, cô ta nhất định phải nghĩ cách tóm đầu Hứa Minh Tâm xuống và giảm thật mạnh. Hứa An Kỳ lại ghi thêm một mối hận trong lòng, siết chặt nắm đấm. Một bữa cơm đã được ăn xong, Cố Triệt có việc phải đi trước thì Hứa Minh Tâm mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. May là bọn họ đi rồi, nếu không chắc cơm tối cô cũng nuốt không trôi mất. Hứa Minh Tâm nhìn Cố Gia Huy, tò mò hỏi. Anh có sợ em chạy mất không? Có sợ em thích một anh trẻ trung đẹp trai nào đó không? Anh trẻ trung đẹp trai, kiểu bạn trai cực kỳ bám người, cứ như một chủ cún con ấy. Chẳng lẽ anh không phải ư? Tuổi tác của cún con nhỏ xíu à, chú ơi, tuổi chủ vượt mức quy định. Gia Huy nghe thế thì sắc mặt lập tức trở nên âm u, cực kỳ tệ hại. Sao anh nhớ hồi xưa mấy cô gái nhỏ thường thích ông chú lớn tuổi? Chờ đến khi anh thành ông chú lớn tuổi thật rồi thì bọn họ lại thích kiểu bạn trai trẻ trung bám người như cún con. Thế hệ của anh đã bị thế giới bỏ qua rồi đúng không? Trước đó anh vẫn không nhận thức được là mình đã lớn tuổi, năm nay anh mới 28 thôi, đang đúng thời kỳ phong độ. Thành công trong sự nghiệp, tính tình trưởng thành chín chắn, đủ sức gánh vác cả một vùng trời. Có tiền có tài có vẻ ngoài đẹp trai, không biết bao nhiêu cô gái muốn gả cho anh. Thế nhưng sau khi gặp được Hứa Minh Tâm thì anh lại bắt đầu nghi ngờ về cuộc đời. Anh thật sự cảm thấy mình đã lớn tuổi, là một ông chú giả. Đúng là đau đầu quả đi mà. Anh có xấu không? Đẹp trai lắm. Cổn con có giàu bằng anh không? Không có. Anh không tốt với em ư? Tốt. Thế thì anh có thua gì bạn trai cún con em nói đâu. Anh giả á. Cố Gia Huy cảm thấy trái tim mình bị trúng một cú sốc cực mạnh. Tuổi tác chết tiệt. Hứa Minh Tâm nhìn dáng vẻ Cố Gia Huy nghẹn lời thì không nhịn được phì cười. Cô đứng lên sofa thì cao được tầm ngang ngang anh, ôm lấy cổ anh nói, em đùa anh thôi, em thích ông chủ trưởng thành hơn đó, em không thích cún con hot boy gì đâu. Chú già đẹp trai, biết yêu thương cưng chiều em thế này cơ mà, em đâu phải con ngốc.
anh không thích hai chữ chủ già đó đâu, nghe có vẻ như anh già lắm rồi ấy. Cố Gia Huy hơi buồn bực nói với giọng ủ rũ. Ha ha ha, thế thì, chú ba, Hứa Minh Tâm nghĩ tới cái tên gọi đó, hồi xưa cô cũng chịu khó gọi lắm ấy chứ đùa gì đâu. Cố Gia Huy nghe thế thì lập tức giơ tay lên vỗ vào mông cô, không hề nể nang một tí nào. Hứa Minh Tâm đau cau mày lại, vội vàng nói, em sai rồi, cậu ba nhà họ Cổ, anh đừng đánh nữa. Thế mới được chứ, rồi. Cố Yên đang chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy cảnh tượng xến xúa đáng sợ trong phòng khách, da gà da di nối lên hết trơn. Lớn tổng ngồng rồi mà sao da mặt anh ba vẫn còn dày như thế nhỉ? Lại còn ghẹo con nít nữa xấu hổ, thật là đáng xấu hổ. Cố Yên đi tìm Doanh, cô ấy nàng tưởng rằng Bạch Thư Hân lại làm khó làm dễ gì đó nhưng là không ngờ đến tận bây giờ cô em gái đó vẫn không có một hành động. Cố Yên cũng dần yên tâm. Lễ cưới ngày càng gần, cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, cô ấy không nên lo nghĩ về chuyện nhiều mà nên nghĩ xem mình sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp thế này mới đúng. Cô ấy và Doanh đi đến một cửa hàng bán áo cưới để chọn họ anh một bộ tây trang đen. Lệ Nghiêm mặc quần áo khá là tùy hứng, thứ anh ta mặc nhiều nhất chính là áo blouse trông cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, đẹp trai không ai. Mặc quần áo phẫu thuật thì lại càng trưởng thành chín chắn, dáng vẻ cầm dao mổ của anh là thứ cô sẽ không bao giờ quên. Không biết Lệ Nghiêm đã thu hút cô như thế nào nữa, hình như là khi cô vừa mới ghi danh vào trường Đại học Đà Nẵng, đang đứng trước cổng trường cùng với các bạn khác thì có một người đột nhiên tái phát bệnh tim, mọi người xung quanh không ai dám nhào tới cứu, có một mình Lệ Nghiêm đi tới. Sau khi hỏi thăm cô ấy mới biết Doanh là người khoa y nên mới tùy hứng đổi ngành, chọn ngành y mình không thích nhất. Sau đó cô ấy từng bước đi theo sau Doanh, cùng thi đậu thạc sĩ với anh ta. Cùng học quân y với anh ta và sau đó là cùng làm việc trong một quân đội. Hai bên gia đình đều ủng hộ bọn họ, mới chớp mắt đó thôi mà nhiều năm đã trôi qua như vậy. Ngày ấy cô Yên còn chưa tròn 20 tuổi, nay cô ấy đã 26 tuổi. Có bao nhiêu cô gái trên đời này sẵn sàng ngốc nghếch theo sau bóng lưng của một người đàn ông, lang lặng trả giá bao năm thanh xuân của mình như thế. Cô Yên biết mình ngốc nhưng cô không quan tâm, cô biết cuối cùng hạnh phúc cũng sẽ đến với mình. Nhìn Lệ Nghiêm mặc tây trang mang giày da điển trai không ai bằng đứng trước mặt mình, hốc mắt Cố Yên chợt trở nên ướt át. Lệ Nghiêm thấy cô ấy như thế bèn đỏ tới và nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng. Tại sao em lại khóc thế này? Chẳng lẽ là do anh mặc bộ đồ này xấu quá? Không có, đẹp lắm. Quần áo chính tay em chọn, người cũng do em chọn thì làm sao mà xấu được cơ chứ? Là do em vui quá thôi. Chẳng mấy khi được nhìn thấy anh nghiêm túc mặc tây trang thế này, nếu em thích thì sau này anh sẽ mặc nhiều cho em xem. Nhưng mà về quân khu rồi thì không thoải mái được như vậy không sao cả, anh mặc cái gì cũng rất đẹp. Lệ Nghiêm, em đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi, bây giờ chỉ còn thiếu bước anh tới nhà cưới em thôi. Còn 6 ngày nữa là đến lễ cưới của chúng ta rồi. Em không biết ngày hôm đó sẽ xảy ra chuyện gì nhưng anh phải hứa anh không được buông tay em ra, anh có hiểu không? Làm sao có chuyện gì xảy ra được, em đang trách anh không thể cho em cảm giác an toàn đấy ư. Không có, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, cô ấy nói không nên lời. Cô ấy chỉ hy vọng ngày cưới ấy đến nhanh hơn một chút để tránh đêm dài lầm mộng. Lễ cưới ngày càng đến gần thì Cố Yên lại không thể ngủ yên giấc, không phải vì xúc động hào hứng mà là lo lắng bất an. Sự bất an dữ dội cứ quanh quẩn trong lòng cô, đè nén khiến cô không thể thở nổi. Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra lễ cưới, mới sáng tinh mơ Cố Yên đã bị kéo dậy rửa mặt. Hứa Minh Tâm cũng đến đây từ sớm để giúp đỡ, thấy hai mắt cô ấy là quần thâm đen như gấu trúc thì lại nhíu mày. Cô dâu, cậu xích động quá nên không ngủ được rồi biến mình thành thế này đầy hả? Lễ Nghiêm đâu? Anh ấy, chắc là anh ấy ở nhà họ Bạch, có lẽ bây giờ đang sắp xếp trang trí lễ đường rồi. Cậu còn chưa gả cho người ta đã nóng lòng gặp bác sĩ Doanh đến thế ư? Anh ấy ở đó là được rồi, phải che quần thâm này đi, nó đậm quá. Thay quần áo và trang điểm mất đâu đó khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có một cô dâu xinh đẹp xuất hiện. Hứa Minh Tâm mặc váy cổ phù dâu theo đuôi phía sau. Cố Gia Bảo khoác chiếc áo vạt dài trông có vẻ dồi dào sức sống hơn nhiều. Ông ấy cầm cây gậy, đi bình thường thôi cũng run run. Ông ấy đang xúc động. Tuy Cố Yên không phải là con gái ruột của ông nhưng nuôi cô bao nhiêu năm nay nên có tình cảm cực kỳ sâu nặng. Nhìn cô ấy trong chiếc váy cưới ngày hôm nay, cảm xúc trong lòng ông cực kỳ phức tạp. Bố, cô ấy gọi,
cuối cùng Cố Gia Bảo cũng không nhịn được nữa, nước mắt ngắn nước mét dài. Chú An đứng phía sau an ủi, ông chủ, đây là việc vui, cuối cùng cô Tư cũng đã tìm được nơi mình thuộc về rồi. Con rể ông cũng là người tuấn tú lịch lãm, là học trong bầy gà, lẽ ra ông phải vui mới đúng chứ. Vui, tôi vui cái mốc gì ấy, bông hoa mình chăm bón bấy lâu nay bị heo cướp mất thì làm sao tôi vui cho được. Ông cụ lau khóe mắt, nắm lấy tay Cố Yên và nhìn thật kỹ. Mới chớp mắt một cái mà con đã lớn thế này rồi, bố cũng dần trở nên già yếu. Khi bố vừa mới đưa con về thì con chỉ bé tí năm trong vòng tay bố thôi. Bây giờ bố không còn bể được con nữa nên đành phải tìm một người khác tiếp tục bể con. Con gái à, bố nắm tay con, đưa cho đi lấy chồng thật long trọng và lộng lẫy. Bố, con cảm ơn bố, mũi Cố Yên chua xót ôm chặt lấy Cố Gia Bảo. Hứa Minh Tâm thấy thế cũng xúc động lây. Người ta là bố nuôi tôi còn yêu thương con như thế nhưng bố ruột cô chỉ biết chửi mắng chỉ trích cô thẩm tệ. Khi cô đang đau lòng thì Cố Gia Huy xuất hiện từ phía sau cầm chặt lấy tay cô, cho cô sự ấm áp. Đừng đau lòng, em còn có anh mà. Hứa Minh Tâm nhìn anh và gật đầu thật mạnh. Đời này, hạnh phúc lớn nhất của cô chính là gặp được Cố Gia Huy. Bọn họ rời khỏi căn nhà cũ và đoàn xe cực kỳ dài gồm đó 16 chiếc xe cũng đi theo để đưa dâu. Nhà họ Cố gả con gái thì tất nhiên phải hơn rất nhiều người khác, lần này mọi thứ còn rầm rộ hơn ngày Cố Tử Vị cưới vợ, có thể thấy ông cụ yêu thương cô con gái nuôi này đến mức nào. Chẳng mấy chốc đã đến nhà thờ, khách khứa đã ngồi vào vị trí, người nhà họ Bạch thì chờ ngoài cửa. Cố Yên xuống xe, chuyện đầu tiên cô làm chính là tìm kiếm bóng dáng Lệ Nghiêm. Thấy anh ta xuất hiện trong hôn lễ như những gì đã bàn trước thì cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ là đến giờ lành. Cố Gia Bảo phải nắm tay Cổ Yên đi qua một thảm đỏ thật dài và đưa đến chỗ Lê Nghiêm. Lệ Nghiêm đứng bên cạnh mục sư, đảo mắt nhìn quanh rồi lại không nhìn thấy bóng dáng Bạch Thư Hân. Lẽ ra cô ấy phải đi cùng với bọn họ nhưng cô ấy lại bảo mình có chuẩn bị quà cưới nhưng để quên ở nhà thuê bên kia, phải đi về lấy. Thế nhưng cô ấy đã đi nửa tiếng đồng hồ, đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Anh ta nháy mắt với mẹ Bạch để bà gọi điện thoại cho Bạch Thư Hân. Hỏi xem rốt cuộc cô ấy đã đi tới đâu rồi. Nhưng điện thoại Bạch Thư Hân lại không gọi được. Cố Gia Bảo đưa Cố Yên đến trước mặt Lễ Nghiêm và trịnh trọng nói, cả đời tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất này, dù chỉ là con nuôi nhưng tôi chưa bao giờ đối xử với con bé như con nuôi cả. Con bé chính là con gái ruột của tôi, là Tư nhà họ Cổ. Hôm nay tôi giao con bé lại cho cậu, tôi mong rằng cậu sẽ đối xử tốt với nó, yêu thương nó. Làm tròn trách nhiệm của một người chồng và không để con bé chịu bất kỳ một uất ức nào. Cậu là quân y nên cũng có những phẩm chất cơ bản của một người lính, cậu nên hiểu được trách nhiệm của người lính là gì. Cậu cần bảo vệ được người dân nhưng cậu lại càng phải bảo vệ được người con gái của mình trước đã, cậu hiểu chưa? Con hiểu rồi thưa bác trai, giờ vẫn còn gọi tôi là bác trai bố. Lễ Nghiêm trịnh trọng nói.